Y võ song toàn, Tần Lâm. Tập 32. Lý Kim Thành cười khẩy, anh không bốc phét thì sẽ chết à? Hồ Gia Hân sao? Hồ Gia Hân là người mà người bình thường có thể dễ dàng quen biết hay sao? Người đứng đầu ngành trang sức, một doanh nhân xinh đẹp, Hồ Gia Hân còn là con gái nhà giàu, vừa có thực lực lại xuất chúng hơn người, đúng là hậu sinh khả úy mà. Với ngoại hình và khí chất nổi bật, đương nhiên nhân vật này cũng cùng đẳng cấp với Liễu Thanh Thanh, điểm khác biệt duy nhất giữa hai người chính là Hồ Gia Hân không phải là người giàu nhất cả nước. Hơn nữa, Hồ Gia Hân có tính cách đặc biệt, khi gặp đối tác mà mình thích thì thái độ sẽ tốt hơn một chút, nhưng nếu gặp người không vừa mắt thì thái độ sẽ tệ hơn, dễ nổi nóng và nói những lời không nể nang ai. Vậy nên Hồ Gia Hân không phải loại người dễ tính, ai lại dám nói quen biết người như vậy chứ? Lần này Tần Lâm khoác lác coi như bước sai rồi, nếu như anh nói người khác thì còn có thể, còn nói Hồ Gia Hân thì mơ đi. Tút tút tút. Sau vài hồi chuông, cuộc gọi đã được kết nối. Alo, lão Tần. Sao thế, nhớ tôi rồi à? Hồ Gia Hân này vô cùng tinh quái, mở miệng ra là trêu chọc người khác. Tần Lâm cũng hơi cạn lời, cũng may Liễu Thanh Thanh không ở bên cạnh cô ấy, nếu không thì chẳng phải sẽ rất dễ gây ra hiểu lầm sao? Đương nhiên rồi, e rằng Liễu Thanh Thanh cũng biết cái tính cách này của Hồ Gia Hân, vậy nên mới không có gì ngạc nhiên. Tôi đang đi ăn với bạn, có một người kinh doanh trang sức tên Từ Mập, cô có biết không? Hồ Gia Hân sững ra một lúc, không quen, đại lý nhỏ à, tôi quen ở đâu chứ, sao thế, người thân của anh à? Tần Lâm nói, bạn tôi, tính cách không tệ, cô giúp tôi chiếu cố cậu ấy đi. Được thôi, đương nhiên tôi phải nể mặt lão Tần anh rồi. Vừa hay tôi đang thiếu một tổng đại lý ở khu vực Đông Bắc, anh kêu anh ta liên lạc với tôi đi. Được, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi cúp đây. Giọng Hồ Gia Hân có hơi oán trách, làm gì thế, tìm tôi nhờ vả xong lại cúp máy, cũng không biết hỏi han mấy câu à, thật không có chút lương tâm nào cả. Anh quên rằng lần trước ở trên giường. Hồ Gia Hân càng nói càng không nghiêm túc, Tần Lâm bèn vội vàng cúp máy. Sắc mặt Vương Đông Tuyết ở bên có hơi kỳ lạ. Tuy có thể nghe ra là đang nói đùa, nhưng được một cô gái xinh đẹp nói đùa như thế thì sẽ khiến cho người khác không tránh khỏi việc nghĩ lung tung. Tần Lâm cạn lời, Hồ Gia Hân này thực sự khiến cho người khác khó đề phòng. Lại còn lần trước ở trên giường. Lần trước ở trên giường là Tần Lâm chữa bệnh cho cô ấy, không hề làm gì cả, ngược lại Hồ Gia Hân lại muốn làm gì đó, cuối cùng bị Tần Lâm dùng kim bạc đâm vào người, thật là... Sau này Tần Lâm vẫn nên ít nói chuyện với người phụ nữ này thì hơn, nếu có gì muốn nói thì gọi nhanh nói nhanh là được. Sau khi gác máy, Từ Mập lộ ra vẻ kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Tần Lâm. Anh Tần, người phụ nữ ban nãy là Hồ Gia Hân sao? Tần Lâm đáp, anh không quen cô ấy à, không nghe ra sao? Quen, nghe ra, đúng vậy. Đương nhiên Từ Mập nghe ra giọng của Hồ Gia Hân, chỉ là vẫn chưa tin mà thôi. Vậy tôi, bây giờ tôi nên làm gì? Tần Lâm đưa điện thoại cho Từ Mập xem qua, đây là số điện thoại của Hồ Gia Hân, anh gọi cho cô ấy đi, nói là bạn của tôi. Được. Từ Mập vừa lo sợ vừa lấy điện thoại ra gọi vào số của Hồ Gia Hân, vài giây sau, cuộc gọi đã được kết nối. Tôi là Hồ Gia Hân, ai ở đầu dây thế? Xin chào Tổng Giám Đốc Hồ, tôi là bạn của anh Tần, lúc nãy anh Tần có cho tôi số điện thoại, bảo tôi gọi đến. Tôi biết rồi, Từ Mập đúng không, lát nữa Phó Tổng Giám Đốc sẽ gọi cho anh để sắp xếp công việc, sau này anh sẽ làm Tổng Đại Lý ở khu vực Đông Bắc, làm cho tốt nhé, tôi sẽ không để anh chịu thiệt đâu. Khi nói chuyện với Từ Mập, Hồ Gia Hân như trở thành một con người khác, có tác phong độc đoán của một cấp trên, uy nghiêm của một người lãnh đạo. Cho dù là phụ nữ, cũng không có ai dám không tôn trọng. Từ Mập vui mừng khôn xiết, cảm ơn Tổng Giám Đốc Hồ. Sau khi gác máy, Từ Mập đột nhiên trở thành tổng đại lý khu vực Đông Bắc của châu báu Gia Hân. Thân phận này không hề tầm thường chút nào, lương ít nhất cũng phải 1 triệu một tháng. Hơn nữa, khu vực Đông Bắc cũng rất có triển vọng, chắc rằng sau này Từ Mập sẽ còn rất nhiều đất để dụng võ. Từ Mập bây giờ đã trở thành giám đốc Từ rồi, sau này phải giúp đỡ cho bọn tớ nhé. Đúng vậy, sau này có muốn mua trang sức thì cứ tìm đến giám đốc Từ nhỉ. Còn phải nói, châu báu Gia Hân có nằm mơ cũng muốn mua một món, đến lúc đó có món nào rẻ nhớ để lại cho chúng tớ với nha.
Các bạn học khác cũng bắt đầu trở nên nhiệt tình, không ai có thể ngờ rằng Cóc Ghẻ lại một bước trở thành hoàng tử. Từ Mập này vốn chỉ là một tên rẻ rách, là người đi làm công ăn lương, tuy kinh doanh trang sức nhưng cũng sống lệ thuộc vào người khác mà thôi, cứ như đang đứng trên bờ vực thất nghiệp vậy. Không ngờ rằng bỗng chốc lại trở thành tổng đại lý của châu báu Gia Hân ở khu vực Đông Bắc, biến thành một đại gia. Có rất nhiều cô gái đã bắt đầu liếc mắt đưa tình với cậu ấy rồi. Còn sắc mặt của Lý Kim Thành lại hết sức khó coi. Tổng đại lý của châu báu Gia Hân ở khu vực Đông Bắc. Chẳng phải là trở thành đại lý cấp trên của anh ta sao? Lý Kim Thành vốn là một thương nhân nhỏ liên kết làm ăn với châu báu Gia Hân, dựa vào mối quan hệ của người ta để sống qua ngày, bên trên cho xuống một ít đồ thì anh ta mới có thể kiếm được tiền. Một khi tổng đại lý ngừng hợp tác với anh ta để đổi sang một công ty kinh doanh khác, thì xem như toi đời rồi. Chỉ trong vài phút, mọi thứ đã thay đổi, giống như Lý Kim Thành đang hoán đổi cho Từ Mập vậy. Sự đối nghịch này thực sự khiến anh ta không thể chấp nhận được. Nhưng, con người cúi đầu trước tiền tài. Dù anh ta không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận. Chỉ trong vài phút, Lý Kim Thành đã liên tiếp nhận được tin nhắn. Tổng đại lý của khu vực Đông Bắc đã được chọn rồi, họ Từ, có ai quen biết không? Châu báu Gia Hân chưa từng nghe qua người này, là ai thế, người ngoài à? Ai có quan hệ thì tìm hiểu chút đi. Thật là đáng sợ. Tổng đại lý này mà có người dưới trướng thì chúng ta coi như thất nghiệp cả đám. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của những người bạn này, trong lòng Lý Kim Thành cũng căng thẳng không kém. Anh ta biết rằng, một khi bữa ăn này kết thúc thì Từ Mập sẽ loại anh ta ra khỏi danh sách ngay lập tức. Lúc trước anh ta đã bắt nạt Từ Mập nhiều như vậy, cậu ấy cũng không thể nào lấy ơn trả oán được. Lý Kim Thành cắn răng đứng dậy, cầm ly bia lên rồi cười nói với Từ Mập. Anh Từ, chúc mừng anh đã trở thành tổng đại lý, tôi kính anh một ly. Mấy bạn học đều lộ ra vẻ giễu cợt, lật mặt nhanh như vậy, vừa rồi anh ta còn bảo Từ Mập đi lấy bia cơ mà. Bây giờ lại gọi anh Từ rồi sao, xưng hô cũng lịch sự hơn. Cảnh tượng này cũng drama quá nhỉ, vậy nên bọn họ mới cảm thấy thích thú. Lý Kim Thành đúng là tự làm tự chịu. Từ Mập bị bắt nạt lâu như vậy, tất cả đều là do cuộc sống ép buộc, chứ không phải là do cậu ấy tốt tính. Nhìn thấy Lý Kim Thành khách khí như thế, Từ Mập liền cười khẩy. Mời tôi à, tôi không có đồ uống. Lý Kim Thành sững ra một lúc, vội vàng lấy chai bia đưa sang. Anh Từ, ở đây. Từ Mập cầm lấy chai bia, đột nhiên cười chế nhạo rồi ném mạnh xuống đất. Soảng! Chai bia rơi ngay dưới chân Lý Kim Thành, bắn cả vào người anh ta. Có biết là tôi uống lạnh không? Sắc mặt Lý Kim Thành trở nên vô cùng khó coi. Cắn răng cười vài tiếng. Ha ha, vâng, anh Từ, để tôi đi lấy cho anh. Nói xong, Lý Kim Thành đi ra ngoài, gọi nhân viên phục vụ mang bia lạnh ra. Sau khi vào phòng, anh ta liền rót ra ly cho Từ Mập. Từ Mập hừ lạnh một tiếng, nhấp một ngụm rồi đặt ly bia xuống. Cậu có tư cách mời tôi sao? Bị ức hiếp nhiều năm như vậy, Từ Mập đã bị lửa giận làm cho phát ách rồi, làm sao có thể cho anh ta thể diện được? Sắc mặt Lý Kim Thành sầm xuống, Từ Mập, đừng có mà vênh váo. Lý Kim Thành cũng sốt ruột, mặc dù anh ta cũng thường xuyên nịnh bợ cấp trên, nhưng hôm nay vị cấp trên này có chút khó. Sự tương phản này cực kỳ lớn, Lý Kim Thành không thể nào chịu nổi khi nghĩ đến việc phải qua lại với Từ Mập, ngày nào cũng phải làm trâu làm chó cho cậu ấy. Trước đây anh ta bắt nạt làm khó Từ Mập thế nào, sau này cậu ấy nhất định sẽ trả lại gấp đôi. Lý Kim Thành không thể nhẫn nhịn được, cho dù không làm trong ngành này nữa thì anh ta cũng sẽ không sống những ngày tháng bị Từ Mập chèn ép. Từ Mập hừ lạnh lùng, tên họ Lý, không muốn làm nữa đúng không, được, sau này cậu đừng liên hệ với châu báu Gia Hân nữa. Lý Kim Thành u ám mặt mày, tên họ Từ, cậu đợi đấy. Lý Kim Thành quay lại liếc nhìn Tần Lâm, còn anh nữa, anh cũng đợi đấy cho tôi. Nói xong, Lý Kim Thành quay người bỏ đi. Đám bạn học bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt có chút lúng túng, kịch tính thật đấy, còn đặc sắc hơn cả tiểu thuyết, cuộc sống đúng là trớ trêu mà. Từ Mập cười, liên tục rót rượu cho Tần Lâm và Vương Đông Tuyết. Cậu ấy từ một tên nghèo khổ, không địa vị trở thành giám đốc tổng đại lý, tất cả đều nhờ Tần Lâm, đương nhiên cậu ấy biết điều này. Anh Tần, hay là các anh đi trước đi, tên Lý Kim Thành có chút thế lực, anh ta gây phiền phức cứ nhằm vào một mình tôi là được rồi.
không thể để liên lụy đến các anh được. Những người bạn học khác cũng sực nhớ ra, họ nói. Đúng rồi, chú của Lý Kim Thành cũng ghê đấy, các người cẩn thận vào. Mau đi thôi, chúng ta cũng ăn đủ rồi, nếu không tí nữa anh ta đến, các người không đi được đâu. Lý Kim Thành cũng đi rồi, đừng ở đây nữa, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Lúc nãy Lý Kim Thành thẹn quá hóa giận, cũng không lấy làm lạ khi anh ta làm ra chuyện gì đó. Từ Mập cắn răng nói, không trốn tránh mãi được, sớm muộn gì anh ta cũng sẽ nhằm vào tôi đi cũng vô ích. Tần Lâm cười, anh cũng thấy khâm phục dũng khí của Từ Mập. Anh vỗ vai cậu ấy rồi nói. Anh nói đúng, không thể trốn tránh mãi được, chỉ là tên tép siêu thôi, không cần phải sợ anh ta, nào, chúng ta tiếp tục uống vài ly đi. Tần Lâm khá thích tính khí của Từ Mập, biết ứng phó với tình hình cụ thể, có lòng dũng cảm và trách nhiệm. Hơn nữa không hề có dáng vẻ coi thường người khác, cậu ấy cũng được coi là một người bạn tốt. Từ Mập sững sờ, lập tức cũng trở nên hào hứng. Được, anh Tần cũng không sợ, vậy gì tôi sợ gì chứ, nào, uống thêm vài ly nữa. Từ Mập và Tần Lâm bắt đầu hào hứng vui vẻ uống rượu, mấy người bạn ở bên cạnh thấy rất lo lắng. Có điều người trong cuộc còn chẳng sốt ruột thì họ lo gì chứ. Tầm 10 phút sau, đột nhiên cánh cửa bị đạp mở tung ra. Lý Kim Thành lại quay lại dẫn theo một người đàn ông to cao vạm vỡ, cổ đeo dây chuyền vàng, người toàn mùi rượu, dường như vừa nhậu một bữa ở đâu đó. Vừa vào liền quát lên, đứa nào không có mắt dám đắc tội với cháu của tao. Sau khi đám người Lý Kim Thành bước vào, mặt mấy người bạn học lập tức biến sắc. Anh Đại Dương. Anh Đại Dương cười khẩy, ây dô, cũng biết tôi sao, được đấy, các người cũng có mắt nhìn, xem ra anh Đại Dương tôi không phải loại không có danh tiếng. Anh Đại Dương trêu đùa, nhưng bọn họ không thể nào cười được. Anh Đại Dương là nhân vật nào chứ, ở nơi này ai mà không biết ông ta. Năm đó anh Đại Dương nổi tiếng tàn ác, mặc dù bây giờ có người quản lý nhưng vẫn là một tên hống hách ngang ngược, ở khu vực này không ai dám đắc tội với ông ta. Sau khi Lý Kim Thành vào trong, dáng vẻ cũng trở nên dữ tợn. Từ Mập, tên họ Tần, không phải các người hống hách lắm sao? Chẳng phải muốn đánh tôi sao? Nào, đánh đi xem nào. Tôi giơ mặt ra cho các người đánh đây. Lý Kim Thành hống hách ngang ngược, anh ta giơ mặt ra, thích thú nhìn hai người họ. Từ Mập cuộn chặt nắm đấm, cậu ấy cũng biết anh Đại Dương là nhân vật khó nhằn nên không dám ra tay. Nhưng Tần Lâm lại cười khẩy một tiếng. Không ngờ các người lại có yêu cầu này. Nói xong, Tần Lâm giơ tay tát bột một phát vào mặt anh ta. Tiếng tát chói tai vang lên. Mặt Lý Kim Thành lập tức in dấu năm ngón tay, cảm giác đau tê tái ập đến, cái tát đó mạnh đến mức suýt nữa đánh ngất anh ta. Mẹ kiếp, mày muốn chết à? Lý Kim Thành nổi giận đùng đùng, anh Đại Dương ở bên cạnh cũng qua đó, dẫn theo mấy thằng em bao vây Tần Lâm. Dám ra tay trước mặt anh Đại Dương, mày muốn chết đúng không? Anh Đại Dương đầy uy quyền, bước đến trước mặt Tần Lâm, lạnh lùng nói. Tên oát con kia, có biết tôi lăn lộn với ai không? Cậu cũng to gan đấy nhỉ, chưa được ai dạy dỗ đúng không? Lúc tôi chém người ở tỉnh lân cận, cậu còn đang mặc bỉm đấy. Tần Lâm thờ ơ, ngồi đó chẳng động đậy gì. Đúng là tôi chưa từng nghe đến danh tiếng của ông, có điều ở tỉnh lân cận tôi có quen một người. Anh Đại Dương sững sờ, cau mày lại, nói là người bình thường. Ông ta đã sớm ra tay, nhưng Tần Lâm bình thản như thế, ông ta thấy có chút vấn đề. Hả, cậu quen ai, nói tôi nghe xem nào. Tần Lâm cười, để ông ấy tự nói với ông đi. Nói xong, Tần Lâm lấy điện thoại gọi cho Đồng Phương Châu, sau đó đặt trên bàn. Nghe thấy lời Tần Lâm nói, anh Đại Dương cau mày lại, thấy có gì đó kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều, cúi xuống nhìn điện thoại của Tần Lâm, thấy dòng chữ hiển thị trên màn hình, ông ta lập tức biến sắc. Ông chủ Đồng. Anh Đại Dương lập tức tỉnh rượu, nhìn thấy tên của ông chủ Đồng, sợ hãi giống như chuột nhìn thấy mèo vậy. Anh Đại Dương sợ nhất ông chủ Đồng, cho dù bây giờ ông ta đang lăn lộn ở Đông Hải, nhưng thậm chí gặp Đoàn Bảo Đông cũng phải cung kính. Nhưng trước đây ông ta từng là thuộc hạ của ông chủ Đồng, vừa nghe thấy tên của ông chủ Đồng, ông ta liền run lẩy bẩy. Tần Lâm, quen ông chủ Đồng sao? Anh Đại Dương chưa kịp phản ứng lại, điện thoại đã được kết nối. Cậu Tần có gì căn dặn, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Đồng Phương Châu. Căn dặn. Hai từ này khiến anh Đại Dương sững sờ, mặt tái mét lại,
đứng đó không dám nói gì. Tần Lâm cười khẩy rồi nói. Anh Đại Dương, sao không nói gì, ông không quen à? Nghe thấy giọng nói của Tần Lâm, Đồng Phương Châu vội nói. Đại Dương anh quen cậu Tần sao? Đã gọi tên rồi, anh Đại Dương đương nhiên phải lên tiếng, ông ta vội trả lời. Ông chủ Đồng, là tôi, là tôi. Anh Đại Dương vội cầm điện thoại, mặc dù không gặp nhưng vẫn cung kính đứng ở đó, giống như học sinh tiểu học nghe giảng vậy. Đồng Phương Châu lạnh lùng nói, có phải anh đắc tội với cậu Tần không? Mặt anh Đại Dương có chút khó xử, ông chủ Đồng, là lỗi của tôi. Giọng điệu của Đồng Phương Châu trở nên nghiêm nghị, tôi nói cho anh biết, đến tôi cũng không dám đắc tội với cậu Tần, nếu anh không muốn chết khó coi thì mau cứu vãn đi, không cứu vãn được thì đừng nói quen tôi, để tránh liên lụy đến tôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đưa điện thoại cho cậu Tần. Anh Đại Dương vội đưa điện thoại cho Tần Lâm nghe máy. Alo, cậu Tần, nếu tên đó bất kích với cậu, tôi có thể xử lý ông ta bất cứ lúc nào. Đồng Phương Châu nói rất cương quyết, không hề nghi ngờ, chỉ cần Tần Lâm gật đầu, anh Đại Dương sẽ mất mạng. Không cần đâu, ông cứ bận việc của mình đi. Nói xong, Tần Lâm tắt điện thoại. Nghe thấy Tần Lâm nói, chân anh Đại Dương mềm nhũn ra. Tần Lâm thực sự là đại ca, ăn nói ngang ngược như thế với cả ông chủ Đồng. Ông chủ Đồng là ông trùm ở tỉnh lân cận, thân phận và địa vị ngang hàng với Lôi Hồng. Thử hỏi xem ở tỉnh lỵ có ai dám ăn nói như thế với chị Hồng không? Anh Đại Dương sợ hãi, hai chân run lẩy bẩy nhìn Tần Lâm. Ông ta gắng gượng nói. Cậu Tần! Anh Đại Dương muốn xin lỗi nhưng lại không nói lên lời, trước đây thấy Tần Lâm bình thản, thờ ơ như thế, ông ta đã cảm thấy anh không phải là người tầm thường. Nhưng bây giờ trông dáng vẻ của Tần Lâm, anh Đại Dương chỉ cảm thấy sâu xa khó đoán. Có thể khiến ông chủ Đồng có thái độ tôn kính như thế, cậu Tần này tuyệt đối không phải là nhân vật tầm thường. Nhìn thấy biểu cảm của anh Đại Dương trở nên kỳ quái, Lý Kim Thành sững sờ nói. Chú sao thế, ra tay đi. Anh Đại Dương vốn dĩ đang tức giận, thấy Lý Kim Thành vẫn còn tinh tướng, ông ta lập tức tát một phát. Bốp, con mẹ mày muốn chết à, ra tay làm gì chứ, đánh mày sao? Lý Kim Thành bị tát đến mức hoa đầu chóng mặt. Suýt nữa thì ngất đi, bàn tay của anh Đại Dương cứng như sắt đá, tát vào mặt Lý Kim Thành, một bên mặt của anh ta lập tức sưng lên. Lý Kim Thành ngớ người ra. Chú làm gì vậy, bố tôi là Lý Bác, chú không nể mặt tôi thì cũng phải nể mặt bố tôi chứ. Anh Đại Dương hừ lạnh lùng. Nể mặt mày rồi mày lo nổi không? Còn nhắc đến bố mày ư, đưa bố mày đến đây làm gì, muốn ông ta chết à? Lời của anh Đại Dương khiến Lý Kim Thành sững sờ, thái độ thay đổi quá lớn. Trước khi đến, anh Đại Dương luôn mồm nói sẽ giúp anh ta, có quan hệ với bố anh ta thế nào, bây giờ thì sao? Thái độ vô cùng hung dữ, như thể muốn giết chết anh ta vậy. Lý Kim Thành không tài nào hiểu nổi, sao lại thành ra thế này? Anh Đại Dương, tôi! Anh Đại Dương giơ tay, bóp cổ Lý Kim Thành rồi lạnh lùng nói. Tao nói cho mày biết. Cậu Tần đây là người mày không thể động vào được, nếu mày dám bất kính với cậu ấy, tao sẽ lấy mạng cả lò nhà mày. Mày nghe rõ chưa? Lý Kim Thành bị bóp cổ ngạt thở, mặt tím tái, cứ lè lưỡi ra. Nghe rõ rồi, .ans Đại Dương tha mạng. Anh Đại Dương bỏ tay ra, ném Lý Kim Thành xuống đất. Sau đó quỳ xuống trước mặt Tần Lâm, nói với dáng vẻ khép nép, sợ sệt. Cậu Tần, trước đây tôi có mắt như mù. Cậu nói xem tôi xử lý cậu ta thế nào. Lý Kim Thành nằm dưới đất, sợ hãi tới mức hai chân mềm nhũn. Nếu như lúc này Tần Lâm nói một câu xử anh ta, sợ rằng anh Đại Dương sẽ không do dự mà ra tay luôn. Tất cả mọi người đều nhìn Tần Lâm, bao gồm Từ Mập và đám bạn học đó. Lúc mới vào, tất cả đều coi thường Tần Lâm, nhưng không ngờ rằng, Tần Lâm lại là nhân vật vô cùng lợi hại, chỉ cần một cuộc điện thoại đã khiến anh Đại Dương sợ hãi như thế. Rõ ràng là người Lý Kim Thành dẫn đến, kết quả lại xử lý ngược lại anh ta. Tần Lâm lạnh lùng nói. Dẫn đi đi, đừng ở đây chướng mắt tôi, sau này không giúp anh ta nữa. Vâng, cậu Tần yên tâm, tôi sẽ ném cậu ta ra ngoài, sau này anh ta và bố anh ta không có bất cứ quan hệ gì với tôi nữa. Tần Lâm gật đầu, khó chịu bảo anh ta đi. Anh Đại Dương xách Lý Kim Thành, vội nói với đám bạn học.
Tôi đi trước đây, bữa cơm này tôi mời, sau này nếu gặp phiền phức gì ở khu này cứ đến tìm tôi. Nói xong, anh Đại Dương dẫn Lý Kim Thành và đám đàn em rời khỏi đây. Đám bạn học lập tức lộ vẻ mặt sửng sốt, cậu Tần đúng là lợi hại, coi như bọn họ quen biết anh Đại Dương rồi, sau này gặp rắc rối gì cứ tìm ông ta, sẽ không bị bắt nạt nữa anh Tần, tôi mời anh một ly. Bạn trai cậu lợi hại thật đấy, tôi cũng mời anh một ly. Đúng vậy, tên Lý Kim Thành kia đúng là quá kém cỏi, không đủ trình để so sánh với anh Tần. Còn Tổng Giám Đốc Từ nữa, tôi cũng mời anh một ly. Đám bạn học cũng nhiệt tình với Tần Lâm và Từ Mập hơn, mặc dù có chút nịnh bợ nhưng đó cũng là chuyện thường tình, Tần Lâm không để ý đến. Từ Mập vẫn đối xử nhiệt tình với Tần Lâm, sau khi uống vài ly rượu cậu ấy đột nhiên nói. Đúng rồi Đông Tuyết, Doanh Doanh không hẹn cậu hả? Vương Đông Tuyết cười, hẹn rồi, lát nữa tớ sẽ đi gặp Doanh Doanh. Tần Lâm không lên tiếng, anh thấy hơi tò mò, sao đám người này lại chia nhóm ra gặp mặt chứ? Thấy Tần Lâm có vẻ không biết gì Từ Mập nhỏ giọng giải thích với anh. Cô Khổng Doanh Doanh này là tiểu thư con nhà giàu, không muốn chơi với bọn tôi nhưng có quan hệ khá tốt với Vương Đông Tuyết, tính cách có phần kỳ quái. Vương Đông Tuyết trừng mắt nhìn cậu ấy, không phải tính cách kỳ quái, tính Doanh Doanh là thế, cậu ấy không thích nơi đông người ồn ào. Anh Tần, Khổng Doanh Doanh là bạn tốt nhất của em hồi học cấp 3, lát nữa em sẽ giới thiệu hai người với nhau. Mặc dù cô ấy là con nhà giàu nhưng không hề kênh kiệu. Nếu không cô ấy sẽ không làm bạn với em. Tục ngữ có câu môn đăng hộ đối, không những dùng trong hôn nhân mà còn dùng để nói về bạn bè. Nếu như hai người có khoảng cách lớn về giàu nghèo thì rất khó thành bạn. Nhưng Khổng Doanh Doanh và Vương Đông Tuyết là trường hợp ngoại lệ. Trước đây Vương Đông Tuyết chỉ là một cô gái nhà nghèo từ quê lên còn Khổng Doanh Doanh là con nhà giàu đích thực. Khoảng cách giữa hai bọn họ thực sự rất lớn, nhưng hai người vẫn trở thành bạn tốt của nhau. Cho dù Khổng Doanh Doanh không thể nào hòa hợp được với đám bạn học trong lớp, nhưng lại rất thân thiết với Vương Đông Tuyết. Mặc dù hôm nay là ngày họp lớp nhưng Khổng Doanh Doanh không đến mà hẹn gặp riêng Vương Đông Tuyết. Sau khi nghe giới thiệu xong, Tần Lâm cau mày lại, Khổng Doanh Doanh. Cái tên này nghe quen quen. Dường như Tần Lâm đã từng nghe thấy cái tên Khổng Doanh Doanh. Nhưng lại không nhớ cụ thể là ai. Mặc dù là tiểu thư con nhà giàu, nói không chừng trước đây từng qua lại với nhau, nhưng đó cũng là chuyện của 10 năm trước rồi, Tần Lâm cũng không để ý. Đã uống 3 lượt rượu rồi, bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc. Vương Đông Tuyết và Tần Lâm đều uống rượu nên không lái xe mà gọi taxi. Một chiếc xe Volkswagen Sagitta bình thường đến đón hai người đi thẳng đến địa điểm tiếp theo, đó là trung tâm thương mại Trác Triển nằm trên khu phố thương mại. Đây là khu vực thương mại cao cấp, bên trong toàn bán đồ xa xỉ, dù sao Khổng Doanh Doanh cũng là tiểu thư con nhà giàu, thường xuyên đến đây chơi là điều rất bình thường. Thu nhập hiện tại của Vương Đông Tuyết cũng khá ổn, một tháng Livestream kiếm được tầm mấy chục nghìn tệ nên cũng có thể mua được đồ ở đây. Hai người đến trước cổng trung tâm thương mại Trác Triển, vừa xuống xe liền nhìn thấy Khổng Doanh Doanh đứng đợi ở bên đường. Nhìn thấy Khổng Doanh Doanh, một vài ký ức bỗng chốc ùa về. Lúc này Tần Lâm mới nhớ ra cô ấy là con gái nhà họ Khổng. Lúc đầu nhà họ Khổng chỉ là gia tộc nhỏ tuyến thứ ba, cũng muốn kết thân với nhà họ Tần, nhưng lúc đó nhà họ Tần cực kỳ hưng thịnh, gia tộc nhỏ như thế không có tư cách qua lại với bọn họ. Còn Khổng Doanh Doanh từng là bạn lúc nhỏ của Tần Lâm, hai người có chơi với nhau vài lần. Sau đó nhà họ Khổng muốn Khổng Doanh Doanh và Tần Lâm kết hôn với nhau nhưng bị nhà họ Tần từ chối, sau đó không qua lại với nhau nữa. Tóm lại thì có quen biết nhưng không thân. Khổng Doanh Doanh nhìn thấy hai người xuống xe, lập tức nhận ra Tần Lâm. Vẻ mặt rạng rỡ bỗng trở nên nghiêm nghị, Tần Lâm không có nhiều ấn tượng về cô ấy, bởi vì năm đó thực sự có quá nhiều thiên kim con nhà giàu muốn gả cho anh. Nhưng Khổng Doanh Doanh không thể nào quên được Tần Lâm. Lúc đầu Tần Lâm từ chối không cho Khổng Doanh Doanh vào nhà bọn họ, tương đương với việc từ chối hôn ước. Mặc dù không phải Từ Lâm từ chối mà là trưởng bối nhà họ Tần. Hơn nữa mong muốn kết thông gia cũng không phải do Khổng Doanh Doanh đề ra, khi ấy hai bọn họ mới có 13-14 tuổi, đó là chuyện của người lớn. Nhưng cho dù là vậy Khổng Doanh Doanh cũng cảm thấy rằng đây là một nỗi nhục, trong lòng ít nhiều cũng thấy hận Tần Lâm. Thậm chí sau này trưởng thành rồi, cũng đã hiểu lý lẽ, biết được chuyện này không liên quan đến Tần Lâm, nhưng vẫn không thể nào xóa bỏ lòng thù hận đối với anh. Tưởng rằng nhà họ Tần sụp đổ rồi,
sau này cũng không có cơ hội gặp nữa, nhưng không ngờ anh lại là bạn trai của Vương Đông Tuyết. Trước đấy Vương Đông Tuyết nói rằng mình có bạn trai rồi, muốn giới thiệu cho cô ấy, ai ngờ lại chính là Tần Lâm. Vương Đông Tuyết sẽ không bị lừa chứ? Khổng Doanh Doanh thấy hai người ở bên nhau lập tức nghĩ đến chuyện này. Rảo bước tiến lên, Vương Đông Tuyết còn chưa gọi, Khổng Doanh Doanh đã cau mày nói. Đông Tuyết, sao cậu lại ở bên anh ta? Vương Đông Tuyết sững sờ, Doanh Doanh, hai người biết nhau sao? Khổng Doanh Doanh hừ lạnh lùng, biết, đương nhiên là biết rồi, trước đây là thiếu gia nhà họ Tần, bây giờ nhà họ Tần suy tàn rồi nên anh ta cũng thất thế, có khi nào cậu vẫn tưởng anh ta là thiếu gia con nhà giàu không? Anh ta lừa cậu à? Vương Đông Tuyết vội lắc đầu, không có, anh ấy không lừa tớ. Khi hai người bắt đầu quen nhau Vương Đông Tuyết đã biết Tần Lâm không phải con nhà giàu, cô qua lại với anh không phải vì tiền, cô cũng không hề để ý anh có thân phận gì. Khổng Doanh Doanh hừ lạnh lùng, tốt nhất cậu đừng để bị lừa, trước đây anh ta là thiếu gia con nhà giàu, nhưng bây giờ thì khác rồi, cậu nên cẩn thận chút. Nói xong Khổng Doanh Doanh đi lên phía trước, chào hỏi Tần Lâm một cách thờ ơ, lạnh nhạt. 10 năm không gặp rồi đấy nhỉ, bây giờ anh sao rồi? Giọng điệu của Khổng Doanh Doanh không hề niềm nở thân thiện, mà là dáng vẻ giễu cợt thậm chí là chất phất. Tần Lâm nói, bây giờ tôi làm bác sĩ. Khổng Doanh Doanh bĩu môi, khẽ gật đầu, mặt lộ vẻ khinh thường. Tạm ổn, cũng được coi là nghề nghiệp chính đáng. Cô ấy là tiểu thư con nhà giàu, đương nhiên biết các cậu ấm cô chiêu sống cuộc sống như thế nào, từ cuộc sống tiết kiệm, giản dị chuyển sang cuộc sống xa hoa giàu có thì tương đối dễ dàng đơn giản. Nhưng đã sống xa hoa giàu có rồi mà chuyển về cuộc sống tiết kiệm thì khá khó khăn. Ai cũng có thể quen với cuộc sống giàu sang nhưng không phải ai cũng có thể chịu được cảnh nghèo khổ. Thiếu gia giống như Tần Lâm, vốn dĩ cuộc sống rất xa hoa giàu có, bỗng chốc trở thành người bình thường, thậm chí đến người bình thường còn không bằng, đây có thể là cú sốc lớn đối với anh. Thậm chí sẽ có những ý nghĩ tiêu cực. Bây giờ thấy anh làm bác sĩ, có thể làm công việc của người bình thường đã là điều hiếm có. Đương nhiên trong mắt Khổng Doanh Doanh, Tần Lâm và cô đã không phải người cùng đẳng cấp nữa rồi. Cô ấy hoàn toàn không đối xử với anh một cách bình đẳng mà có ý coi thường, giống như nữ vương ở trên cao nhìn công nhân làm việc ở bên dưới vậy. Tần Lâm cau mày, anh cũng cảm thấy dáng vẻ của Khổng Doanh Doanh có chút vấn đề, có điều anh cũng không nói gì, dù sao hôm nay là cuộc hẹn của đôi bạn thân họ, không liên quan đến Tần Lâm, anh chỉ đến chơi thôi. Hai bọn họ tán gẫu một lúc. Chuẩn bị vào mua sắm trong trung tâm thương mại. Khổng Doanh Doanh đứng trước cửa hàng Balenciaga, nhìn quần áo ở bên trong, đột nhiên cô ấy nói với Tần Lâm. Cũng đã lâu anh không mặc quần áo hàng hiệu kiểu này đúng không? Nể tình anh là bạn trai của Đông Tuyết, anh vào chọn vài bộ đi, tôi tặng anh. Dáng vẻ của Khổng Doanh Doanh giống như đang bố thí đồ cho ăn mày, cảm thấy Tần Lâm ăn mặc nghèo khổ, chắc chắn không mua nổi quần áo hàng hiệu. Trước đây là thiếu gia nhà họ Tần, giàu có, quần áo hàng hiệu nhiều đến mức mặc không hết, bây giờ là người bình thường, chắc chỉ mặc hàng chợ thôi. Tần Lâm cười nhạt, không cần đâu. Mặc dù quần áo của anh không phải hàng hiệu gì nhưng cũng là đồ xịn, ngày thường anh không chú ý đến cách ăn mặc, đồ của anh đều là Long Ích Huy đưa cho. Đưa cái gì thì anh mặc cái đó, thoải mái vừa vặn là được. Anh không cần dựa vào quần áo để thể hiện địa vị của bản thân. Khổng Doanh Doanh thấy Tần Lâm từ chối liền trợn mắt. Chết cũng muốn giữ thể diện làm gì chứ, tôi có quan hệ tốt với Đông Tuyết, tôi thay mặt cô ấy tặng quà cho anh, đàn ông làm việc ở bên ngoài phải có mấy bộ quần áo cho ra hồn chứ. Thấy bầu không khí giữa hai người có chút khó xử, Vương Đông Tuyết vội nói. Không sao, Doanh Doanh cậu đừng khách sáo, tớ sẽ mua cho anh ấy. Bây giờ Vương Đông Tuyết cũng kiếm được kha khá, đủ khả năng để mua quần áo hàng hiệu cho Tần Lâm. Khổng Doanh Doanh bất lực lắc đầu, trừng mắt nhìn Tần Lâm. Chết cũng đòi giữ thể diện. Nói xong không thèm để ý đến Tần Lâm nữa. Đối mặt với chuyện này Tần Lâm cũng rất bất lực. Người phụ nữ này nói là xấu xa thì cũng không phải, cô ấy còn muốn mua quần áo cho Tần Lâm nữa mà. Nhưng nói cô ấy tốt thì cũng chẳng phải, nói lời lẽ khó nghe như thế, có chút khinh thường người khác. Tần Lâm bất lực lắc đầu, đi phía sau hai người. Khổng Doanh Doanh nói với Vương Đông Tuyết, thực ra bác sĩ cũng không phải là công việc có tiền đồ, bác sĩ phải dựa vào kinh nghiệm, cậu xem anh ta còn trẻ tuổi như thế, lấy đâu ra kinh nghiệm chứ, trình độ y học chưa đến 30 năm tuổi thì không phất lên được,
gắng gượng đến 3-40 tuổi mới giàu thực sự rất khó. Vương Đông Tuyết khó xử nói, y thuật của Tần Lâm cũng lợi hại lắm. Khổng Doanh Doanh hừ lạnh lùng, cậu bớt lừa tớ đi, anh ta mới 20 tuổi, có thể lợi hại thế nào chứ? Làm sao so sánh được với chuyên gia? Với tuổi tác và lý lịch của anh ta, cùng lắm là làm chân sai vặt cho người ta trong bệnh viện thôi. Với tuổi tác của Tần Lâm, Khổng Doanh Doanh rất khó tin anh là thần y, cũng không phải xuất thân từ gia đình đông y, không tiếp xúc từ nhỏ, sao có thể có y thuật lợi hại như vậy chứ? Vương Đông Tuyết không thể nào phản bác lại được, chỉ có thể cười trừ rồi nói sang chuyện khác. Lúc hai người đang đi mua sắm, đột nhiên có một người đàn ông trung niên lăn từ cầu thang xuống. Hình như là không đứng vững, sau khi lăn xuống thì nằm trên mặt đất, đầu chảy máu. Chồng, chồng ơi! Một người phụ nữ từ bên trên chạy xuống, bảo vệ xung quanh cũng vội đến xem. Chồng không sao chứ? Một người phụ nữ giàu có tầm hơn 40 tuổi lao đến, đỡ người đàn ông dậy, vội lấy thuốc hoạt huyết tim ra đút vào miệng người đàn ông hai viên. Tôi giúp cô gọi 115 nhé. Bảo vệ nói. Người phụ nữ lộ vẻ mặt lo lắng, đã quá muộn, chồng tôi mắc bệnh tim cấp tính, có bác sĩ nào ở đây không? Bảo vệ hét vào máy bộ đàm, ở đây có ai là bác sĩ tim mạch không, có người cần giúp đỡ. Hét lên nhưng không ai trả lời, người phụ nữ sốt ruột bật khóc, vội hét lên. Ai có thể cứu chồng tôi cho người ấy 1 triệu tệ. Khi nãy lúc bảo vệ hét lên, Tần Lâm đã đến xem, mặc dù đứng từ xa nhưng cũng có thể thấy lúc này trạng thái của người bệnh không được tốt lắm, thực sự không thể đợi đến khi xe cấp cứu đến. Để tôi xem sao. Lúc này đương nhiên Tần Lâm phải ra tay rồi, nếu đổi lại là bác sĩ khác, họ cũng sẽ làm như thế. Mặt Khổng Doanh Doanh biến sắc, vội kéo áo Tần Lâm. Anh đi làm gì, anh muốn 1 triệu tệ sao? Anh thấy tiền sáng mắt à, anh biết đó là ai không? Đó là Mã Giang Hà, chủ tịch tập đoàn Giang Hà. 3 cái thứ y thuật vớ vẩn của anh sao có thể chữa bệnh cho người ta được chứ? Đúng, anh muốn lấy được 1 triệu tệ, nhỡ không lấy được thì sao? Mã Giang Hà mà có mệnh hệ gì, anh không giữ nổi mạng sống đâu. Tần Lâm cau mày, đương nhiên anh không nhắm vào 1 triệu tệ đó. Cho dù anh thực sự muốn tiền chữa bệnh, có 1 triệu tệ cũng không thể nào mời được anh. Chỉ là nếu thực sự không chữa cho người bệnh kia, e rằng ông ta sẽ chết. Tần Lâm vừa định ra tay thì bà Mã mới nói muốn đưa 1 triệu tệ. Tần Lâm không có hứng thú với tiền. Vương Đông Tuyết nghe thấy thế cũng lo lắng, anh Tần. Nếu thân phận của người đó không đơn giản, hay là đợi xe cấp cứu đến đi. Khổng Doanh Doanh hừ lạnh lùng, đúng vậy, khoe mẽ cái gì chứ? Cho dù thù lao 1 triệu tệ to thật nhưng anh cũng phải biết tự lượng sức mình, không nghĩ đến hậu quả sao? Đừng bị mờ mắt bởi lợi ích nhỏ trước mắt. Khổng Doanh Doanh ra vẻ dạy đời người khác, nói Tần Lâm như thể cô từng trải nhiều lắm vậy, còn Tần Lâm là kẻ thấp kém, cần cô chỉ bảo. Tần Lâm bất lực lắc đầu. Không lo được nhiều như thế. Nói xong anh lao đến cấp cứu, phải tranh thủ từng phút từng giây, anh cũng không có thời gian nhiều lời với Khổng Doanh Doanh. Đến chỗ người bệnh, Tần Lâm bắt mạch tay phải, dùng 2 ngón tay trái ấn vào động mạch dưới cổ. Đây là 2 chỗ mạch đập. Bắt mạch dưới cổ là phương thức khám bệnh hiếm thấy trong đông y, bởi vì mạch dưới cổ đập khá mạnh, máu động mạch lưu động nhiều, vì thế có một số bệnh không khám ra được. Nhưng duy nhất một loại bệnh có thể chẩn đoán được từ mạch dưới cổ. Đó là bệnh tim. Động mạch dưới cổ gần tim nhất, có thể trực quan phản ánh vấn đề của tim. Ít người biết cách thức khám bệnh này, cũng không phải y thuật quá cao siêu. Nhưng khó ở chỗ cả 2 tay đồng thời bắt mạch. 1 trái 1 phải, bắt mạch 2 chỗ khác nhau. Tay trái bắt mạch dưới cổ để kiểm tra vấn đề tim của người bệnh, còn tay phải để kiểm tra toàn cơ thể. Bà Mã thấy Tần Lâm đến. Dáng vẻ cũng khá chuyên nghiệp, giống như gặp được vị cứu tinh, bà ấy vội nói. Bác sĩ, cậu là bác sĩ sao, hãy cứu chồng tôi đi, nếu chữa khỏi tôi sẽ đưa cho cậu 1 triệu tệ. Tần Lâm cau mày lại, anh nói, đừng nói đến chuyện này nữa, đặt Tần vành mạch được mấy năm rồi. Bà Mã sững sờ, không ngờ cậu thanh niên trẻ này lại lợi hại như thế, chưa hỏi gì, dùng tay bắt mạch là biết đặt Tần vành mạch. Được 7, 8 năm rồi. Bà Mã vội trả lời. Tần Lâm cau mày, bệnh này khó chữa rồi. Nói xong, Tần Lâm lấy kim bạc mang theo bên người, anh nói. Gọi 115 đi, sau khi tôi cứu ông ấy vẫn phải đi đến bệnh viện.
Được được được, bà Mã vội gọi 115. Lúc này Khổng Doanh Doanh và Vương Đông Tuyết cũng đến, thấy Tần Lâm cầm kim bạc, Khổng Doanh Doanh trừng mắt. Tần Lâm, anh đừng có làm bừa, mạng người quan trọng, không đùa được đâu. Tần Lâm cau mày lại, thấy hơi khó chịu, im miệng, đừng làm phiền tôi. Tần Lâm nói xong, Khổng Doanh Doanh nổi giận đùng đùng, vừa định nói thì mấy khách hàng xung quanh lên tiếng trách cô ấy. Cô đừng nói nữa, không thấy tiểu thần y đang cứu người sao, cái cô lừa đảo này ra đằng sau đứng đi. Khổng Doanh Doanh bất lực, anh ta là thần y, các người đừng có mà ăn nói linh tinh nữa, anh ta là công tử Bột, là thiếu gia của nhà họ Tần 10 năm trước, có thể có y thuật gì chứ, nếu xảy ra chuyện thì phải làm sao? Khổng Doanh Doanh nói như thế, mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Tần Lâm, thì ra là công tử Bột sao? Thiếu gia của 10 năm trước, có điều chỉ trong vòng 10 năm anh có thể biến thành thần y sao? Thời gian 10 năm, có thể duy trì cuộc sống đã là tốt lắm rồi. Cho dù là học chính quy cũng không thể trở thành thần y sau 10 năm được. Tần Lâm có một tí kiến thức như thế mà cũng đòi chữa bệnh cho người ta, nhỡ xảy ra chuyện thì phải làm sao? Cho dù là có lòng tốt cũng dễ dàng làm hỏng chuyện. Nói giảm nói tránh thì cho dù Tần Lâm thực sự có y thuật nhưng chắc chắn cũng không thể đạt đến trình độ chữa khỏi bệnh tại chỗ được, một khi xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ bị liên lụy. Những khách hàng nghe thấy thế liền nói với Tần Lâm. Nếu đã không có y thuật cao siêu gì thì đừng gây thêm phiền phức nữa, còn muốn châm cứu nữa, châm cứu huyền bí quá, nhỡ xảy ra sai sót gì, rất có khả năng sẽ khiến bệnh tình thêm trầm trọng. Đúng vậy, hay là tìm một bác sĩ dày dặn kinh nghiệm đến khám đi, cậu trai trẻ này đúng là ngông cuồng quá, dễ xảy ra chuyện. Có thời gian thì xem 115 đến trưa, đừng có giúp thêm phiền. Nghe thấy mọi người nói vậy, bà Mã cũng do dự. Đợi đã. Cậu là bác sĩ của bệnh viện nào? Không được, cậu còn trẻ quá, hay là tôi đợi thêm chút nữa, đợi 115 đến sẽ an toàn hơn. Bà Mã vừa dứt lời, người bệnh lên cơn co giật, nắm lấy cổ Tần Lâm, biểu cảm trên gương mặt vô cùng đau khổ. Lúc này Tần Lâm không có thời gian phản bác lại bọn họ, vội chọc kim châm vào ngực người bệnh, cây kim thứ hai chọc sau tai, cây thứ ba chọc vào cổ tay. Liên tiếp chọc ba cây kim châm, tốc độ vô cùng nhanh. Nếu để người trong ngành nhìn thấy thao tác này của Tần Lâm chắc chắn sẽ đứng dậy vỗ tay. Kiến thức cơ bản thực sự rất chắc chắn, phải tinh thông kỹ thuật châm cứu đến một mức độ nhất định mới có thể làm dễ dàng như Tần Lâm được. Bà Mã thấy Tần Lâm tự ý dùng kim châm, đang định chửi đột nhiên ba cây kim châm rơi xuống, bệnh nhân không co giật nữa. Cơ thể thả lỏng ra. Lão Mã, lão Mã. Sau khi người bệnh thả lỏng cơ thể, hai tay Tần Lâm dùng lực ấn vào vị trí bên dưới cách cổ ba tấc. Lần này Tần Lâm dùng lực khá mạnh, thậm chí có thể nhìn rõ phần ngực của bệnh nhân lõm xuống. Hừ, người bệnh hừng nhọc nhằn một tiếng, cau mày lại, khuôn mặt nhăn nhó. Mặt bà Mã biến sắc. Cậu làm gì vậy, cậu đã làm gì chồng tôi? Tần Lâm làm lơ, anh buông tay ra, toàn bộ kim châm rơi xuống. Sau đó anh nhẹ nhàng xoa bóp phần ngực của bệnh nhân. Vài phút sau, người bệnh từ từ mở mắt, dáng vẻ rất mệt mỏi, có điều ánh mắt khá có thần. Cảm ơn cậu, Mã Giang Hà rất có lễ độ, lúc nãy ông ta khó chịu như muốn chết đi, Tần Lâm điểm huyệt giúp ông ta thoát khỏi sự đau đớn đó, mặc dù vừa nãy nhắm mắt nhưng vẫn có nhận thức. Vì thế khi mở mắt ra Mã Giang Hà lập tức cảm ơn Tần Lâm. Chồng, bà Mã kích động, ôm lấy chồng mình. Lúc này 115 cũng vừa đến nơi. Mấy người bác sĩ nhanh chóng đưa Mã Giang Hà lên giường bệnh. Mã Giang Hà thều thào nói với bà Mã, xin số điện thoại của tiểu thần y. Bà Mã gật đầu lia lại, yên tâm, ông yên tâm. Nói xong, sau khi đưa ông ấy lên xe cấp cứu, bà Mã vội đến chỗ tiểu Lâm. Tiểu thần y cảm ơn cậu, đây là tấm séc 1 triệu, tôi có thể xin số điện thoại của cậu không? Tần Lâm nói, tôi có thể cho bà số điện thoại, còn séc thì không cần đâu. Bệnh của ông ấy vẫn chưa chữa khỏi, nếu bác sĩ bó tay thì hãy đến tìm tôi. Nói xong, Tần Lâm đưa số điện thoại cho bà ấy, sau đó bà Mã vội vàng rời đi. Thấy Tần Lâm chữa khỏi bệnh cho Mã Giang Hà, Khổng Doanh Doanh bĩu môi, hừ lạnh lùng. Giả vờ đạo đức tốt cái gì chứ, không lấy 1 triệu tệ sao? Anh tưởng anh vẫn giống như trước kia sao, bây giờ bao nhiêu năm anh mới kiếm được 1 triệu tệ hả, đúng là sống chết cũng phải giữ thể diện. Bây giờ trong mắt Khổng Doanh Doanh, Tần Lâm là tên thiếu gia lừa đảo sĩ diện,
tưởng mình vẫn có thân phận như trước kia. Đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn không thể chấp nhận được, đúng là khiến người ta cạn lời. Tần Lâm cau mày, nhìn sang Khổng Doanh Doanh, nhưng không hề lên tiếng. Những việc anh đang làm bây giờ, cũng như địa vị hiện tại của anh, không thể nào giải thích được cho kiểu tiểu thư nhà giàu như Khổng Doanh Doanh đây. Đừng nhìn thấy bây giờ cô là thiên kim tiểu thư, nhưng so với Tần Lâm thì chỉ là một con nhóc mà thôi. Năm đó là thế, bây giờ cũng vậy. Đi thôi. Khổng Doanh Doanh và Vương Đông Tuyết tiếp tục đi mua sắm, ba người cùng nhau dạo quanh trung tâm thương mai. Tại bệnh viện, Mã Giang Hà được đưa đến phòng phẫu thuật của Bệnh viện Trung ương, được bác sĩ Vương Bác Luân nổi tiếng nhất ở khoa nội chuyên về lồng ngực tự tay thực hiện ca phẫu thuật. Sau khi kiểm tra xong trong phòng cấp cứu, sắc mặt Vương Bác Luân đột nhiên trở nên khó coi, sau đó lắc đầu. Nếu muốn chữa khỏi triệt để thì cần phải phẫu thuật, nhưng e rằng cơ thể ông Mã không thể nào chịu được một ca phẫu thuật lớn như vậy, sợ rằng sẽ xảy ra nguy hiểm. Bà Mã ngay lập tức tái mặt, nguy hiểm cỡ nào? Vương Bác Luân đáp, 50-50. 50-50. Bà Mã như chết lặng. 50% rủi ro, tức là khi vào phòng phẫu thuật, có một nửa khả năng sẽ chết ở đó. Với mức độ rủi ro cao như vậy, thường thì bệnh viện sẽ không yêu cầu tiến hành phẫu thuật. Vương Bác Luân nói, tôi nghĩ, vẫn nên điều trị duy trì. Điều trị duy trì là gì? Bà Mã hỏi. Vương Bác Luân do dự một hồi, nhưng vẫn quyết định nói sự thật. Điều trị duy trì chính là dùng thuốc để giảm đau và giải quyết các biến chứng. Ban đầu nghe thì chẳng có gì, nhưng sau khi cân nhắc suy nghĩ, bà Mã liền định thần lại hỏi. Vậy ý của bác sĩ là, bệnh của ông nhà tôi không cần chữa nữa sao? Đợi chết thôi sao? Vẻ mặt Vương Bác Luân nghiêm trọng, sau đó gật đầu. Đúng vậy, trên lý thuyết chính là như thế, nếu trực tiếp mổ thì khả năng chết trên bàn phẫu thuật là 50%, còn nếu chấp nhận điều trị duy trì. Theo như thể chất của ông Mã thì có thể sống thêm được 3 năm nữa. Mắt bà Mã tối sầm lại, chân loạng choạng, gần như không thể đứng vững được nữa. Cái gì, chỉ 3 năm thôi sao? Ông nhà tôi. Khóe mũi bà Mã cay xè, nước mắt không ngừng rơi. Vương Bác Luân thở dài, là một chuyên gia, ông ta chỉ có thể đưa ra hai phương án, sau đó để bệnh nhân lựa chọn. Bệnh nhân quyết định như thế nào là việc của họ. Hai phương án này ông ta đều đã dốc hết sức rồi. Cho dù ở đâu, tỉnh lỵ, thủ đô hay nước Mễ đều như nhau. Bà Mã vừa khóc vừa nhìn Mã Giang Hà, đột nhiên bà nghĩ ra điều gì đó, chẳng phải vẫn còn cậu thần y đó sao? Trước đây bà Mã cũng không tin vào cậu thần y đó lắm, nhưng Tần Lâm thật sự đã cứu sống Mã Giang Hà, tai nghe không bằng mắt thấy, chính bà đã được tận mắt chứng kiến y thuật của Tần Lâm, thật không thể nào nhìn tuổi tác mà xem thường người khác được. Hơn nữa, trước khi Mã Giang Hà hôn mê đã dặn rằng phải giữ cách liên lạc với tiểu thần y, vừa hay hôm nay có thể dùng đến đấy sao? Bà Mã lập tức quyết định gọi điện cho Tần Lâm. Alo, tiểu thần y, tôi là người nhà của bệnh nhân nằm viện lúc nãy, bây giờ chồng tôi đã được đưa vào bệnh viện, bác sĩ cho chúng tôi hai phương án. Lúc này bà Mã vẫn còn tỉnh táo, nói ngắn gọn rõ ràng, đơn giản chỉ đang kể lại những chuyện vừa xảy ra. Tần Lâm nghe xong liền cau mày. Vậy sao? Vậy được, để tôi giúp. Tần Lâm vốn tưởng rằng các chuyên gia ở Bệnh viện Trung ương có thể giải quyết vấn đề này, nhưng hiện tại xem ra có chút đánh giá cao bọn họ quá rồi. Quả thực, các bác sĩ bây giờ chủ yếu chuyên về Tây y là Tây y, còn Đông y và Đông y, tương tự như khoa nội và khoa ngoại cũng vậy. Mặc dù như vậy có thể nâng cao kỹ thuật của bác sĩ, nhưng cũng có mặt hạn chế, đó chính là giới hạn mất 1/3 tầm nhìn của bản thân. Phải biết rằng, tất cả các cơ quan của con người đều được kết nối với nhau, các vấn đề về tim không nhất thiết chỉ giới hạn ở phần tim. Căn bệnh của Mã Giang Hà, nghe qua thì rất khó nhằn đối với Tây y truyền thống. Nếu như đã không có ai có thể chữa, thì Tần Lâm đành phải ra tay thôi. Nếu không đi lúc này thì sẽ không cứu được nữa, vậy thì sẽ làm trái với ý định hành y cứu người ban đầu. Nhìn thấy Tần Lâm rời đi, Khổng Doanh Doanh liền cau mày. Đi đâu thế? Anh đến bệnh viện chữa cho Mã Giang Hà à? Tần Lâm gật đầu. Đúng vậy. Sắc mặt Khổng Doanh Doanh đột nhiên trở nên lạnh lùng. Anh có thể đừng làm bừa nữa được không? Anh có biết Mã Giang Hà là ai không? Vừa nãy đã may mắn một lần rồi, anh cho rằng sẽ còn có lần thứ hai sao? Lúc nãy anh nên lấy 1 triệu rồi rời đi mới đúng,
Sao thế, muốn thả con tép bắt con tôm à? Cuối cùng Khổng Doanh Doanh cũng đã nhìn ra tại sao Tần Lâm lại không muốn nhận 1 triệu rồi, hóa ra là muốn người ta quay lại tìm à? Dùng 1 triệu để nhử, sau này lại còn nhận được nhiều hơn sao? Không ngờ Tần Lâm lại có chút thủ đoạn như vậy, vốn tưởng rằng anh chỉ là một bác sĩ trẻ biết chút y thuật, nhưng bây giờ xem ra, có vẻ anh chính là một tên chuyên lừa đảo. Những tên lừa đảo hiện nay vô cùng thông minh, đặc biệt là những kẻ lừa đảo đẳng cấp như Tần Lâm. Khổng Doanh Doanh nhất định phải ngăn anh lại, làm những chuyện như thế này thật sự nguy hiểm, Mã Giang Hà là nhân vật như thế nào chứ, kiểu người nào ông ấy cũng thấy qua rồi, mấy trò mèo của Tần Lâm căn bản không thể nào qua mắt được người ta. Ở trung tâm mua sắm thì không sao, một khi đã đến bệnh viện thì mấy trò mèo đó sẽ bị lộ tẩy ngay. Tần Lâm liền cau mày, cô cũng xem thường tôi quá rồi đó, Đông Tuyết, anh đi trước nhé. Nói xong, Tần Lâm liền ra ngoài, lái xe đi khỏi. Chuyện như thế này không thể chậm trễ được, sớm 1 giây thì sẽ thêm 1 giây sự sống. Tần Lâm lên xe, ngay lập tức rời khỏi. Khổng Doanh Doanh tỏ ra lo lắng, Đông Tuyết, không được đâu, cậu không thể để anh ta đi như vậy được, lỡ may xảy ra chuyện gì, không khéo sẽ liên lụy đến cậu đấy. Vương Đông Tuyết nhíu mày, chắc không đâu, y thuật của anh Tần giỏi như thế, chắc không để xảy ra chuyện gì đâu. Khổng Doanh Doanh hừ lạnh một tiếng, đối với ba trò y thuật quèn của anh ta mà cậu cũng dám tin sao, mau đến bệnh viện xem thử đi. Có ngăn được thì ngăn, nếu như thật sự xảy ra chuyện thì tớ còn có thể nghĩ cách để giúp đỡ, thật phục cậu luôn đấy, kiếm đâu ra bạn trai như vậy chứ, đúng là oan gia kiếp trước của cậu mà. Nói xong, Khổng Doanh Doanh vội vàng kéo Vương Đông Tuyết ra ngoài, cả hai lên xe của Khổng Doanh Doanh rồi đi đến bệnh viện. Tần Lâm chẳng mấy chốc đã có mặt ở bệnh viện. Lúc này cửa phòng cấp cứu đã chật kín người, có rất nhiều bác sĩ chuyên môn đang tập trung ở đây, đương nhiên bọn họ vẫn hóng chuyện là chính. Bởi vì tình trạng bệnh nhân đã được xác định, vậy nên phương án chữa trị cũng thế. Vương Bác Luân là bác sĩ giỏi nhất chuyên về lồng ngực ở khoa ngoại, phương án mà ông ta đưa ra đương nhiên là phương án tốt nhất, các bác sĩ khác căn bản chẳng có cách nào tốt hơn, nên chỉ có thể đến xem bà Mã lựa chọn như thế nào thôi. Khi Tần Lâm đến, bà Mã như nhìn thấy được tia hy vọng, bà vội vàng lao tới, kéo tay Tần Lâm một cách kích động. Tiểu thần y, cậu mau giúp tôi đi. Sau khi Tần Lâm bước vào, liền đi đến chỗ Mã Giang Hà để bắt mạch. Vương Bác Luân chợt cau mày, hỏi cậu là ai? Ai cho phép cậu động vào bệnh nhân của tôi? Bà Mã vội vàng giải thích, đây là Tần thần y, lúc nãy chồng tôi ngất xỉu ở trung tâm thương mại, toàn thân co giật, may là nhờ tiểu thần y giúp đỡ nên mới khỏi. Vương Bác Luân hừ lạnh một tiếng, lang băm chữa dạo mà cũng dám đến bệnh viện này à? Cậu ta có thể chữa bệnh gì được chứ? Sau vài phút bắt mạch, sắc mặt Tần Lâm liền trở nên nghiêm trọng, nói. Phẫu thuật, ông Mã cần phải tiến hành phẫu thuật dựa trên sự kết hợp giữa Đông y và Tây y. Vương Bác Luân nghe xong, hừ lạnh một tiếng, phẫu thuật. Khoác lác cũng lớn đấy, cậu có biết rằng phẫu thuật sẽ có rủi ro lớn như thế nào không? 50% tỷ lệ tử vong. Cậu nghĩ xem có cần phải mạo hiểm như thế không? Sao stent tim, quy trình đặt stent được gọi là phẫu thuật tạo hình mạch vành. Đây là quy trình phẫu thuật ít xâm lấn được thực hiện khi bệnh nhân được gây tê cục bộ. Mọi người đều đồng ý với Vương Bác Luân, tỷ lệ 50% là rủi ro quá cao, hơn nữa đây chỉ là dựa trên lý thuyết mà thôi. Nếu như thao tác thực tế, nói không chừng sẽ còn phải gặp khó khăn nhường nào nữa. Một khi xảy ra chuyện thì xác suất này sẽ còn thấp hơn nữa. Một là có thể sống an toàn trong vòng 3 năm, hai là xác suất sống sót ít hơn một nửa, rốt cuộc nên chọn thế nào đây, đương nhiên thường thì người ta sẽ chọn cái đầu tiên. Ít nhất sống được 3 năm, trong 3 năm này còn có chút hy vọng. Tần Lâm nghe xong liền cười nhạt, xác suất phẫu thuật thành công hay không không thể dựa vào bệnh tình mà chẩn đoán được, là do y thuật của ông không đủ tốt. Nếu kỹ thuật khá thì sẽ trúng vào 50% sống sót này, tức sẽ trở thành 100%. Anh vừa dứt lời, cả phòng cấp cứu đột nhiên trở nên im lặng. Mọi người đều nhìn về phía Tần Lâm và Vương Bác Luân với vẻ mặt kinh ngạc, tên nhóc này là ai, không nói mấy câu động trời thì chết à. Y thuật của Vương Bác Luân không tốt. Vương Bác Luân là chuyên gia của cả nước, đặc biệt là trong lĩnh vực stent tim còn thuộc top thế giới. Có rất nhiều bài báo học thuật được dịch và sử dụng bởi người nước ngoài, ông ta vô cùng có uy quyền, không ai có thể làm lung lay vị trí đó.
Lời nói của Tần Lâm thật sự rất mạo phạm, chắc sắp có kịch hay để xem rồi đây. Sắc mặt Vương Bác Luân trở nên nghiêm trọng, sau đó chuyển sang vẻ khinh thường rồi nở một nụ cười chế giễu. Con người chính là như vậy, khi bị ai nói mình không giỏi về thứ sở trường, thì sẽ thẹn đến hóa giận. Nhưng bị người khác châm chọc về thứ mình giỏi, đương nhiên sẽ phải tức giận. Vương Bác Luân nghe Tần Lâm nói y thuật của mình không tốt, trong lòng không hề tức giận, ngược lại còn cảm thấy nực cười và có chút thú vị. Mới có tí tuổi đã không biết trời cao đất dày là gì, y thuật của tôi không tốt sao? Vậy ý cậu là y thuật của cậu tốt sao? Cậu có biết ông Mã bị bệnh gì không? Có thể chỉ rõ ra không nào? Vương Bác Luân là bác sĩ điều trị chính của Mã Giang Hà, đã từng khám bệnh nhiều lần cho Mã Giang Hà, vài năm trước cũng là chính Vương Bác Luân đã làm phẫu thuật đặt stent tim cho ông ấy. Nhiều năm trôi qua vẫn đến chỗ ông ta để khám, vậy nên Vương Bác Luân hiểu rất rõ cơ thể của Mã Giang Hà, đương nhiên cũng sẽ biết rõ bệnh tình của ông ấy. Một bác sĩ đông y nhỏ bé như Tần Lâm, chỉ dựa vào chút thời gian ít ỏi bắt mạch, căn bản không thể nào nhìn ra được bệnh gì, chỉ dựa vào mỗi cái mồm thì đương nhiên sẽ bị người khác chê cười. Trên mặt Vương Bác Luân lộ ra vẻ chế giễu, như đang chờ xem trò cười của Tần Lâm. Tần Lâm nghe xong, liền hừ lạnh một tiếng. Ông muốn kiểm tra tôi à? Bệnh tình này chẳng phải quá đơn giản hay sao? Cách đây 7-8 năm, bệnh nhân đã được phẫu thuật đặt stent tim, nhưng công nghệ của stent tim lúc đó tương đối kém, toàn dùng các sản phẩm keo silicon cứng. Stent đi vào động mạch để đỡ cho mạch máu, trong thời gian ngắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng về lâu dài, độ mềm của stent càng ngày càng kém, độ cứng lại tăng lên. Khi bệnh nhân già đi, các mạch máu dần cứng lại, giữa stent sẽ xuất hiện sự hao mòn. Lúc đầu stent có tác dụng giúp tim phục hồi chức năng, nhưng lại làm ảnh hưởng đến hoạt động của tim. Mặc dù công nghệ ngày càng tiên tiến, nhưng bệnh nhân đã lớn tuổi, rủi ro phẫu thuật sẽ càng cao, dẫn đến rủi ro khi thay stent lại càng lớn nên không thể nào dễ dàng tiến hành phẫu thuật, chỉ có thể để bệnh nhân chờ chết mà thôi. Tần Lâm nói một cách rõ ràng và mạch lạc, ngay cả những người không biết về y thuật cũng có thể hiểu được. Tần Lâm nói vô cùng hợp lý và có cơ sở. Thật khó để người khác nghi ngờ là anh nói sai. Sắc mặt Vương Bác Luân chợt thay đổi, sau đó chau mày. Sao cậu lại biết? Trong mắt Vương Bác Luân, Tần Lâm chỉ bắt mạch mà thôi, không thể nào hiểu rõ mọi thứ như thế được, đặc biệt là trong phẫu thuật khoa ngoại của Tây Y, trừ khi được tận mắt nhìn thấy quy trình phẫu thuật, giấy xét nghiệm hoặc phim CT thì cũng mới có thể nhận biết được bệnh nhân bị vấn đề về tim mà thôi. Tần Lâm chỉ bắt mạch có một cái. Lại có thể đạt trình độ cao như vậy sao? Tần Lâm điềm đạm nói, những gì ông biết, tôi đều biết cả, còn có một số thứ ông không biết, nhưng tôi lại biết. Ở động mạch phía trên tâm thất trái của bệnh nhân xuất hiện một vết loét nhỏ, vết loét này tuy không có vẻ nghiêm trọng lắm, cơ thể người bình thường vẫn có thể tự lành được trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng trong phần tim của bệnh nhân lại có một cây stent tiếp xúc với vết loét nên vết loét đó mới không thể tự lành được. Nếu cứ kéo dài, e rằng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng cho bệnh nhân, ông có chắc là sẽ sống được 3 năm không? Sắc mặt Vương Bác Luân thay đổi, chợt chau mày. Vết loét, tại sao cậu lại biết trong người bệnh nhân có vết loét? Tôi thậm chí còn không nhìn ra, sao cậu lại có thể? Tần Lâm cười khẩy, với y thuật của ông, đương nhiên sẽ không thể nhìn ra được, đối với Tây Y, ông sẽ không bao giờ phát hiện ra có vết loét trên tim, trừ khi kiểm tra bằng cách phẫu thuật. Ngoại trừ vết loét quá lớn mới có thể phát hiện ra. Lời Tần Lâm nói khiến cho tất cả mọi người đều im lặng như tờ, không ai dám phản bác. Thanh niên này lợi hại thật. Tuy Tần Lâm không già dặn lắm nhưng cách nói chuyện lại rất thẳng thắn, nói đâu chúng đó. Tần Lâm khiến cho Vương Bác Luân không thốt nên lời, rõ ràng ông ta là chuyên gia, nhưng bây giờ người đáng tin hơn cả lại là Tần Lâm. Bây giờ mọi người đều tin tưởng Tần Lâm. Ngay cả Vương Bác Luân cũng bị Tần Lâm làm cho không nói nên lời, sau đó ông ta nói một cách hậm hực. Vậy cậu làm đi, nếu như xảy ra chuyện gì thì cậu sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Ngay khi Vương Bác Luân vừa dứt lời, bà Mã đột nhiên lên tiếng. Đợi một chút, tôi đã mời đến một người khác. Vương Bác Luân và Tần Lâm đều sững ra. Mời ai? Tần Đại Sư. Tần Lâm. Tần Đại Sư đang ở ngay trước mặt bọn họ. Còn đi đâu mời Tần Đại Sư nữa chứ? Tần Lâm liền hỏi, bà có chắc là Tần Đại Sư không? Bà Mã vô cùng phấn khích, chắc chắn, bạn tôi đã giúp tôi liên lạc, chắc mọi người cũng đã nghe qua cái tên Tần Đại Sư rồi chứ,
y thuật vô cùng lợi hại, có thể nói là đứng đầu cả nước, trước mắt mọi người đừng làm gì cả, cứ đợi Tần đại sư đến. So với một anh chàng vô tình chạm mặt ở trung tâm mua sắm như Tần Lâm, thì bà Mã lại có lòng tin với uy danh của Tần đại sư hơn. Mặc dù bà ấy không hề biết Tần đại sư là ai, nhưng ba chữ Tần đại sư lại nổi như cồn, ngay cả những người không thuộc giới đông y cũng biết rằng y thuật của Tần đại sư rất giỏi, lại còn là bác sĩ trưởng của Đại hội Đông y và đứng đầu cả nước. Nếu để anh ra tay, chắc chắn sẽ cứu sống được Mã Giang Hà. Tần Lâm bất lực lắc đầu, lẽ nào lại có người giả mạo nữa sao? Sau vài phút, bỗng có một quý ông trẻ tuổi bước ra khỏi thang máy, đeo kính, mặc áo khoác, trông khá bảnh bao, xem ra người này vô cùng đẹp trai. Ở sau còn có hai vệ sĩ. Vị nào là bà Mã? Tôi họ Tần. Bà Mã ngay lập tức nở nụ cười trên môi. Tôi là bà Mã, Tần đại sư, chắc chắn cậu là Tần đại sư rồi. Người thanh niên gật đầu rồi nói. Bệnh nhân ở đâu, để tôi đi xem thử. Không thể không khen, người đàn ông này diễn rất tốt, sau khi bước vào liền bày ra bộ mặt nghiêm túc, như thể đang có chuyện gì đó hết sức nghiêm trọng. Đeo kính, trông vô cùng ôn như, hẳn là một đại cao thủ, thoạt nhìn trông giống hệt như một người có hiểu biết. Hơn nữa, vào phòng là để thăm bệnh nhân, thể hiện rõ việc lương y như từ mẫu. Nếu không phải Tần Lâm biết hắn là kẻ mạo danh, e rằng anh cũng sẽ tin tưởng mất. Người đàn ông đeo kính đi đến chỗ bệnh nhân, bắt mạch một chút, bày ra vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó. Các bác sĩ và y tá xung quanh đều nhất thời trở nên hưng phấn, bọn họ thay nhau chụp ảnh rồi đăng lên vòng bạn bè. Tần đại sư đến bệnh viện của chúng tôi rồi. Lần này đích thân anh ấy ra tay luôn, cuối cùng cũng được nhìn thấy Tần đại sư thật sự rồi. Tần đại sư sắp chữa bệnh rồi, có ai đến xem không, bây giờ tôi live stream nhé. Dường như chỉ trong chốc lát, cả ngành y tế đều biết rằng Tần đại sư đến bệnh viện trung ương để chữa trị. Mặc dù danh tiếng của Tần đại sư rất nổi tiếng trong giới, nhưng vẫn có không ít người chưa từng được gặp qua Tần đại sư, cũng không biết anh trông như thế nào. Ngay cả những bác sĩ chủ nhiệm kia cũng chưa từng nhìn thấy Tần đại sư, bây giờ nghe nói có cơ hội nhìn thấy Tần đại sư chữa bệnh, tất cả mọi người liền vội vàng chạy đến. Đợi đã Tần đại sư, chúng tôi sắp đến rồi. Tôi xong việc sẽ đến ngay. Ôi trời, ghen tị quá đi, tôi không thể rời đi được, hu hu hu. Nhiều nhân viên y tế của các bệnh viện gần đó đều đã đến đây. Lúc này, mấy vị lãnh đạo của Bệnh viện Nhân dân cũng đang họp, viện trưởng Lý Trung Chính đang với nhiều chuyên gia, đột nhiên có người lên tiếng. Tần đại sư sắp ra tay ở Bệnh viện Nhân dân rồi. Lý Trung Chính sững ra, Tần đại sư ra tay. Bệnh gì thế, nghe ngóng chưa? Có thể để Tần đại sư chịu ra tay, chắc chắn không phải là bệnh cảm cúm thông thường, nó phải là bệnh khó chữa. Hình như là bệnh tim. Lý Trung Chính suy nghĩ một hồi, cơ hội hiếm có đấy, mỗi lần Tần đại sư làm phẫu thuật đều giống hệt như một quyển sách giáo khoa phẫu thuật vậy, có rất nhiều chỗ để chúng ta học hỏi, bây giờ mọi người hãy ngưng việc mình đang làm lại, mau đi quan sát đi. Ngoài Bệnh viện Nhân dân còn có cả Bệnh viện Ung thư, Bệnh viện Lợi dân. Các chuyên gia của các bệnh viện lớn và các trưởng phó viện trưởng đều nhận được tin tức. Bọn họ đều rất muốn xem để học hỏi kiến thức. Lúc này, Tần đại sư, đeo mắt kính đã bắt mạch xong. Sau đó nói với bà Mã. Bệnh của ông Mã không thích hợp để làm phẫu thuật, nếu như lập tức phẫu thuật thì rủi ro sẽ rất cao. Sau khi người đàn ông đeo mắt kính nói xong, Vương Bác Luân ở cạnh càng tự cho mình là đúng. Đó là những gì ông ta đã nói. Rủi ro là quá lớn, không cần thiết phải làm vậy, bây giờ ngay cả Tần đại sư cũng nói như thế, đương nhiên chắc chắn sẽ dùng phương án của ông ta. Giống hệt như Tần Lâm đã nói trước đây, nói đến mức anh cũng xém tin, bây giờ xem ra, đúng là hoang đường mà. Bà Mã cau mày, Tần đại sư, vậy cậu nghĩ nên làm thế nào? Người đàn ông đeo kính lấy trong túi ra một túi gấm rất đẹp, vừa mở ra, bên trong có vài viên thuốc màu đen to bằng ngón tay cái. Đây là thuốc hồi thiên do tôi điều chế dựa theo phương thức bí mật của tổ tiên, cho ông Mã dùng thuốc này trong vòng một tháng, bệnh sẽ thuyên giảm, uống trong vòng một năm bệnh sẽ khỏi. Bà Mã đột nhiên vui mừng khôn xiết, thật sự có loại thuốc thần kỳ như vậy sao? Tần đại sư, cho hỏi, thuốc này bán như thế nào? Người đàn ông đeo kính lộ vẻ do dự, theo lý mà nói, lẽ ra tôi nên tặng mới đúng, dù gì lương y cũng như từ mẫu, Tần đại sư tôi lăn lộn nhiều nơi như vậy.
chủ yếu là để chữa bệnh cứu người. Nhưng giá thành của loại thuốc này lại cực kỳ cao, cũng tốn rất nhiều thời gian và công sức để điều chế, vậy nên tôi chỉ lấy giá vốn mà thôi. Một đợt điều trị, 8 triệu. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều bắt đầu sầm xì. 8 triệu. Chỉ có mấy viên thuốc mà tận 8 triệu, cho dù có làm bằng vàng ròng cũng không đến giá đó. Nhưng tất cả mọi người đều kinh ngạc đến sững sờ, nhưng không ai tỏ vẻ phản đối, bởi vì đây là phương thuốc bí truyền của Tần Đại Sư, chỉ riêng ba chữ Tần Đại Sư cũng đã đủ đáng giá 8 triệu rồi. Bà Mã gật đầu, nếu thật sự có hiệu quả, đừng nói 8 triệu, 10 triệu tôi cũng sẽ chi, Tần Đại Sư, thực sự cảm ơn cậu. Mã Giang Hà có tiền như thế, nhiều đó chỉ có 8 triệu mà thôi, đó có thể là một số tiền lớn với người bình thường. Nhưng đối với nhà họ Mã thì chỉ như hạt muối bỏ biển. Bà Mã đang định trả tiền. Đột nhiên Tần Lâm bước tới, cầm lấy viên thuốc, sau đó đưa lên mũi người. Sắc mặt người đàn ông đeo kính bỗng thay đổi, anh làm gì thế, đừng động lung tung, mấy thứ này đắt lắm đấy. Tần Lâm ngửi một lúc, sau đó liền cười khẩy. Mấy viên sơn tra mà dám bán với giá 8 triệu, cũng ác thật nhỉ. Vừa dứt lời, người đàn ông đeo kính bỗng cứng đờ ra. Cậu ăn nói bậy bạ gì thế? Viên sơn tra gì? Đây chính là thuốc hồi thiên mà tôi nghiên cứu ra, vô cùng có hiệu quả. Cậu là ai mà dám lên tiếng ở đây? Bà Mã cũng chau mày, tiểu thần y, cậu đừng nói lung tung nữa, tuy y thuật của cậu giỏi nhưng vẫn kém hơn so với Tần Đại Sư, vẫn cần phải luyện tập thêm chút nữa. Đúng vậy, đó là phương thuốc bí truyền của Tần Đại Sư, cậu đừng có mà bình luận bậy bạ được không? Cậu không thể nhìn ra điều kỳ diệu bên trong. Chắc là trình độ chưa đủ nhỉ. Về đọc thêm sách đi, cậu không thể nào cùng đẳng cấp với Tần Đại Sư được đâu. Đám người này hình như đều là fan não tàn của Tần Đại Sư, không cần biết ai đúng ai sai, đều không thèm suy nghĩ mà đứng về phía Tần Đại Sư. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Lâm cũng không biết nên khóc hay cười, không ngờ sức ảnh hưởng của anh lại lớn đến vậy. Chỉ là, Tần Đại Sư trước mặt là giả. Chỉ có mỗi Vương Bác Luân là bình tĩnh hơn. Ông ta cũng cau mày, mặt đầy hoài nghi. Dù gì ông ta cũng là bác sĩ của khoa ngoại lồng ngực, đương nhiên hiểu rõ tình trạng của bệnh nhân, cho dù có làm phẫu thuật thì cũng rất khó để làm bệnh tình thuyên giảm. Huống chi chỉ dựa vào thuốc, đúng là hoang đường, làm gì có loại thuốc nào thần kỳ đến vậy được. Nhìn thấy Vương Bác Luân cau mày, Tần Lâm liền cười nhạt, sau đó đưa viên thuốc qua. Muốn nếm thử không? Vương Bác Luân cau mày, cầm lấy viên sơn tra, đưa thẳng vào miệng. Sắc mặt người đàn ông đeo kính lập tức thay đổi, làm gì thế? Dám uống thuốc hồi thiên của tôi sao, ông có trả nổi không? Bà Mã cũng cau mày, thuốc thần như thế này vô cùng hiếm có, uống một viên thì sẽ bớt đi một viên. Chồng bà còn chưa uống mà bác sĩ lại uống sao? Vương Bác Luân cắn vài miếng, sắc mặt càng trở nên khó coi. Sau khi nuốt vào bụng, liền nói. Đây chính là viên sơn tra. Nhiều người đã từng ăn sơn tra. Để tăng cường sinh lực cho dạ dày và lá lách, cũng như thúc đẩy tiêu hóa. Cùng lắm chỉ là đồ ăn vặt, trẻ em cũng có thể ăn được, nó không thể chữa được bệnh hiểm nghèo, cũng không có tác dụng phụ. Là một chuyên gia y tế, Vương Bác Luân chắc chắn đây có phải là sơn tra hay không? Sau khi Vương Bác Luân nói xong, sắc mặt người đàn ông đeo kính liền thay đổi. Lúc này, mọi người đều lộ vẻ nghi hoặc, Tần Đại Sư làm sao có thể dùng thuốc sơn tra lừa người được? Chỉ mấy viên sơn tra mà bán tận 8 triệu. Bà Mã cũng cau mày, hỏi với vẻ mặt không vui. Tần Đại Sư, cậu giải thích thế nào đây? Người đàn ông đeo kính nhanh nhỏ nói. Đúng vậy, đây thực sự chính là sơn tra, nhưng sơn tra chỉ là một thành phần trong số đó mà thôi. Viên đầu tiên, đương nhiên sẽ là sơn tra, trong túi gấm của tôi có liều sử dụng thuốc, mỗi ngày đều uống một viên không giống nhau, những viên ở sau mới là thứ có giá trị. Nói xong, người đàn ông đeo kính cất túi gấm vào trong, cũng không để cho bọn họ có cơ hội kiểm tra nữa. Dù sao thuốc cũng ở đây, bà Mã quyết định đi, nếu bà cho rằng Tần Đại Sư tôi là kẻ lừa đảo thì tôi sẽ đi. Chỉ là khi tôi rời khỏi bệnh viện này, bà cũng đừng hòng đến tìm tôi một cách dễ dàng như vậy nữa. Ban đầu bà Mã còn khá tức giận, nhưng khi nghe người đàn ông đeo kính này xong, bà đột nhiên hoảng sợ. Tần Đại Sư xuất hiện vô thường như thế. Quả thực rất khó tìm, hôm nay có thể chủ động đến đây đã là may mắn lắm rồi, nếu thật sự để người ta ra khỏi cánh cửa này thì có thể sẽ không tìm được nữa.
Tần đại sư, chờ một chút. Bà Mã ngập ngừng, mặc dù cảm thấy vô cùng khó chịu khi bị lừa, nhưng chỉ cần có cơ hội thì 8 triệu cũng không thành vấn đề. Được, tôi lấy. Tần Lâm bất lực lắc đầu, ngăn bà Mã lại. Người này căn bản không phải là Tần đại sư, anh ta là kẻ lừa đảo, tốt hơn hết bà đừng nên tin anh ta, mặc dù Sơn cha không làm ảnh hưởng đến bệnh tình, nhưng nếu bỏ qua thời gian trị liệu thì sẽ gây ảnh hưởng đến tuổi thọ. Bà Mã chợt nhíu mày, cậu thì hiểu cái gì chứ? Tần đại sư đã nói rồi, còn sai được sao? Bà Mã mặc dù rất tin tưởng Tần Lâm, lúc trước ở trung tâm thương mại cũng là Tần Lâm ra tay cứu. Nhưng so với Tần đại sư, bà ấy nhất định sẽ tin tưởng Tần đại sư hơn. Người đàn ông đeo kính nở nụ cười đắc ý, nhìn Tần Lâm một cái, cười khẩy. Cậu trai trẻ, đừng cho mình là đúng nữa, tôi là Tần đại sư uy danh lẫy lừng, không phải là người cậu có thể đánh bại đâu. Tần Lâm cười khẩy, anh thật sự là Tần đại sư. Người đàn ông đeo kính hừ lạnh một tiếng, đương nhiên, tôi không phải là Tần đại sư thì chẳng nhẽ cậu là Tần đại sư à? Tần Lâm lạnh lùng nói, anh nói đúng rồi ấy, tôi là Tần đại sư thực sự. Ha ha ha, không chỉ người đàn ông đeo kính cười mà những người khác cũng cười rộ lên. Buồn cười quá đi mất, dám giả mạo cả Tần đại sư à? Thứ này cũng đòi giả mạo sao? Giả mạo Tần đại sư ở bệnh viện, chẳng khác gì giả làm cảnh sát ở đồn cảnh sát đâu. Người đàn ông đeo kính cười lớn, cậu là Tần đại sư. Cậu đùa đấy à? Cậu lấy đâu ra bằng chứng chứng minh cậu là Tần đại sư? Tần Lâm lắc đầu, không có bằng chứng, nhưng anh có chắc. Mấy viên thuốc vớ vẩn của anh mà đủ chứng minh anh là Tần đại sư chắc. Vớ vẩn, phương pháp của tôi không phải loại mà mấy tên lừa đảo có thể phỏng đoán được. Người đàn ông đeo kính bị Tần Lâm nói mà thẹn quá hóa giận, nếu để Tần Lâm nói tiếp, e rằng gã lộ tẩy mất. Người đàn ông đeo kính nói với bà Mã. Bà Mã, người này đứng ở đây sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi, xin bà đuổi cậu ta đi, nếu không tôi không thể nào chữa bệnh cho ông Mã được. Bà Mã nhíu mày, có hơi khó xử. Dù sao lúc trước Tần Lâm cũng ra tay cứu bọn họ, bây giờ lại đối xử với anh như vậy, thì đúng là lời oán báo ân. Nhưng không còn cách nào khác, bây giờ cậu trai này đang gây sự với Tần đại sư, bà ấy cũng chỉ có thể đứng về phía Tần đại sư. Tiểu thần y, xin cậu rời khỏi chỗ này. Chỗ này tạm thời không cần cậu nữa. Sắc mặt bà Mã lạnh dần, cũng không tỏ ra vui vẻ với Tần Lâm nữa. Lý luận khác với Tần đại sư, có vẻ như trình độ của anh cũng không đâu vào đâu. Tần Lâm nhíu mày, nhìn người bệnh đang nằm trên giường bệnh. Lúc trước Mã Giang Hà có thái độ khá tốt với anh, chỉ là bây giờ không nói được. Người bệnh rất đáng thương, có điều người nhà cứ có thái độ như vậy, Tần Lâm cũng không chữa được. Đúng lúc này, đột nhiên cửa thang máy mở ra, 6 chiếc cửa thang máy mở ra cùng lúc, một nhóm bác sĩ mặc áo blue trắng chen đến, tất cả đều xông tới. Có khá nhiều người tầm tuổi trung niên, đeo kính, tóc điểm hoa râm, vừa nhìn là biết chỗ này thấp nhất của phải là chuyên gia. Hơn nữa bọn họ vừa từ cương vị công tác chạy đến đây, ngay cả quần áo còn chưa kịp thay, bên trên viết rõ bệnh viện nào, ở đâu. Mọi người cùng lúc đến cửa phòng cấp cứu. Nhìn thấy Tần Lâm thì lập tức kích động nói. Tần đại sư, thật sự là Tần đại sư. Mọi người chen lên, mặt ai cũng kích động. Đương nhiên, mấy bác sĩ y tá nhỏ không dám chen lên, ở phía trước toàn là chuyên gia. Họ chen lên, Tần đại sư cũng không quen bọn họ, chen lên thì có tác dụng gì. Nhìn thấy nhiều chuyên gia lão làng đến, Vương Bác Luân cũng bối rối. Viện trưởng Lý, viện trưởng Tôn, viện trưởng Triệu. Mọi người sao? Chỉ với mấy viện trưởng này đã đủ sức uy hiếp rồi, lại thêm những chuyên gia khác, uy danh của Tần đại sư có sức hấp dẫn lớn quá, nhiều người nổi tiếng như vậy đều đến. Bà Mã cũng kích động, không ngờ Tần đại sư lại có khả năng gọi được nhiều chuyên gia đến vậy, nhiều chuyên gia lãnh đạo của các bệnh viện lớn đều tụ họp tại đây, nếu như có thể chữa bệnh cho chồng bà thì đúng là tốt quá mà. Người đàn ông đeo kính sợ giật mình, trong lòng nghĩ đây là ai tiết lộ vậy? Ai bảo Tần đại sư đang ở đây vậy? Ngoại trừ những người này còn có hai cô gái vừa đi ra từ thang máy. Đó chính là Khổng Doanh Doanh và Vương Đông Tuyết. Nhìn thấy nhiều người như vậy, hai cô gái trợn tròn mắt. Cảnh tượng hoành tráng vậy. Chẳng nhẽ xảy ra chuyện gì sao? Khổng Doanh Doanh nhíu mày nói, tôi biết là Tần Lâm không phải loại tốt đẹp gì mà, tí nữa xảy ra chuyện nhất định sẽ liên lụy đến tụi mình đó.
Mau ngăn anh ta lại, có Tần đại sư ở đây, còn đến lượt anh ta thể hiện sao? Khổng Doanh Doanh chen lên, nhìn thấy Tần Lâm đứng trước giường bệnh, liền nghiêm nghị mắng. Tần Lâm, anh làm loạn cái gì, đây là chỗ để anh làm loạn à, anh mau cút ra đây cho tôi. Khổng Doanh Doanh đúng là bị chọc tức, Tần Lâm có tí y thuật, có thể lừa được người ngoài ngành, chứ trong bệnh viện trước mặt nhiều chuyên gia lão thành thế này thì sao lừa được người ta? Điên rồi à? Một khi bị phát hiện là tên lừa đảo, thế lực của nhà họ Mã không hề tầm thường, Mã Giang Hà nổi giận thì Tần Lâm sao có thể chịu nổi? Nghe xong, mọi người đều sững sờ, không hiểu Khổng Doanh Doanh đang khiển trách ai. Lúc này bầu không khí rơi vào tình thế bế tắc, mọi người đều trợn tròn mắt, không ai biết mấy người này có quan hệ gì. Người đàn ông đeo kính nhắm mắt đi ra, cười hi hi nói. Ừ, hôm nay tôi đến khám bệnh cho vị đây, mọi người nếu như muốn học tập thì có thể đứng xem. Gã cũng không biết nên nói gì, gã vốn là tên lừa đảo, không cần thể hiện y thuật, đưa thuốc rồi cầm tiền xong liền đi thẳng. Có phải Tần đại sư thật hay không thì chẳng ai vạch trần được. Nhìn thấy người đàn ông đeo kính nói vậy, viện trưởng Lý nhíu mày. Cậu là ai? Người đàn ông đeo kính cười hi hi, tôi là Tần đại sư. Viện trưởng Lý và tất cả các vị chuyên gia viện trưởng đứng đây đều nhìn nhau, cười rộ lên. Cậu là Tần đại sư, cậu đùa tôi à, đây mới là Tần đại sư. Nói xong, viện trưởng Lý duỗi tay ra, hướng về hướng Tần Lâm, cho dù là ông ấy thì cũng không dám dùng ngón tay chỉ thẳng vào Tần Lâm, như vậy bất lịch sự quá. Mọi người nhìn theo hướng tay của viện trưởng Lý. Vẻ mặt của mọi người lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Anh ta là Tần đại sư. Bà Mã sững sờ. Cậu ấy đâu phải, người đeo kính này mới là Tần đại sư. Viện trưởng Lý cười khẩy, Tần đại sư là chuyên gia đặc biệt của Bệnh viện Nhân dân chúng tôi, bà nghĩ tôi không nhận ra Tần đại sư chắc. Người đeo kính này tôi chưa bao giờ gặp, cậu là bác sĩ của bệnh viện nào mà dám mạo danh Tần đại sư đứng đây lừa đảo. Mọi người lập tức trợn tròn mắt. Không ngờ, Tần đại sư đeo kính này lại là giả. Hơn nữa người vẫn luôn bị khinh miệt, bị bài trừ, thậm chí bị bà Mã đuổi ra ngoài là Tần Lâm lại là Tần đại sư thật. Sắc mặt bà Mã vô cùng khó coi, bà ấy nghiến răng, mặt đầy tức giận, nhìn người đàn ông đeo kính, đột nhiên tóm lấy cổ áo gã, lạnh lùng nói. Cậu dám lừa tôi? Người đàn ông đeo kính sợ giật mình, mặc dù bà Mã là phận đàn bà con gái nhưng người ta là phú bà lắm tiền. Khí chất hơn hẳn người thường, hơn nữa bên cạnh còn có hai vệ sĩ, trái phải ai cũng hung tợn. Tôi không lừa bà, tôi thực sự là Tần đại sư, tôi họ Tần. Tôi chỉ bảo tôi là Tần đại sư chứ tôi đâu có bảo tôi là Tần đại sư nào. Bà Mã tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, hung ác nói. Xử lý tên này cho tôi, đừng để hắn sống yên ổn. Vâng. Hai vệ sĩ kéo người đàn ông đeo kính vào thang máy, ấn xuống tầng hầm. Chuẩn bị đem gã xuống hầm xử lý. Sau một trận kêu rên, người đàn ông đeo kính bị nhốt vào thang máy. Những người còn lại vây quanh Tần Lâm, ai ai cũng Tần đại sư, nhiệt tình hỏi thăm anh. Bà Mã lúc này ngại vô cùng, vội vàng nói. Tần đại sư, lúc trước tôi có mắt không tròng, không nhận ra hắn là tên lừa đảo, mong cậu lượng thứ, chỉ cần cậu ra tay cứu chữa cho chồng tôi có thể trả bất kỳ giá nào, bảo tôi quỳ xuống xin lỗi tôi cũng quỳ. Thái độ của bà Mã vẫn ổn, ít nhất khiến Tần Lâm cảm nhận được thành ý của bà ấy. Không biết thì không trách, kẻ đáng trách chỉ có người đàn ông đeo kính giả giống thật quá. Vương Bác Luân ngượng kinh khủng, vội vàng nói với Tần Lâm. Hóa ra cậu là Tần đại sư, thật sự xin lỗi, lúc trước tôi không biết. Mong Tần đại sư lượng thứ. Nếu biết trước anh là Tần đại sư, Vương Bác Luân đâu có gan so tài với Tần đại sư. Chẳng trách anh nói câu nào cũng có lý, không phải vì Tần Lâm xem trộm bệnh án mà vì anh thực sự có trình độ. Tần Lâm gật đầu cũng không để ý. Nếu đã vậy thì bây giờ phải bắt đầu chữa bệnh cho người bệnh, mọi người không có ý kiến gì chứ. Thân phận đã lộ, tất cả mọi người đều biết Tần Lâm là Tần đại sư, đương nhiên sẽ không có ai có ý kiến. Ở đây ngoại trừ Tần đại sư, ai có đủ bản lĩnh để làm phẫu thuật chữa chứng bệnh khó chữa cho ông Mã chứ? Được. Bây giờ tất cả chuyên gia khoa ngoại lồng ngực đều ở đây để trợ giúp cho Tần đại sư. Thường thì trợ thủ đều là bác sĩ thực tập, giỏi nhất thì là phó chủ nhiệm. Tần Lâm giỏi ghê, ngay cả phó viện trưởng chuyên gia cũng làm trợ thủ cho anh. Đương nhiên rồi,
làm trợ thủ chỉ là phụ, quan trọng là bọn họ muốn học hỏi quá trình chữa bệnh của Tần Lâm. Đám bác sĩ thực tập và chủ nhiệm bình thường chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, có vẻ như họ không có cơ hội rồi, dù sao phòng phẫu thuật to như thế, 7-8 người vào là được lắm rồi. Tần Lâm nói, lần này bác sĩ mổ chính sẽ là Vương Bác Luân, tôi sẽ trợ giúp cho ông ta. Lời vừa dứt, Vương Bác Luân sững sờ. Tần đại sư, cậu đùa ạ, tôi không có khả năng làm được đâu, để tôi mổ chính thì tôi chỉ có thể nắm được 50% khả năng thành công thôi. Tần Lâm vỗ vai ông ta, nói. Đừng lo, tôi sẽ ở bên giúp ông nâng cao tỷ lệ thành công, ông cứ làm phẫu thuật như bình thường, tôi đảm bảo sẽ thành công. Vương Bác Luân nhìn thấy ánh mắt kiên định của Tần Lâm, hít sâu một hơi, nặng nề gật đầu. Nếu Tần đại sư đã nói vậy thì tôi sẽ ra tay. Nói xong, mấy người đẩy người bệnh vào phòng phẫu thuật. Có sự đảm bảo của Tần đại sư, tất cả mọi người đều tự tin gấp bội, cho dù ca phẫu thuật lần này rất khó, nhưng nhất định sẽ thành công. Bà Mã đứng ở cửa, mặt lo lắng, lúc này cũng chỉ có thể chắp tay cầu trời Phật phù hộ. Một đám người vào phòng phẫu thuật. Bác sĩ và y tá đều tản ra. Bởi vì họ biết, ca phẫu thuật này cần ít nhất 1 giờ, bọn họ không thể rời khỏi cương vị trong thời gian dài đến vậy. Lần này đi ra là để gặp Tần đại sư, đã thỏa mãn tâm nguyện rồi, mấy chuyên gia lão thành biết y thuật của Tần đại sư, về sau nhất định sẽ mở buổi nghiên cứu thảo luận cho bọn họ. Vậy nên bọn họ cũng không sốt ruột, sớm muộn gì cũng biết chi tiết ca phẫu thuật. Tất cả mọi người đều tản ra. Ở cửa chỉ còn lại bà Mã, Vương Đông Tuyết và Khổng Doanh Doanh. Sắc mặt của Khổng Doanh Doanh lúc này rất ngượng ngùng, vừa nãy cô ấy xông lên nói một đống lời giáo huấn Tần Lâm, vừa ra lệnh, vừa trách móc anh. Kết quả Tần Lâm chẳng thèm để ý đến cô ấy, nhưng người khác cũng vậy. Khổng Doanh Doanh lúc này đứng ở đó, cảm thấy bản thân như một con hề, đứng đấy chửi đồng lên, kết quả không ai để ý đến. Sắc mặt Khổng Doanh Doanh đỏ rực. Cảm giác chỉ muốn chui vào cái lỗ nào cho đỡ xấu hổ, đúng là không trốn dung thân. Anh ta là Tần đại sư sao? Sao cậu không nói cho tớ biết từ trước, Khổng Doanh Doanh oán trách. Vương Đông Tuyết cũng bất lực nói, cậu đâu cho tớ cơ hội nói. Khổng Doanh Doanh tức chết mất, liền kéo tay Vương Đông Tuyết rời đi. Trong phòng phẫu thuật, Vương Bác Luân sốt ruột kinh khủng, lúc này người bệnh đã được gây mê toàn thân, theo như quy trình thông thường thì có thể bắt đầu phẫu thuật rồi. Quá trình phẫu thuật rất đơn giản, lấy stần cũ ra, sau đó thay bằng stần mới. Nhưng điểm khó của ca phẫu thuật nằm ở làm thế nào để có thể lấy stần ra một cách an toàn, người bệnh không mất nhiều máu, hơn nữa không xuất hiện triệu chứng sốc. Tần Lâm nói, bây giờ ông bắt đầu phẫu thuật đi, khi mổ, tôi sẽ phối hợp châm cứu với ông. Được, tôi hiểu rồi. Vương Bác Luân lúc này cuối cùng cũng hiểu, Tần Lâm thực sự chuẩn bị tiến hành một cuộc phẫu thuật kết hợp Đông Tây Y. Tiến hành châm cứu trong quá trình phẫu thuật, dùng châm cứu để bảo vệ tim, đây sẽ là lần phối hợp có độ khó cao. Yêu cầu hai bên Đông Tây Y bắt buộc phải có trình độ y thuật rất cao. Thực ra trình độ của Vương Bác Luân cũng miễn cưỡng được coi là đủ, nhưng trình độ của Tần Lâm quá cao, có Tần Lâm ở đây, thì bác sĩ Tây Y kia có là ai thì cũng không thành vấn đề, anh có thể điều khiển tiết tấu của cả ca phẫu thuật. Cho dù bác sĩ mổ chính có là Lâm Nguyệt Giao, Tần Lâm cũng có thể thuận lợi hoàn thành ca phẫu thuật. Vương Bác Luân liền bắt đầu mổ, cắt phần da ngực ra. Tiếp theo đó, một cây kim của Tần Lâm cắm ngay trên huyệt khí hộ trên ngực trái. Ông tiếp tục đi. Vương Bác Luân hít sâu một hơi, tiếp tục phẫu thuật. Cắt mở cơ quan, lấy stần cũ ra. Cứ cách một khoảng thời gian, Tần Lâm sẽ đâm một cây kim xuống. Hình như mỗi lần Vương Bác Luân tiến hành một bước, Tần Lâm sẽ giúp dùng kim bạc bảo vệ tim, duy trì dấu hiệu sống của người bệnh. Cả quá trình phẫu thuật vô cùng thành công, Vương Bác Luân dường như chưa từng trải qua ca phẫu thuật nào thành công đến vậy. Không hề chảy nhiều máu, không hề vỡ mạch máu, không có sự cố ngoài ý muốn nào, cuộc phẫu thuật hoàn hảo như vậy hầu như chỉ tồn tại trên lý thuyết mà thôi. Hình như người bệnh mà ông ta mổ không phải một người đàn ông hơn 50 tuổi mà là một cậu nhóc cơ thể khỏe mạnh mới 18-19 vậy. Vương Bác Luân biết, tất cả chuyện này đều nhờ Tần Lâm tùy cơ ứng biến, lại thêm năng lực thao tác hoàn hảo của anh, điều này khiến ca phẫu thuật thành công vô cùng. Vương Bác Luân hoàn thành hết mọi việc, khâu vết thương, hình như cũng chẳng cần mấy chuyên gia kia trợ giúp. Mấy chuyên gia đến từ nhiều bệnh viện đều ngỡ ngàng, hóa ra đây mới thực sự là Đông Tây Y kết hợp.
Bọn họ một là đông y, hai là tây y, nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực của mình, nhưng hoàn toàn không hiểu gì về lĩnh vực của đối phương. Mà Tần Đại Sư lại không như vậy, Tần Đại Sư không chỉ hiểu biết về đông y mà còn rất am hiểu về tây y, mỗi động tác của Vương Bác Luân đều nằm trong tính toán của anh. Nằm lòng quá trình phẫu thuật, kinh nghiệm như này thực sự khiến người khác kinh ngạc, ai dám tin đây là một anh chàng mới chỉ hơn 20 tuổi đầu chứ. Ra khỏi cửa, bà Mã kích động mà xông lên, một tiếng đợi chờ này khiến bà mệt mỏi vô cùng, có mấy lần suýt nữa bật khóc. Vương Bác Luân nói, yên tâm đi, ca phẫu thuật đã thành công, y thuật của Tần Đại Sư vô cùng cao siêu, mấy tiếng sau, thuốc tê hết người bệnh sẽ tỉnh lại. Bà Mã thở phào nhẹ nhõm, hai chân nhũn ra, suýt nữa ngồi bệt xuống đất. Bà ấy kích động nắm lấy tay Tần Lâm, nói. Tần Đại Sư, thực sự cảm ơn cậu, tôi không biết phải lấy gì để báo đáp cậu nữa, đợi chồng tôi tỉnh lại, tôi nhất định sẽ bảo ông ấy báo đáp cậu tử tế. Ơn cứu mạng này của Tần Lâm, bà Mã không thể nào báo đáp, cảm thấy với thân phận của cậu Tần, chỉ đưa mấy triệu tiền khám chữa bệnh thì kỳ bo quá, đến lúc Mã Giang Hà tỉnh lại thì thể nào cũng quở trách bà ấy. Vậy nên bà ấy liền thẳng thắn không quyết. Đợi đến khi ông Mã tỉnh lại thì để ông ấy đích thân cảm ơn. Tần Lâm cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, vừa ngồi xuống, điện thoại đã reo lên, nhìn tin nhắn Zalo, hóa ra là Tô Văn Kỳ gửi. Tần Đại Sư, anh lại lên hot search rồi. Tần Lâm sững sờ, Tô Văn Kỳ gửi link cho anh ấn vào xem. Anh lại lên hot search thật. Tần Đại Sư lại ra tay cứu doanh nhân nổi tiếng Mã Giang Hà, các chuyên gia bệnh viện trung ương đều bó tay chịu trói. Tần Đại Sư lại cứu người từ cõi chết. Sau khi mở ra, bên trong quả nhiên là một số chi tiết liên quan đến việc Tần Đại Sư chữa bệnh cho Mã Giang Hà. Lại thêm mấy bức ảnh, bên trong có rất nhiều người, có bức thì chỉ có bóng lưng và góc nghiêng của Tần Lâm, khoảng cách cũng khá xa, cơ bản nhìn không rõ, cùng lắm chỉ có thể nhìn thấy hình dáng đại khái. Dáng vẻ còn mờ ảo hơn nhiều so với trên TV, chỉ có thể nhìn thấy đây là một cậu thanh niên có vóc dáng đẹp, chứ không nhìn rõ được khuôn mặt. Tần Lâm cũng hài lòng, dù sao bây giờ mạng Internet khá có uy lực, một khi bức ảnh của mình bị truyền ra, gương mặt của Tần Đại Sư bị mọi người biết đến thì sau này anh sẽ trở thành nhân vật của công chúng. Đây không phải điều Tần Lâm muốn, khiêm tốn một chút vẫn hơn. Thiên hậu dạo này có bận không? Tần Lâm nói chuyện phiếm với Tô Văn Kỳ mấy câu, lâu rồi không gặp, có điều Tần Lâm vẫn quan tâm đến cô ấy. Có lẽ là vì gần đây cô ấy ra bài hát mới, quay MV mới. Tô Văn Kỳ nói, bận chết mất, tôi vẫn đang thu âm bài hát mới, cuối cùng cũng được nghỉ rồi, mấy ngày nữa là có thể nghe được, hay là tôi hát cho anh nghe trước nhé? Được, chúng ta hẹn chỗ gặp nhau đi. Tần Lâm tìm được Tô Văn Kỳ, hai người hẹn nơi gặp nhau. Tần Lâm lái xe đến đó đón Tô Văn Kỳ. Vẫn là bộ dạng được vũ trang đầy đủ, che kín. Không ai có thể nhận ra cô ấy là ai, cho dù là Tần Lâm thì mãi cũng mới tìm được cô ấy trong đám rông. Không thể không nói ngôi sao nữ này cảnh giác thật đấy. Nếu như bị người khác phát hiện thì hôm nay không thể đi dạo phố rồi, nhất định mọi người sẽ chen tới. Hi, lão Tần, lâu rồi không gặp. Tô Văn Kỳ lên xe, đổi sang vẻ mặt tươi cười hí hửng, khác hoàn toàn vẻ lạnh lùng bá đạo trên TV. Chúng ta đi đâu đây, mỗi lần gặp Tô Văn Kỳ đều có cảm giác khác lạ. Có thể là vì thân phận của cô ấy đặc biệt, cũng có thể vì bản thân cô ấy có tính cách hơi kỳ dị, tinh nghịch, gặp cô ấy thì dễ được cô ấy truyền cho thứ tính cách vui vẻ này. Tô Văn Kỳ vừa định nói, đột nhiên điện thoại rung lên mấy lần, cô ấy nhíu mày, cầm điện thoại lên nhìn, vừa định tắt máy thì do dự một chút, nói. Hay là anh đi dự tiệc rượu với tôi được không? Tần Lâm sững sờ, tiện không? Tiệc rượu Tô Văn Kỳ tham gia thì nhất định không tầm thường. Hơn nữa thân phận của cô ấy khá đặc biệt, đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn của người khác, vậy nên Tần Lâm thường không thể đi đến mấy bữa tiệc cùng cô ấy. Có điều buổi tiệc rượu hôm nay thì khác, Tô Văn Kỳ giới thiệu qua một chút. Buổi tiệc rượu này cũng khá sang trọng, đều là mấy ông chủ nổi tiếng tham gia, không có phóng viên, cũng không có fan theo đuổi thần tượng, cũng được coi là một buổi tiệc rượu khá hài hòa. Mục đích trên thực tế là cho mấy ngôi sao nhỏ có cơ hội để làm quen với mấy ông chủ lớn. Mà nếu mấy ông chủ lớn thích ngôi sao nhỏ nào, biết đâu còn nâng đỡ cho người ấy. Còn về mấy giao dịch bí mật, làm cái gì thì ai cũng hiểu, đều là những quy tắc ngầm trong ngành cả. Có điều với đẳng cấp của Tô Văn Kỳ thì không cần ông chủ nâng đỡ, tự bản thân cô ấy đã là bà chủ rồi.
vậy nên cô ấy đưa theo Tần Lâm dạo một vòng. Được, vậy nghe cô vậy. Nói xong, hai người lái xe đến nơi tổ chức tiệc rượu. Bởi vì đây là một buổi tiệc rượu khá khiêm tốn, nên không có phóng viên cũng không có thảm đỏ, chỉ có bảo vệ đứng gác cổng. Tô Văn Kỳ khoác tay Tần Lâm đi lên trước, cởi kính râm ra. Bảo vệ liền nhận ra gật đầu, làm động tác mời vào. Mặc dù Tô Văn Kỳ là thiên hậu, nhưng mấy bảo vệ này cũng là để bảo vệ cho mấy ngôi sao lớn, ngày thường đã sớm quen rồi, không còn ngạc nhiên nữa. Chỉ nhìn Tần Lâm một cái, nghĩ không biết người đàn ông này là ai mà có tư cách cùng thiên hậu dự tiệc. Hai người đi vào trong hội trường, đây chỉ là một bữa tiệc rượu bình thường, cũng không có MC, cũng không có tiết mục gì, chỉ được tổ chức trong một nhà hàng khá đẹp thôi. Có buffet nước và đồ ăn, có rất nhiều nhân viên phục vụ đứng bên phục vụ. Một số tốp nhỏ lẻ tụm năm tụm ba cùng một chỗ để tám chuyện. Nhìn thấy Tô Văn Kỳ đi vào, mấy người qua chào hỏi. Chào chị Tô. Em chào chị Tô. Chào chị Tô ạ. Mọi người mặc dù không nói chuyện với Tần Lâm nhưng tất cả ánh mắt đều hướng về phía anh. Dù sao cũng là bạn dự tiệc với thiên hậu, nên bọn họ vô cùng hiếu kỳ. Tô Văn Kỳ chỉ lịch sự chào hỏi lại, sau đó cầm hai ly rượu, vừa nói chuyện vừa uống rượu với Tần Lâm. Mấy cô gái đứng xa xa nhìn thấy Tô Văn Kỳ đến rồi thì nói nhỏ với nhau. Tô Văn Kỳ cũng đến rồi, cô có thấy người đàn ông đi dự tiệc với cô ta không, không biết làm nghề gì, mấy cô có quen anh ta không? Không quen, nhìn cách ăn mặc rất khiêm tốn, chắc không phải ông chủ lớn nào đâu nhỉ. Nếu là phú nhị đại thì chắc chẳng có gì, với thực lực của chị Tô, nếu như thực sự muốn dựa vào quyền quý thì sẽ chọn một ông chủ lớn. Nếu là ông chủ lớn thì nhiều tuổi quá, chị Tô không thích đâu, he he he. Đám mấy ngôi sao nhỏ này khi nói chuyện toàn dùng mấy từ ngữ dung tục, đều là người trong giới, đều biết ai là ai. Mặc dù Tô Văn Kỳ trông có vẻ trong trắng, nhưng ai biết được cô có dựa vào ai để lên đời không? Đúng rồi, chị Tô đến rồi, có nên nói cho Văn Thiếu Gia một tiếng không? Văn Thiếu Gia vẫn luôn nhớ nhung chị Tô, muốn tiếp cận chị ấy, nhưng... bây giờ bên cạnh chị Tô có người rồi. He he, có người thì sao chứ, lưỡng long tranh phượng, đây chẳng phải màn kịch hay nhất sao? Có lý đấy, mấy người hư thật đó. Ha ha, nào nào nào. Để tôi bảo cho Văn Thiếu Gia. Ở trong góc, một người thanh niên gầy gò đang uống rượu cùng một ngôi sao nhỏ, ở nơi lớn đông người thế này, hành động này có vẻ không hay, nhưng không ai cảm thấy không ổn, dù sao cũng quen rồi. Bởi vì người này là Văn Thiếu Gia, nhìn thân hình gầy yếu của anh ta liền biết, tên này dồn khá nhiều, sức lực, lên người phụ nữ. Mấy cô gái đến bên cạnh, nhưng cũng không dám làm phiền, mà chỉ đứng ở bên giả bộ thảo luận. Hai. Chị Tô cũng đến rồi, mấy người nói xem chị Tô có đang tìm ông chủ lớn nào không? Chị Tô còn cần tìm ông chủ để dựa hơi à? Chị Tô là kiểu người như nào chứ? Đúng vậy, chị Tô rất lợi hại, chắc không cần tìm ông chủ đâu. Mấy cô gái như đang tùy ý nói chuyện, nhưng Văn Thiếu Gia lại nghe rõ mồn một. Anh ta rất mẫn cảm với hai chữ chị Tô. Nghe xong, liền quay đầu lại. Ai cơ, Tô Văn Kỳ. Mấy người đang nói đến Tô Văn Kỳ à? Buông ngôi sao nhỏ trong tay ra, điều này khiến cho cô ta có hơi không hài lòng, có điều cô ta cũng chẳng dám nói, chỉ có thể đứng bên khoác tay anh ta, hy vọng có thể cứu vãn được gì đó. Mấy cô gái giả bộ sững sờ, ôi Văn Thiếu Gia, xin lỗi đã làm phiền anh rồi, chúng tôi vừa nhìn thấy chị Tô đang đứng bên một thiếu gia nhà giàu. Sắc mặt Văn Thiếu Gia thay đổi, lập tức đặt ly rượu xuống, chạy bước lớn qua đó. Đến cổng, quả nhiên Tô Văn Kỳ đang ở bên một người đàn ông, sắc mặt Văn Thiếu Gia trầm xuống, có hơi không vui. Anh ta chạy nhanh qua, Văn Kỳ, em đến sao không nói với anh một tiếng. Văn Thiếu Gia này là thiếu gia nhà giàu thường xuyên qua lại với giới giải trí. Thường xuyên tài trợ cho mấy người nổi tiếng, bao nuôi mấy ngôi sao hạng ba. Cũng có thể coi là người nổi tiếng trong giới giải trí, đương nhiên. Cũng có lúc anh ta khá thích ai thì sẽ bỏ tiền nâng đỡ người đó, nhiều ngôi sao nhỏ biết anh ta là hoa hoa công tử nhưng vẫn tìm cách bỏ lên giường anh ta, nhỡ may nổi thì sao? Văn Thiếu Gia vẫn luôn muốn tài trợ cho Tô Văn Kỳ, nhưng Tô Văn Kỳ từ đâu đến cuối không quan tâm đến anh ta, điều này khiến Văn Thiếu Gia rất bực mình. Bữa tiệc rượu ngày hôm nay là chỗ để giới thiệu làm quen lẫn nhau, Văn Thiếu Gia đương nhiên cũng mời Tô Văn Kỳ, chỉ là bị Tô Văn Kỳ từ chối.
không ngờ là cô ấy vẫn tới. Hơn nữa còn đi cùng người đàn ông khác, điều này khiến Văn Thiếu Gia rất không vui. Tô Văn Kỳ nhìn Văn Thiếu Gia, nói. Đây là bạn tôi Tần Lâm, chúng tôi đến để uống ké ít rượu, không có vấn đề gì chứ. Văn Thiếu Gia nhíu mày, Tần Lâm, đây là thiếu gia nhà nào vậy, chưa từng nghe qua. Đông Hải đâu có gia tộc họ Tần nào lợi hại đâu. Hơn nữa hình như cũng không có doanh nghiệp nào của nhà họ Tần. Chẳng nhẽ là người ngoài vùng. Tô Văn Kỳ là thiên hậu ở châu Á, quan hệ xã hội đương nhiên cũng không hạn chế ở Đông Hải bé bé, nhất định sẽ nằm trên khắp toàn quốc. Xin hỏi anh Tần là người ở đâu vậy? Văn Thiếu Gia dò hỏi một câu. Tần Lâm nói, người Đông Hải. Người Đông Hải. Văn Thiếu Gia lại hỏi, sinh ra và lớn lên ở đây à? Tần Lâm gật đầu, tôi sinh ra và lớn lên ở Đông Hải. Văn Thiếu Gia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt trở nên khinh thường. Cứ tưởng lại người có thế lực nào, có điều lại như vậy. Người anh ta chưa từng nghe danh chắc chẳng phải gia tộc lợi hại nào đâu, cho dù có là thiếu gia nhà giàu thì cùng lắm cũng chỉ là gia tộc hạng hai bình thường, hoặc là mấy doanh nghiệp hạng hai mà thôi. Mà Văn Thiếu Gia còn chẳng thèm để ý đến loại này, chẳng phải đối thủ cạnh tranh lợi hại gì. Văn Thiếu Gia nhìn Tô Văn Kỳ, nói. Văn Kỳ, nghe nói dạo này em ra sản phẩm mới, thế nào, lượt xem có cao không? Hay là anh giúp em đua top nhé? Tô Văn Kỳ cạn lời liếc mắt, cô ấy ghét nhất là nói chuyện với người khác, cũng không hiểu về ngành này, nên càng không muốn ở mấy chỗ này. Tô Văn Kỳ nói, bài hát của tôi mới được thu âm xong, còn chưa phát hành, hơn nữa đua top là nhờ vào fan, chứ không phải nhờ vào tiền. Sắc mặt Văn Thiếu Gia hơi cứng lại, anh ta nói. Ha ha, hóa ra là vậy, có điều vẫn có thể đua top mà, anh giúp em bao cả đài truyền hình, sau đó dùng tiền làm quảng cáo cho em nhé, em thấy thế nào? Văn Thiếu Gia tỏ vẻ giàu có hào phóng, hơn nữa bỏ tiền còn không giúp được à? Văn Thiếu Gia lúc rảnh thường bỏ tiền nâng đỡ mấy ngôi sao nhỏ, nếu như Tô Văn Kỳ thực sự muốn ở bên anh ta thì anh ta sẽ bỏ ra bất cứ giá nào. Tô Văn Kỳ cười, ha ha, cảm ơn ý tốt của Văn Thiếu Gia, tạm thời tôi không cần. Tô Văn Kỳ có nhiều fan, cơ bản cũng chẳng cần tốn tiền để đua top, chỉ cần vừa phát hành bài hát thì nhất định sẽ đứng đầu bảng. Tô Văn Kỳ tiếp tục nói chuyện với Tần Lâm, gạt bỏ Văn Thiếu Gia sang một bên. Sắc mặt của Văn Thiếu Gia ngượng ngùng hơn, qua để nói chuyện, kết quả Tô Văn Kỳ căn bản không có ý định tiếp tục nói chuyện với anh ta, khiến anh ta rất khó chịu. Văn Thiếu Gia đánh mắt với mấy người xung quanh, bạn bè của anh ta lập tức hiểu ý, vội vàng kéo người khác nói. Ê, kia chẳng phải chị Tô sao? Mau đi xem, chị Tô đến rồi kìa. Đúng vậy, đi, mau qua nói mấy câu. Chị Tô, nghe nói chị đang phát hành bài hát mới. Lúc nào thì chúng em được nghe ạ? Mấy người bạn của Văn Thiếu Gia rêu rao, lập tức khiến không ít người vây lại. Mặc dù nơi này không thích hợp theo đuổi thần tượng, nhưng người thích chị Tô có rất nhiều, cho dù là người cùng ngành thì cũng có nhiều người là fan của chị Tô. Mọi người đều vây lại, Tô Văn Kỳ không có cách nào nói chuyện tiếp với Tần Lâm nữa, chỉ có thể cười ứng phó với sự nhiệt tình của mọi người. Tô Văn Kỳ lôi điện thoại ra xem giờ, sau đó bỏ xuống. Văn Thiếu Gia thấy vậy liền nhân cơ hội nói. Văn Kỳ, sao em còn dùng iPhone 7 vậy, bây giờ đã ra iPhone 8 rồi. Tô Văn Kỳ cười nhạt nói. Điện thoại của tôi vẫn còn tốt, nên tôi không muốn đổi. Tô Văn Kỳ không thích lãng phí, mặc dù cô ấy có tiền, chỉ là một chiếc điện thoại mấy nghìn tệ thôi, cho dù ngày ngày đổi thì cũng chẳng là gì cả. Văn Thiếu Gia nhân cơ hội này nói. Văn Kỳ, anh có một chiếc iPhone X, hay là để anh tặng em? Nói xong, Văn Thiếu Gia lấy ra một chiếc điện thoại rất đẹp, toàn thân màu rượu đỏ, được làm từ kim loại, trông rất cao cấp, viền màn hình hơi cong, màn hình tràn viền, không có nút bấm, không có hai cạnh trên dưới, hoàn toàn khác biệt với những chiếc điện thoại khác trên thế giới. Mấy cô gái bên cạnh sững sờ. iPhone X, Văn Thiếu Gia lấy đâu ra iPhone X vậy, bây giờ mới ra iPhone 8 thôi mà, chẳng phải trang web chính thức vừa mới bán sao? iPhone 8 vừa được đưa lên thị trường một tháng, mấy cô gái bọn họ đã mua hết rồi, mỗi lần ra sản phẩm mới là bọn họ lại lũ lượt đi mua. Nhưng iPhone 8 vừa mới lên thị trường không bao lâu, Văn Thiếu Gia lấy đâu ra iPhone X vậy? Trông có vẻ còn cao cấp hơn của bọn họ, rất ngầu, cũng rất tân tiến, đầy tính khoa học kỹ thuật.
Văn thiếu gia rất hưởng thụ ánh mắt sùng bái của mọi người, cười nhạt nói. Bố tôi hợp tác với bọn họ, xưởng sản xuất của bọn họ tặng tôi một chiếc iPhone X, cái này chúng tôi vẫn đang thử nghiệm, năm sau mới được đưa lên thị trường, tôi là người sử dụng thử nghiệm, dùng trước mà thôi. Sau này, mỗi lần ra sản phẩm mới, tôi sẽ được dùng trước. Có điều tôi cũng không hứng thú với điện thoại của họ lắm, Văn Kỳ, anh tặng em cái này, sau này mỗi lần có sản phẩm mới anh đều tặng em, như thế này thì em có thể luôn luôn trước người khác một bậc, em thấy thế nào? Những cô gái khác đều mua điện thoại mới nhất, cũng không phải là do muốn trải nghiệm tính năng của điện thoại ưu việt thế nào, mà chủ yếu là để so sánh xem điện thoại của ai đẹp hơn, giá cả mắc hơn. Còn Văn Thiếu gia dùng cái điện thoại này, là cái mà có dùng tiền cũng không mua được, để đại diện cho địa vị và thân phận của anh ta, thế này thì lợi hại quá, chỉ cần cầm ra đường, cho người khác xem thì đúng là có mặt mũi. Lúc này bọn họ cực kỳ ngưỡng mộ Tô Văn Kỳ, có thể lọt vào mắt xanh của Văn Thiếu gia, sau này đi đâu cũng được dùng điện thoại xịn hơn người khác, đúng là giỏi mà. Tô Văn Kỳ nhíu mày, từ chối nói. Không cần đâu, tôi không có quá nhiều yêu cầu về phương diện này. Hơn nữa ngoại trừ đẹp hơn chút thì cũng chẳng khác gì. Điện thoại iPhone đều như vậy, tính năng mỗi đời không có nhiều tiến bộ, chỉ là giá cả ngày càng cao, dẫn đến nhiều người muốn mua. Văn Thiếu gia sững sờ, ngượng ngùng nói. Không sai, iPhone đều vậy, mỗi đời đều cải tiến thêm một chút, không khác mấy so với điện thoại sản xuất trong nước, điện thoại của Long Vân được sản xuất trong nước dùng cũng rất được. Nhắc đến điện thoại Long Vân, đột nhiên có người hỏi. Văn Thiếu gia, nhà anh có quan hệ với tập đoàn Long Vân không? Anh có lấy được bản thử nghiệm nội bộ của điện thoại Long Vân không? Sắc mặt Văn Thiếu gia có hơi ngượng ngùng, tập đoàn Long Vân là doanh nghiệp lớn, hiện nay là con rồng đi đầu ngành IT Hoa Hạ, tôi không liên hệ được với bọn họ, có điều tôi cũng nghe được mấy tin tức, tập đoàn Long Vân ra hai chiếc điện thoại thử nghiệm nội bộ, đi trước 10 năm khoa học kỹ thuật hiện nay. Chỉ có điều giá của chiếc điện thoại quá cao, chỉ giá thành không thôi đã mấy trăm nghìn. Lại thêm vô số nhà khoa học, nhân lực, vật lực, tài lực, vậy nên khó có thể đong đếm, hình như chỉ sản xuất hai chiếc. Mọi người lập tức kinh ngạc. Đi trước đến 10 năm, giá thành 100.000, chiếc điện thoại này kinh thế, hai chiếc này hiện đang trong tay ai? Văn Thiếu gia nói, ông chủ thân Long Vân của bọn họ nhất định cầm một cái này thì không cần nói rồi, một cái còn lại thì chắc nằm trong tay người có quyền nào đó, cụ thể là ai thì tôi cũng không biết. Tôi không tiếp xúc được với người của tầng lớp ấy. Mặc dù Văn Thiếu gia nói có vẻ vô cùng khiêm tốn, nhưng trên thực tế không có ai dè bỉu anh ta cả. Bởi vì doanh nhân lớn như thân Long Vân, vốn là người đứng đầu cả nước, vốn không cùng một tầng lớp với anh ta. Vậy nên nói như vậy không phải là hạ thấp bản thân, ngược lại còn là nâng anh ta lên. Có thể tiếp xúc được với một nhân vật lớn như thế này, biết được điều mà người khác không biết cũng là một biểu hiện của việc đề cao bản thân. Vậy nên, bây giờ cho dù có nói đến công ty điện thoại Long Vân cũng chẳng liên quan gì đến anh ta, nhưng Văn Thiếu gia vẫn cảm thấy mình hơn người khác, anh ta có vẻ vô cùng đắc ý. Bởi vì người ta không biết những thứ này, chỉ có mỗi anh ta biết, anh ta có thể tiếp xúc được với tầng lớp đó, còn những người khác lại không. Nghe Văn Thiếu gia nói xong, Tần Lâm sững ra một lúc. Sau đó lấy một chiếc điện thoại di động từ trong túi ra. Cái anh nói đây sao? Điện thoại trong tay Tần Lâm là kiểu di động trong suốt, siêu mỏng, tràn màn hình, kỹ thuật chụp ảnh toàn ký sao, nhận dạng chính xác và sạc bằng năng lượng mặt trời. Sao kỹ thuật chụp toàn ảnh hay ảnh toàn ký là phương pháp và kỹ thuật chụp lại và tái dựng hình ảnh ba chiều của vật thể. Nó chứa mọi chức năng của tất cả các loại di động có mặt trên thị trường, ngoài ra, còn có cả công nghệ đen sao cao cấp, ngay cả Tần Lâm cũng chưa thể nghiên cứu ra. Sao công nghệ đen, một loại công nghệ mới. Tiên tiến trong tương lai, vượt ra khỏi sức tưởng tượng hiện nay của con người. Chiếc điện thoại này được làm bằng kính cường lực, vừa cứng lại trong suốt, trông hết sức đẹp mắt. Màn hình được làm bằng kính sapphire, chất liệu của mặt gương tương tự như đồng hồ Rolex, có khả năng chịu được nhiệt độ cao và cái lạnh, cũng như chống xước, vô cùng tuyệt vời. Ngay khi anh lấy điện thoại ra, tất cả mọi người đều bất ngờ, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cái này đẹp quá đi. Đó chỉ là một chiếc điện thoại di động, không ngờ lại có thể làm được đến mức này. Thật là làm cho người khác thán phục không ngớt. Ngay cả chiếc điện thoại ý tưởng được chiếu trên phim có công nghệ cao của tương lai, cũng chưa chắc đã đẹp như vậy. Sắc mặt Văn Thiếu gia chợt thay đổi,
nhìn chiếc điện thoại này với vẻ sửng sốt. Cái này, là điện thoại của anh. Tần Lâm gật đầu, đương nhiên rồi. Không thể nào. Văn Thiếu Gia lập tức phủ quyết, vẻ mặt không tin nói. Tổng giám đốc Thân đã nói rằng thế giới chỉ có hai chiếc điện thoại này, nó không chỉ vô cùng đắt mà còn rất quan trọng, chiếc điện thoại này là đại diện cho tâm huyết của cả tập đoàn Long Vân. Tổng giám đốc Thân đã nói sẽ tặng chiếc điện thoại này cho một nhân vật cực kỳ quan trọng, anh đừng nói với tôi anh chính là nhân vật quan trọng đó đấy nhé. Tần Lâm cười nhạt, có quan trọng hay không tôi không biết, nhưng đúng là Thân Long Vân đã tặng chiếc điện thoại này cho tôi. Anh nói nhảm, Văn Thiếu Gia vô cùng tức giận, lớn tiếng nói. Nói mà không biết ngượng, chắc chắn là anh ăn trộm. Anh đã ăn trộm thứ cơ mật nhất của tập đoàn Long Vân, lại còn dám lấy ra công khai, anh nghĩ rằng hôm nay mình sẽ chạy thoát được sao? Bảo vệ đâu, mau đến đây, ở đây có người trộm đồ. Văn Thiếu Gia la lên, lập tức có 7-8 vệ sĩ chạy đến, bọn họ vừa chạy vừa rút vũ khí, chuẩn bị sẵn sàng để ra tay. Tô Văn Kỳ cau mày, đứng cạnh Tần Lâm với vẻ mặt lạnh lùng. Những người khác cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, trộm điện thoại. Hơn nữa còn trộm chiếc điện thoại quý giá như thế. Nếu thật sự trộm thì chuyện này to rồi đây, tên nhãi này đã ăn không được còn phải nhả ra. Hơn nữa, trộm chiếc điện thoại này thì có tác dụng gì chứ? Nếu không được Tổng Giám Đốc Thân Long Vân ủy quyền thì có trộm cũng chẳng sử dụng được. Điện thoại di động công nghệ cao dẫn trước 10 năm, không phải thứ mà người bình thường có thể sử dụng được. Văn Thiếu Gia hừ lạnh một tiếng, tôi đoán chừng anh cũng không biết chiếc điện thoại này lợi hại đến thế đúng không, sau khi trộm mới nhận ra không bán được chứ gì. Vậy nên mới giữ lại dùng. Thật đáng tiếc, anh lại gặp phải một người am hiểu như tôi. Tôi đã từng thấy Tổng Giám Đốc Thân lấy ra chiếc điện thoại này trước đây, chỉ là... Ngay lúc Văn Thiếu Gia đang thao thao bất tuyệt để đưa ra chứng cứ dạy dỗ Tần Lâm, từng bước vạch trần anh chính là tên trộm vặt. Đột nhiên... Ngón cái Tần Lâm ấn vào màn hình điện thoại. Sau đó, dấu vân tay đã mở được khóa, điện thoại cũng được mở ra. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều im lặng. Dấu vân tay mở được khóa, còn gì để nói nữa chứ? Đây là loại điện thoại đặc biệt do tập đoàn Long Vân phát triển, nếu không phải người trong nội bộ hoặc người được tặng riêng thì làm sao có thể mở khóa bằng vân tay được. Giống như Văn Thiếu Gia đã nói, nếu thật sự ăn trộm, đừng nói là bán đi. Cho dù có dùng cũng không được, không được ủy quyền thì căn bản sẽ không kích hoạt được. Nhưng bây giờ Tần Lâm đã mở được khóa, điều đó chứng tỏ chiếc điện thoại này thuộc về anh chính là người quan trọng mà Thân Long Vân tặng cho. Sắc mặt Văn Thiếu Gia đột nhiên trở nên khó coi, không ngờ phét lâu như vậy, hóa ra Tần Lâm lại là người có lai lịch. Ha ha, xem ra anh và Tổng Giám Đốc Thân có quan hệ cũng không tồi nhỉ, họ hàng à. Tần Lâm lắc đầu, cũng tính là bạn bè. Tần Lâm không nói quá nhiều, đối với loại người này thì không có gì để giải thích cả. Văn Thiếu Gia phải chịu thua, cảm thấy có chút mất mặt, đặc biệt là khi đang đứng trước mặt Tô Văn Kỳ, thật sự vô cùng khó chịu. Sau khi mọi người tán gẫu vài câu, Văn Thiếu Gia liền nói. Anh Tần làm kinh doanh à? Anh ta luôn muốn tìm hiểu xem Tần Lâm làm gì mà lại có thể được Thân Long Vân tặng điện thoại cho, chắc hẳn anh không phải là một nhân vật bình thường nhỉ? Tần Lâm trả lời, tôi là bác sĩ. Vừa nghe đến hai chữ bác sĩ, đột nhiên tâm trạng của Văn Thiếu Gia trở nên tốt hơn. Thì ra là bác sĩ. Ha ha, tôi còn tưởng là nhân vật lớn nào đó. Nếu là bác sĩ thì quan hệ với Thân Long Vân cũng đã được lý giải rồi. Rõ ràng anh đã chữa bệnh cho Thân Long Vân, sau đó được Tổng Giám Đốc Thân tặng cho chiếc điện thoại này coi như lời cảm ơn. Mặc dù chiếc điện thoại này hơi đắt tiền. Nhưng mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân thì lại khá bình thường. Mặc dù công việc của một bác sĩ là chữa bệnh cứu người, nhưng nhiều bệnh nhân khi được chữa trị sẽ cảm thấy biết ơn và xem Tần Lâm như ân nhân cứu mạng. Sự quan tâm này cũng không có gì đặc biệt, thậm chí còn không được gọi là tình bạn, tặng một chiếc điện thoại quý giá tức là không muốn nợ ơn huệ của người ta mà thôi. Còn tưởng rằng Tần Lâm là nhân vật lợi hại cỡ nào, hóa ra chỉ là một bác sĩ bình thường mà thôi. Nghe Văn Thiếu Gia nói như vậy, Tô Văn Kỳ bỗng có chút không vui. Văn Thiếu Gia, nếu không còn chuyện gì nữa thì anh có thể qua đó kiếm bạn rồi đấy. Tô Văn Kỳ đã ra lệnh đuổi khách, tên này không còn được chào đón ở đây nữa, sao cứ phải ở đây sân si làm gì, thật khiến người khác bực mình. Tô Văn Kỳ hận không thể nhanh chóng đuổi anh ta đi. Văn Thiếu Gia cười nhạt, Văn Kỳ, vội vàng đuổi anh đi như vậy,
có chút không tốt lắm nhỉ? Nếu bạn cặp của em đã là bác sĩ, chắc hẳn y thuật phải giỏi lắm nhỉ? Tô Văn Kỳ nhíu mày, đương nhiên rồi, anh có bệnh cần khám à? Văn Thiếu Gia mỉm cười, anh không có bệnh, nhưng nếu y thuật của anh ta giỏi như thế, vừa hay thú cưng của anh có bệnh cần được khám. Nói xong, Văn Thiếu Gia liền nháy mắt với vệ sĩ. Tên vệ sĩ lập tức hiểu ra, liền mang theo một con Rottweiler từ ngoài vào, chú chó có màu đen, cao hơn 1,5 mét, nếu đứng lên thì phải cao hơn người, thân hình vô cùng to lớn. Tên vệ sĩ dùng rất nhiều sức mới đưa được chú chó qua. Trên mặt Văn Thiếu Gia có chút giễu cợt, sau đó nói với Tần Lâm. Anh Tần, thế mạnh của anh là chữa bệnh gì, con chó này đã đến tuổi động dục, anh có thể giúp nó chữa được không? Vừa dứt lời, tất cả mọi người liền phá lên cười, tuy có nhiều người nhịn để không bật cười, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ thích thú. Yêu cầu một bác sĩ chữa bệnh cho chó, đây chẳng phải là đang sỉ nhục người làm bác sĩ sao? Bác sĩ là bác sĩ thú y là bác sĩ thú y, đây hoàn toàn là hai ngành khác nhau, làm sao Văn Thiếu Gia có thể không biết được chứ, đây là anh ta đang cố tình để làm cho Tần Lâm bẽ mặt. Sắc mặt Tô Văn Kỳ hơi thay đổi, cau mày nói. Văn Thiếu Gia, anh quá đáng rồi đó. Văn Thiếu Gia bày ra vẻ mặt vô tội, quá đáng. Tại sao anh lại quá đáng rồi? Chẳng phải là bác sĩ sao, bác sĩ khám bệnh là chuyện thường mà, sao thế, không biết chữa bệnh cho chó à? Văn Thiếu Gia thở dài, bất lực lắc đầu. Hai, vậy thì nói sớm chứ, tôi cũng không biết y thuật anh lại không giỏi đến vậy, còn tưởng rằng anh cũng có thể khám bệnh cho chó, nếu đã như vậy thì tôi sẽ tìm một bác sĩ khác. Y thuật của anh cũng không được còn gì. Văn Thiếu Gia vừa dứt lời, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ bông đùa. Đây đúng là đang cố ý gây sự, xem ra Văn Thiếu Gia không hề cam tâm chút nào. Rõ ràng anh ta vừa có tiền có quyền hơn, vậy tại sao Tô Văn Kỳ lại đi theo người khác chứ? Chỉ là một bác sĩ còn con mà thôi, cũng dám tranh giành phụ nữ loại cậu ấm này hay sao? Hơn nữa, một ngôi sao lớn như Tô Văn Kỳ không phải là kiểu ai cũng có thể chạm tay vào. Mọi người nhìn Tần Lâm với vẻ chế giễu, sau đó lại nhìn sang chú chó. Nếu Tần Lâm thật sự chữa bệnh cho chú chó này thì sẽ thành cái gì đây? Chẳng phải là bác sĩ thú y hay sao? Nếu chuyện này truyền đến tai Thân Long Vân thì sẽ càng kịch tính hơn nữa, người đã trị bệnh cho Tổng Giám Đốc Thân, hóa ra lại là một bác sĩ thú y, Thân Long Vân sẽ tức giận đến mức nào chứ? Trên mặt Văn Thiếu Gia lộ ra vẻ đắc ý, anh ta đang đợi Tần Lâm ra tay. Tô Văn Kỳ liền nhíu mày, vẻ mặt có chút lạnh lùng. Văn Thiếu Gia, anh có ý gì, bạn tôi là bác sĩ, không phải bác sĩ thú y. Tô Văn Kỳ biết Văn Thiếu Gia đang cố tình gây khó dễ, nên trong lòng có chút tức giận. Văn Thiếu Gia cười nhạt, Văn Kỳ, có chuyện này em không biết rồi, nghe nói đông y đều tinh thông mọi thứ, trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Có thể chữa bệnh cho người cũng có thể chữa bệnh cho động vật, chắc người bạn này của em không phải là lang băm chứ. Ánh mắt của mọi người đều dồn về phía Tần Lâm, muốn xem thử bộ dạng thẹn quá hóa giận của anh là như thế nào. Tần Lâm nghe xong liền cười nhạt, trên mặt không hề có vẻ tức giận, ngược lại còn vô cùng bình tĩnh. Chó của anh bị bệnh à? Văn Thiếu Gia gật đầu, đúng vậy, đến mùa động dục, ha ha ha. Nói xong, Tần Lâm liền ngồi xổm xuống. Nắm lấy một bên móng rồi đặt lên tay, sau đó bắt đầu bắt mạch. Nhìn thấy Tần Lâm thật sự bắt mạch cho chó, Văn Thiếu Gia liền bật cười. Anh Tần, anh có ý tốt quá rồi đó, ha ha ha. Anh đúng là thần y mà, nếu anh chữa khỏi bệnh cho chó của tôi, chắc chắn tôi sẽ tặng anh cờ thưởng, ha ha ha. Cách ăn nói kỳ quặc của Văn Thiếu Gia rõ ràng là đang chế nhạo Tần Lâm, nhưng anh lại không hề nhận ra. Tô Văn Kỳ nhíu mày, có hơi tức giận. Văn Thiếu Gia này thực sự ức hiếp người quá đáng. Vừa định ngăn cản Tần Lâm, đột nhiên anh ngẩng đầu lên nói. Chó của anh đi tiểu có màu vàng đúng không? Văn Thiếu Gia cười lớn, ha ha ha, hình như là vậy, tôi cũng không rõ lắm. Tần Lâm tiếp tục hỏi, nửa đêm sẽ cảm thấy bụng dưới đau. Văn Thiếu Gia cười toác cả mang tai, cũng không biết có đau hay không, nó có nói được đâu chứ. Mọi người xung quanh cũng cảm thấy buồn cười. Bác sĩ đông y này thật vui tính, chữa bệnh cho chó sao? Nó có thể nói được không, nói rõ ràng được à? Tần Lâm không hề kinh ngạc, tiếp tục hỏi. Buổi sáng thức dậy đánh răng sẽ nôn khan, hơn nữa hàm còn bị nhức phải không? Nói xong câu này,
Sắc mặt Văn Thiếu Gia đột nhiên đơ cứng lại, dần thu lại nụ cười, sau đó cau mày. Sao anh biết? Tần Lâm tiếp tục nói. Mỗi lần làm chuyện nam nữ, đều cảm thấy kiệt sức và toát mồ hôi đúng không? Sắc mặt Văn Thiếu Gia bỗng trở nên nghiêm trọng, sau đó nhìn chằm chằm vào Tần Lâm. Rốt cuộc anh đang nói gì? Tần Lâm có vẻ như xem mạch của chú chó, nhưng lại nói ra các triệu chứng của Văn Thiếu Gia. Nước tiểu vàng, đau bụng dưới sau nửa đêm, nôn khan khi đánh răng vào buổi sáng, răng hàm đau nhức không chịu được, kiệt sức sau khi quan hệ nam nữ và ra mồ hôi nhiều. Ban đầu Văn Thiếu Gia còn chưa có phản ứng, nhưng khi Tần Lâm nói đến răng hàm bị đau, anh ta liền nhận ra có điều gì đó. Tại sao tên này lại có thể nói chuẩn như vậy được? Rõ ràng Tần Lâm không hề bắt mạch, cũng chẳng đụng vào anh ta, nhưng lại có thể nói bệnh tình của anh ta một cách chính xác như vậy. Tần Lâm mỉm cười, tôi đang nói về bệnh của chú chó. Lời của Tần Lâm nghe như đang chửi rủa, nhưng hiện tại anh đang khám bệnh cho chó, cho nên chẳng có gì sai cả. Sắc mặt Văn Thiếu Gia bỗng xa sầm xuống, ý anh là, mấy triệu chứng anh nói vừa rồi là của nó sao? Tần Lâm mỉm cười, đương nhiên rồi, sao thế, anh cũng có bệnh à? Sắc mặt Văn Thiếu Gia tối sầm xuống, tuy không thừa nhận, nhưng từ biểu hiện vừa rồi, cộng thêm việc hỏi đáp cùng Tần Lâm, ai cũng có thể nhìn ra Văn Thiếu Gia cũng có những triệu chứng này. Tất cả những triệu chứng mà Tần Lâm nói đều phù hợp với anh ta. Lúc này Văn Thiếu Gia rất muốn nổi giận, nhưng cách Tần Lâm nói lại không hề có ý gì, nên anh ta chỉ có thể cắn răng nói. Họ Tần kia, bệnh của chó nhà tôi, anh nói xem phải chữa như thế nào. Tần Lâm điềm đạm nói. Cũng không phải vấn đề lớn, sống buông thả quá mức mà thôi, cần phải điều trị bằng thuốc bắc, nếu không, nhẹ thì sẽ dẫn đến suy thận, còn nặng thì mất đi khả năng sinh sản. Sắc mặt Văn Thiếu Gia bỗng thay đổi rõ rệt. Anh ta thật sự có hơi sống buông thả quá mức, không ngờ lại có ảnh hưởng lớn đến vậy, lúc này anh ta mới bắt đầu hoảng sợ, vội vàng hỏi. Vậy tôi nên dùng thuốc gì đây? Ngay khi thốt ra câu này, chính Văn Thiếu Gia cũng cảm thấy có gì đó không ổn, rõ ràng là đang chữa bệnh cho chó, nhưng lại tự hỏi bản thân mình nên dùng gì. Văn Thiếu Gia vội vàng đổi lời, ý của tôi là, chó nhà tôi nên dùng thuốc gì? Tần Lâm liền cười nhạt, cũng dễ thôi, để tôi nói ra phương thuốc, sau đó anh kêu người đi mua. Nói xong, Tần Lâm cũng tùy tiện liệt kể ra một ít nguyên liệu, sau đó Văn Thiếu Gia vội vàng nói với trợ lý bên cạnh. Còn không mau đi mua. Bên cạnh có một tiệm thuốc bắc, vài phút sau trợ lý quay lại với một đống bột thuốc bắc. Tần Lâm liền nói, đem một cái bát cơm thừa đến đây. Nhân viên phục vụ đem bát cơm thừa đến rồi đưa cho anh. Tần Lâm pha bột thuốc với nước theo tỷ lệ nhất định, trộn vào cơm thừa, sau đó đặt xuống trước mặt con chó. Ăn đi. Con chó bắt đầu ăn, cảm giác khẩu vị rất ngon. Tần Lâm liền cười nhạt, ăn xong bát cơm này, nó sẽ khỏe hơn thôi. Anh, sắc mặt Văn Thiếu Gia thay đổi rõ rệt. Anh ta căn bản không hề quan tâm đến bệnh tình của con chó, bây giờ anh ta càng lo lắng về sức khỏe của mình hơn. Mặc dù cho trợ lý đi mua nhưng anh ta lại không hề biết được tỷ lệ bột, đương nhiên liều lượng sẽ không giống với phương thuốc. Rõ ràng là Tần Lâm cố ý, muốn làm cho Văn Thiếu Gia phải xấu hổ. Được rồi, dắt con chó này vào hậu trường để nó ăn đi. Văn Thiếu Gia nghiến răng nghiến lợi, nháy mắt với vệ sĩ, ý bảo bọn họ đem con chó vào trong. Họ Tần kia, tôi nhớ kỹ anh rồi đấy. Nói xong, Văn Thiếu Gia quay lưng đi vào nhà vệ sinh. Tô Văn Kỳ che miệng cười, nói nhỏ với Tần Lâm. Anh cũng xấu xa thật đấy, lại có thể làm cho Văn Thiếu Gia tức đến vậy, thật không dễ dàng chút nào. Tần Lâm mỉm cười, còn chưa xong đâu. Tô Văn Kỳ chau mày, sao cơ? Tần Lâm liền nói, bệnh của anh ta vẫn chưa khỏi, cô đoán xem, anh ta có dành thức ăn với chó không? Tô Văn Kỳ sững ra một lúc, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không phải đấy chứ. Sau khi Văn Thiếu Gia vào nhà vệ sinh, anh ta vẫn luôn cảm thấy không cam tâm, bèn gọi điện thoại cho trợ lý. Dắt chó qua đây. Trợ lý lặng lẽ dắt chó vào nhà vệ sinh. Nhìn thấy nửa bát cơm thừa trong tay trợ lý, Văn Thiếu Gia chợt cau mày. Đưa đây. Sắc mặt trợ lý chợt thay đổi, Văn Thiếu Gia. Không lẽ anh muốn? Văn Thiếu Gia nhìn nửa bát thức ăn thừa của chó, cũng có chút do dự, anh ta đã đi khám rất nhiều nhưng vẫn không có cách nào chữa khỏi. Cho dù có người kê thuốc cho anh ta,
nhưng anh ta vẫn vừa dùng thuốc vừa sống buông thả, đương nhiên bệnh tình sẽ không hề thuyên giảm. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cơn đau quặn thắt ở dưới bụng, khiến Văn Thiếu Gia rất khó chịu, tần suất của cơn co giật càng lúc càng mạnh, thậm chí còn có cảm giác giống như sắp chết vậy. Trước đây con chó này cũng gặp phải tình trạng này, nhưng sau khi nhìn thấy nó ăn hết nửa bát cơm thừa trộn với bột thuốc thì đã bắt đầu bay nhảy tung tăng, cho nên Văn Thiếu Gia đã có chút lung lay. Cầm bát cơm trên tay, đang chần chừ thì lại có thêm một cơn đau nhói ở bụng dưới. Văn Thiếu Gia ngay lập tức quỳ xuống sàn, đầu đau đến mức toát cả mồ hôi lạnh. Văn Thiếu Gia không sao chứ? Văn Thiếu Gia nghiến răng nghiến lợi nói với trợ lý. Đi canh cửa, đừng để người khác vào đây. Trợ lý nghe vậy vội vàng gật đầu. Văn Thiếu Gia, bây giờ tôi sẽ ra ngoài. Nói xong, trợ lý ngay lập tức đứng canh ở cửa. Văn Thiếu Gia nghiến răng nghiến lợi nhìn nửa bát cơm thừa, nhịn không được buồn nôn, dùng một tay nắm lấy nhét vào miệng. Nó hơi thối và có mùi, nhưng khi chợt nhớ ra đây là thứ mà con chó đã ăn vừa rồi, anh ta lại cảm thấy buồn nôn. Nhưng cơn đau ở bụng dưới khiến anh ta thực sự không chịu nổi, chỉ có thể tự an ủi mình thuốc đắng dã tật mà thôi. Thà ăn hết bát cơm thừa này còn hơn đi cầu xin Tần Lâm. Lúc trước anh ta châm biếm Tần Lâm nhiều như vậy, bây giờ đi cầu xin anh thì thật xấu hổ, cho dù anh ta có cúi đầu cầu xin thì có khi Tần Lâm cũng không giúp anh ta. Vậy nên đành phải ăn nửa bát thức ăn thừa của chó này. Văn Thiếu Gia nuốt từng miếng xuống, tuy rằng có chút buồn nôn, nhưng anh ta thật sự đau bụng không chịu nổi. Khi ăn miếng đầu tiên, anh ta không biết là do tâm lý tác động hay là tác dụng của thuốc, liền cảm thấy cơn đau ở bụng dưới cũng có chút thuyên giảm. Sắc mặt Văn Thiếu Gia vui mừng khôn xiết, xem ra loại thuốc này thực sự có hiệu quả, anh ta liền nhanh chóng tiếp tục ăn từng miếng một. Lúc nãy khi trợ lý đi ra ngoài, nhưng không hề dẫn chó theo. Như mọi người đã biết, chó sẽ bảo vệ thức ăn của mình, đương nhiên ngay cả chủ nhân của nó cũng khó có thể giành đồ ăn của nó. Nhìn thấy Văn Thiếu Gia đang ăn cơm, mắt con chó bắt đầu đỏ lên, cắn răng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Sắc mặt Văn Thiếu Gia hơi thay đổi, Đại Hắc, mày làm sao vậy, tao là chủ nhân của mày mà. Đại Hắc lúc này không có thời gian để ý đến những chuyện đó, từng bước tiến lại gần Văn Thiếu Gia. Vẻ mặt gớm ghiếc, giống như một con sói đói vậy. Văn Thiếu Gia ôm chặt bát cơm, từng bước lùi về sau. Đại Hắc, nếu mày dám xông tới, tao sẽ giết mày. Gâu, Đại Hắc giống lên, sau đó trực tiếp lao đến, sắc mặt Văn Thiếu Gia bỗng trở nên nghiêm trọng, vừa quay người lại, bát cơm trực tiếp bị ụp xuống sàn, toàn bộ cơm cặn thuốc thừa đều rơi vãi trên mặt đất. Đại Hắc không quan tâm đến những điều đó, liền bắt đầu ăn thức ăn trên mặt đất. Văn Thiếu Gia nghiến răng nghiến lợi. Đồ chó, con mẹ mày chừa cho tao một chút. Văn Thiếu Gia cũng vội vàng quỳ trên mặt đất, bắt đầu dùng tay đưa thức ăn thừa lên miệng. Trợ lý ở bên ngoài đang đứng canh nhà vệ sinh, khi Tần Lâm và những người khác đi đến, sắc mặt của trợ lý đột nhiên có chút thay đổi. Này, các người không được phép. Ngay khi trợ lý định nói, Tần Lâm đột nhiên vỗ nhẹ lên vai anh ta, một cây kim bạc bỗng đâm vào gáy anh ta, trợ lý cứng họng. Không còn cử động được nữa. Anh ta cảm thấy toàn thân căng cứng, cơ thể không nghe theo lời mình, như thể nó đang chứa đầy chì. Tần Lâm mỉm cười, anh nói cái gì? Văn Thiếu Gia xảy ra chuyện, vậy chúng ta mau vào giúp đi. Nói xong, dưới ánh mắt kinh hãi của trợ lý, Tần Lâm, Tô Văn Kỳ cùng một đám nam nữ đồng loạt xông vào nhà vệ sinh. Bọn họ không hề biết chuyện gì đang xảy ra bên trong. Chỉ nghĩ rằng có điều gì đó thực sự không ổn xảy ra với Văn Thiếu Gia. Kết quả là ngay khi bước vào, liền nhìn thấy một cảnh tượng sốc đến như vậy. Văn Thiếu Gia đang quỳ trên mặt đất, giành thức ăn của chó. Nhiều cô gái che miệng, chết lặng vì sốc. Nhiều người đã lấy điện thoại di động ra, bắt đầu quay và chụp. Cảnh tượng này thực sự quá sốc, Văn Thiếu Gia này bị làm sao vậy? Văn Thiếu Gia chỉ ăn được mấy miếng. Làm sao có thể tranh giành thức ăn với Đại Hắc được chứ? Văn Thiếu Gia một cước đá văng Đại Hắc. Tao bảo mày chừa một ít cho, con mẹ mày lại ăn hết sạch sẽ. Ăn một cú đá, Đại Hắc giống lên mấy tiếng rồi trốn sang một bên. Cho đến lúc này, Văn Thiếu Gia mới quay đầu lại, liền nhìn thấy những người phía sau. Có những người nổi tiếng và mấy ông chủ lớn, một nhóm người vây quanh anh ta, tất cả đều đang cầm điện thoại và quay video. Vẻ mặt của Văn Thiếu Gia đột nhiên đanh lại, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Các người làm gì thế?
trợ lý đâu? Nhìn thấy bộ dạng của Văn thiếu gia, Tần Lâm liền mỉm cười. Sao vậy Văn thiếu gia, bên ngoài không có gì ăn sao? Sao lại dành đồ ăn với chó? Đồ nhảm nhí chết tiệt. Văn thiếu gia giận đến mức đứng lên chỉ vào Tần Lâm, suýt chút nữa nghiến gãy răng. Họ Tần kia, mẹ kiếp, đợi đấy. Văn thiếu gia lau miệng, tức giận lao ra khỏi nhà vệ sinh, lấy điện thoại di động ra, ngay lập tức gọi người đến. Tô Văn Kỳ cau mày khi nhìn thấy cảnh này, bèn nói với Tần Lâm. Chúng ta đi thôi. Tần Lâm cười nhạt, gấp gì chứ, chẳng phải anh ta muốn gọi người sao, cứ để anh ta gọi. Phong cách trước giờ của Tần Lâm luôn là diệt cỏ tận gốc, nhất định phải đánh đến phục để tránh phiền phức về sau. Còn gọi người sao, vậy thì trực tiếp đánh đến khi phục thì thôi. Tô Văn Kỳ cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Lão Tần, Văn thiếu gia này không đơn giản chút nào, cậu của anh ta là ông chủ của tập đoàn Giang Hà, nếu thật sự kêu người tới, e rằng anh ta cũng sẽ không nể mặt tôi đâu. Tần Lâm sững người một lúc, tập đoàn Giang Hà. Ha ha, thật là trùng hợp, nếu đã như vậy thì tôi cũng gọi người đây. Tô Văn Kỳ lắc đầu bất lực, tập đoàn Giang Hà là một doanh nghiệp toàn diện, tồn tại song hành cùng với tập đoàn Mạnh Thị. Tổng giám đốc Mã Giang Hà là người rất có quyền lực, anh chỉ quen biết những tên côn đồ kia thì chưa chắc bọn họ sẽ cho anh mặt mũi đâu. Mã Giang Hà cũng là một người có quyền lực, Tô Văn Kỳ biết rằng Tần Lâm có mối quan hệ, nhưng cho dù Đoàn Bảo Đông có thực sự đến thì người của tập đoàn Giang Hà cũng chưa chắc sẽ nể mặt. Vì vậy tốt hơn hết vẫn cứ nên tránh xa một chút, để tránh xảy ra xung đột với những người xa lạ này. Tần Lâm mỉm cười, không cần, cô cứ đợi để xem kịch đi. Nói xong, Tần Lâm lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số, nói vài câu đơn giản rồi cúp máy. Mọi người cũng ra ngoài và tiếp tục uống rượu. Lúc này Văn thiếu gia đã từ bên ngoài trở về, nghiến răng nghiến lợi nhìn Tần Lâm vẻ mặt u ám. Họ Tần kia, mày ngon thật đấy, còn không chạy, bây giờ có muốn cũng chạy không được nữa rồi, mày có biết cậu của tao làm gì không? Mẹ kiếp, dám giở trò với tao, có tin tao sẽ giết mày không? Dù sao anh ta cũng đã lật mặt rồi, dường như hôm nay Văn thiếu gia đã mất hết mặt mũi, không còn lại gì cả. Nếu đã như vậy thì đừng mong anh ta sẽ bỏ qua dễ dàng. Lúc này, Văn thiếu gia đang đứng ở cửa với vẻ mặt giễu cợt, phía sau có hai vệ sĩ, xem ra hôm nay Tần Lâm khó mà thoát được. Những người khác đều im lặng giải tán, lúc này cũng không dám tới xem, vừa rồi bọn họ đều nhìn thấy bộ dạng xấu xí của Văn thiếu gia. Còn có rất nhiều người đã chụp ảnh quay phim lại, nếu như bị chuyện này liên lụy đến, e rằng cũng sẽ bị xử lý chung với Tần Lâm. Cậu của Văn thiếu gia là ông chủ của tập đoàn Giang Hà, tùy tiện gọi đến vài người cũng không phải là kiểu nhân vật bọn họ có thể dây vào được. Chẳng mấy chốc, bên ngoài đã có hai chiếc xe đậu ở đó, 10 người đàn ông cường tráng bước xuống, tất cả đều mặc vest, trông vô cùng vạm vỡ. Văn thiếu gia, ai đã đắc tội với cậu? Văn thiếu gia vui mừng chỉ vào Tần Lâm rồi nói. Là anh ta, để anh ta quỳ trước mặt tôi sẽ tát anh ta vài cái. Hôm nay Văn thiếu gia đã mất sạch thể diện trước mặt mọi người, nên anh ta nhất định phải đòi Tần Lâm trả lại. Mấy người đàn ông cường tráng gật đầu, trực tiếp đi tới vây quanh Tần Lâm. Tô Văn Kỳ chợt nhíu mày, đứng cạnh Tần Lâm, nói. Các người là người của tập đoàn Giang Hà đúng không? Tôi đã từng hợp tác với ông chủ Mã Giang Hà của mấy người. Không biết có thể cho tôi chút mặt mũi hay không? Mấy người đàn ông cường tráng sửng sốt trong giây lát, sau đó nói. Nếu cô biết ông chủ của chúng tôi, vậy thì cô có thể gọi điện cho ông ấy. Tô Văn Kỳ cau mày, tôi không có số điện thoại của Tổng Giám Đốc Mã. Mấy người đàn ông liền cười chế nhạo, vậy thì không có cách nào nữa rồi, chúng tôi chỉ có thể đắc tội mà thôi. Ngay cả số điện thoại cũng không có, chứng tỏ quan hệ không thân thiết. Trong trường hợp này không cần phải giữ mặt mũi. Vài người vây quanh Tần Lâm, đang định làm gì đó thì đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một giọng nói của một người phụ nữ. Tất cả dừng lại. Khi mấy người đàn ông cường tráng nghe thấy giọng nói này, sắc mặt của bọn họ đột nhiên thay đổi. Đây là, bà Mã. Một giọng nói đầy sự tức giận truyền đến, sau đó một người phụ nữ duyên dáng và sang trọng bước vào, trên người là bộ đồ hàng hiệu. Trang sức lấp lánh, trông có vẻ rất giàu có. Dù sức quyến rũ của người phụ nữ vẫn còn đó, nhưng khuôn mặt đang tức giận của bà ấy, như một đám mây đen trước cơn bão vậy. Nhìn thấy người phụ nữ này bước vào, mấy người đàn ông cường tráng đều sững sờ.
Bà Mã, tại sao bà lại ở đây? Đây là vợ của Mã Giang Hà, bà Mã. Ở công ty, bà Mã có uy quyền hơn Mã Giang Hà nhiều, vốn dĩ bà Mã rất nóng tính và là một người phụ nữ có tính cách mạnh, vậy nên tất cả những ai biết bà thì đều vô cùng sợ hãi. Bà Mã tức giận bước vào, khi nhìn thấy nhóm người trong công ty đang vây quanh Tần Lâm, bà đột nhiên nổi trận lôi đình. Các người làm sao vậy? Tôi nuôi các người để đi đánh nhau à? Cút đi cho tôi, mỗi người bị trừ một tháng tiền lương. Đám đàn ông này đột nhiên phải chịu thiệt, vội vàng cúi đầu chạy ra ngoài, không dám phản kháng lại quyết định của bà Mã. Sắc mặt Văn Thiếu Gia đột nhiên thay đổi, bộ dạng cứng đờ khi nhìn thấy bà Mã. Mợ, sao mợ lại ở đây? Thật ra Văn Thiếu Gia khá sợ bà Mã, nhưng hôm nay tức giận đến mức không chịu nổi. Mợ, vừa hay mợ ở đây, thằng chó chết này vừa mới làm nhục cháu. Bốp! Văn Thiếu Gia vừa dứt lời, bà Mã liền giơ tay, hung hăng tát vào mặt Văn Thiếu Gia. Cái tát này lập tức khiến trên mặt anh ta hiện rõ năm dấu tay. Văn Thiếu Gia sững sờ, mợ, sao mợ đánh cháu? Bà Mã nhìn chằm chằm với vẻ mặt giận dữ. Cháu dám xúc phạm cậu Tần, mợ đánh cháu là còn nhẹ đấy. Xin lỗi cậu Tần ngay đi. Văn Thiếu Gia sững sờ, cậu Tần, mợ, mợ đang nói cái gì vậy? Anh ta chỉ là một tên bác sĩ hôi hám, sao lại? Bốp! Một cái bạt tai khác tát vào mặt Văn Thiếu Gia, một trái một phải, cú tát này mạnh hơn lần trước, khiến khóe miệng Văn Thiếu Gia chảy ra một vệt máu. Văn Thiếu Gia ngẩn người, anh ta thật sự không hiểu sao mợ của mình lại coi trọng tên bác sĩ hôi hám này như vậy. Bà Mã trừng mắt, sau đó gầm lên. Xin lỗi cậu Tần mau. Văn Thiếu Gia nghiến răng nghiến lợi, không dám nói gì. Bốp! Xin lỗi! Bốp! Xin lỗi! Sau vài cú tát, mặt Văn Thiếu Gia sưng lên như cái đầu heo, sau đó nôn ra mấy ngụm máu. Cuộc sống của Văn Thiếu Gia, cộng thêm việc tiêu xài hàng ngày căn bản đều dựa vào cậu và mợ, cho nên anh ta không dám phản kháng khi bị mợ dạy dỗ. Trước mặt nhiều người như vậy mà bị tát mấy chục cái, Văn Thiếu Gia thật sự rất mất mặt. Nhưng lúc này, trước sự chuyên quyền của mợ mình, Văn Thiếu Gia đành phải cúi đầu. Văn Thiếu Gia miệng đầy máu tươi, choáng váng nói. Anh Tần, tôi xin lỗi anh. Quỳ xuống, bà Mã nổi điên. Văn Thiếu Gia khom lưng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, tiếp tục nói. Anh Tần, tôi xin lỗi anh. Bà Mã cũng nhanh chóng xin lỗi. Cậu Tần, do tôi không biết dạy dỗ con cháu nên nó mới đắc tội đến cậu. Xin thứ lỗi cho. Tần Lâm gật đầu, bà Mã không cần khách sáo, tình trạng của ông Mã thế nào rồi? Chồng tôi đã tỉnh, nhưng ông ấy vẫn đang ở trong bệnh viện, ông ấy không ngừng nhắc đến cậu. Khi nào xuất viện, ông ấy nhất định sẽ tìm cơ hội tiếp đãi cậu. Tần Lâm gật đầu, cũng không để tâm lắm. Bà Mã liếc sang Văn Thiếu Gia đang quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói, còn không mau cút đi. Ở đây chưa đủ mất mặt hả? Văn Thiếu Gia che mặt chạy nhanh ra ngoài. Sau khi bà Mã dẫn người rời đi, mọi người đều thay đổi cách nhìn về Tần Lâm. Đúng là ngọa hổ tàng long mà. Mặc dù Tần Lâm này tự xưng là bác sĩ, nhưng nhìn anh lại hoàn toàn khác, ít nhất thân phận của anh chắc chắn không chỉ là một bác sĩ. Nếu chỉ là một bác sĩ thì có thể đủ tư cách để trở thành bạn cặp của Tô Văn Kỳ không? Có thể để bà Mã đích thân dạy dỗ cháu trai của mình không? Tất cả mọi người đều muốn bắt chuyện với Tần Lâm, nhưng bởi vì Tô Văn Kỳ ở gần đó, nên các ngôi sao nhỏ sợ hãi mà không dám tiến đến. Tô Văn Kỳ và Tần Lâm cuối cùng cũng có thể trò chuyện yên tĩnh, hơn một tiếng sau, Tô Văn Kỳ hứa sẽ gửi album mới của cô cho Tần Lâm sớm nhất có thể, sau đó hai người liền tách ra. Tần Lâm về nhà, đang định nghỉ ngơi thì đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến. Nhìn thấy số hiển thị, Tần Lâm đột nhiên có chút kinh ngạc. Là Trần Diên à? Tần Lâm và Trần Diên đã lâu không liên lạc. Lúc đến tỉnh lỵ thì gặp nhau trên tàu, sau đó trong cuộc thi y khoa, Tần Lâm và Trần Diên đều đã giành chiến thắng chung cuộc. Sau khi giả làm bạn trai của Trần Diên, anh đã giúp đỡ gia đình bọn họ một chút, nhưng sau đó cũng không liên lạc nhiều nữa. Nhưng em gái Trần Khả Nhi của cô ấy đã liên lạc với anh vài lần. Mà hôm nay cô ấy lại gọi đến, điều này khiến anh khá ngạc nhiên. Tần Lâm bấm nghe. Alo, Trần Diên à? Alo, là tôi đây. Cậu có rảnh không? Có lẽ tôi lại phải làm phiền cậu rồi. Tần Lâm mỉm cười, sao nào, lại cần tôi giả làm bạn trai của cô nữa à?
Trần Diên thở dài, đúng vậy, thật ngại khi làm phiền cậu nhiều như vậy. Lúc này Trần Diên đã rất hối hận về quyết định ban đầu của mình, sau khi gia đình biết được Tần Lâm, mọi người đều nghĩ rằng hai người có quan hệ tốt, vậy nên mỗi khi nhà có việc, bọn họ đều muốn gọi Tần Lâm qua. Theo lý mà nói, nhà bố mẹ vợ muốn gọi Tần Lâm có việc là chuyện bình thường, nhưng Trần Diên và những người khác đều biết đó là giả mạo, vậy nên cô mới không muốn phiền đến Tần Lâm, nhưng lần này thật sự là không thể trốn tránh được, nên đành phải gọi cho anh mà thôi. Không thành vấn đề, sáng mai tôi sẽ đến. Được, phiền cậu quá. Hẹn xong thời gian, sáng sớm hôm sau Tần Lâm liền lái xe đến tỉnh lỵ. Khi đến nhà họ Trần, bọn họ đối với Tần Lâm khá nhiệt tình, đó là thái độ bình thường của họ đối với con rể tương lai. Trần Diên có phần ngượng ngùng khi nhìn thấy Tần Lâm, nhưng cô vẫn phải giả vờ tự nhiên trước mặt gia đình mình, bước tới nắm lấy cánh tay của Tần Tuấn rồi nói. Anh yêu, anh đến rồi à? Hai người tay trong tay bước vào phòng khách của nhà họ Trần. Sau khi vào phòng khách, liền phát hiện hôm nay nhà họ Trần đều có mặt đông đủ, tất cả đều đang ngồi trong phòng khách. Những người này Tần Lâm đều đã từng gặp trước đây, duy chỉ có một người mà anh chỉ mới nhìn thấy lần đầu tiên. Lão Tần, đây là chú ba của em, Trần Bước Sinh, trước đây làm ăn ở nước ngoài, cuối cùng lần này cũng trở về rồi. Tần Lâm chào hỏi một lượt, dù sao cũng là người lớn trong nhà của Trần Diên, đương nhiên Tần Lâm vẫn phải lễ phép. Trần Bước Sinh rất phong độ, khẽ gật đầu rồi nói. Tiểu Diên, chuyện của gia tộc bây giờ rất quan trọng. Cháu có thể gác lại chuyện ở bệnh viện đã. Hôm nay bác gọi cháu đến bàn chuyện công việc, chắc không có vấn đề gì chứ. Trần Diên hơi do dự rồi gật đầu. Không vấn đề gì ạ. Nhà họ Trần bây giờ đang kinh doanh thuốc, đã đầu tư rất nhiều tiền để Trần Diên đi bàn chuyện làm ăn, chủ yếu cũng vì Trần Diên là phó viện trưởng, quen thuộc với ngành này nên càng thuận tiện để bàn bạc về kinh doanh hơn. Hơn nữa, điều quan trọng nhất, đối thủ lần này của nhà họ Trần chính là Sở Dương Cương, người nhỏ tuổi nhất của nhà họ Sở. Sở Dương Cương luôn rất quan tâm đến Trần Diên, hơn nữa, Sở Dương Cương cũng có ảnh hưởng rất lớn, nhà họ Sở là một gia tộc nổi tiếng, thực lực lại hơn bọn họ rất nhiều, đương nhiên nhà họ Trần cũng không dám đắc tội. Đừng nói đến uy hiếp, ngay cả cạnh tranh công bằng cũng không dám. Vì vậy, mục đích chính của việc cho Trần Diên đi lần này là để Sở Dương Cương có thể thương hoa tiếc ngọc, rồi cho gia đình bọn họ một ít tài nguyên. Đương nhiên, điều này không thể nói thẳng ra được, bọn họ sợ Trần Diên sẽ không chịu, nhưng cả nhà họ Trần đều biết rất rõ. Trần Bước Thắng khuyên nhủ, Tiểu Diên à, lần này chúng ta nhất định phải bàn chuyện kinh doanh với Sở Dương Cương, cậu ấy sẽ cho doanh nghiệp nhà chúng ta mối làm ăn, nếu cậu ấy không muốn thì thôi, coi như bỏ qua, cháu nhớ chưa hả? Trần Diên nhíu mày, mặc dù không tình nguyện lắm, nhưng vẫn gật đầu. Đây là lần đầu tiên Trần Diên đi bàn chuyện kinh doanh cho gia đình, lại còn là cuộc làm ăn vô cùng quan trọng nữa, cô thấy hơi lo lắng. Cháu đi với lão Tần. Trần Bộ Sinh nhíu mày, cậu ta đi có tác dụng gì? Thôi, con đã muốn vậy thì cứ đưa theo đi. Dù gì thì cũng là một gia tộc lớn, việc mang theo vệ sĩ hoặc tài xế là chuyện bình thường. Trần Bộ Sinh liếc nhìn Tần Lâm, nghiêm nghị nói. Cậu đến đó đừng có ăn nói linh tinh. Đừng gây thêm phiền phức cho Trần Diên, biết chưa? Tần Lâm cười ha ha không đáp lại, mặc dù Trần Bộ Sinh là bậc cha chú, nhưng cũng có chút tự cao. Thấy Tần Lâm không đáp lại, Trần Bộ Sinh nhíu mày, vẻ mặt có chút không vui. Ông ta dạy dỗ Tần Lâm, ngoài nguyên nhân là bề trên của Tần Lâm ra, còn là vì thân phận của ông ta cao hơn Tần Lâm mấy bậc. Tần Lâm còn trẻ như thế, hẳn là chưa có thành tựu gì lớn. Thân phận hiện tại của ông ta không tầm thường. Cảm thấy bản thân biết nhiều hiểu rộng hơn Tần Lâm rất nhiều, cho nên ông ta luôn muốn dạy dỗ người khác. Nhưng đáng tiếc, ông ta đã quá khinh thường Tần Lâm, cũng đã đề cao bản thân quá mức. Tần Lâm và Trần Diên đến trước cổng công ty, đang định bước vào thì Tần Lâm sững sờ giây lát, rồi hỏi. Đây là công ty gì? Trần Diên nói, đây là công ty y dược mới thành lập, tên là Tập đoàn Hiên Viên, chắc cậu từng nghe đến rồi nhỉ? Ở Đông Hải chỗ cậu. Tập đoàn Hiên Viên là doanh nghiệp khá lớn, chắc là doanh nghiệp hàng đầu ở Đông Hải. Bây giờ vừa mới thành lập công ty chi nhánh ở tỉnh lỵ, vừa mới thành lập đã đầu tư 10 tỷ, một miếng bánh to như vậy, nếu nhà họ Trần chúng tôi được một chút thôi đã đủ để nuôi cả nhà chúng tôi mấy năm. Tần Lâm bất lực mỉm cười, còn tưởng là công ty thần bí nào,
loay hoay cả buổi hóa ra lại là công ty của anh. Lúc trước, khi Mạnh Văn Cương vừa giao công ty này cho anh đã từng nói, giao cho anh quyền quản lý tuyệt đối 51% cổ phần công ty, nhưng không cần anh đích thân quản lý, vì thế, Tần Lâm không hề biết đến chuyện mở chi nhánh này. Tần Lâm cười nói, cô muốn dự án nào của công ty này, tôi nói giúp cô. Trần Diên bất lực lắc đầu, được rồi, cậu đừng đùa nữa, đây là việc quan trọng của gia tộc chúng tôi. Đây là lần đầu tiên tôi làm việc cho gia tộc, mong rằng không để tuột mất. Trần Diên coi những gì Tần Lâm vừa nói chỉ là lời nói đùa, dù sao thì tập đoàn Hiên Viên này cũng là một công ty lớn, có giá trị thị trường lên đến hàng chục tỷ, sao có thể chỉ bằng một câu nói của Tần Lâm liền giao hạng mục cho người khác chứ? Thấy Trần Diên không tin, Tần Lâm cũng rất bất lực, chỉ có thể đợi chút nữa tìm một giám đốc cấp cao nói một tiếng. Trần Diên đợi ở dưới lầu một lúc, một chiếc xe Audi đột nhiên lái tới, dừng trước cổng. Từ trên xe, một chàng trai mặc bộ đồ hiệu Balenciaga có giá 20-30 nghìn tệ bước xuống, vừa nhìn đã biết là thiếu gia con nhà giàu. Thấy Trần Diên, chàng trai kia nở nụ cười, ánh mắt phát sáng. Trần Diên, em cũng đến đây à? Sắc mặt Trần Diên tối sầm lại, miễn cưỡng gật đầu với anh ta, thay cho lời chào. Trần Diên hạ giọng giới thiệu với Tần Lâm, đây chính là cậu chủ Sở, người luôn theo đuổi Trần Diên nhưng không thành mà bọn họ vừa nói lúc nãy, Sở Dương Cương. Sở Dương Cương rất nhiệt tình nói với Trần Diên, em xem, một cô gái như em cần gì phải cố gắng như vậy chứ? Chỉ vì muốn lấy dự án tập đoàn Hiên Viên thôi đúng không, chỉ cần em gật đầu, đồng ý lấy tôi, thì em muốn bao nhiêu dự án, tôi sẽ cho em bấy nhiêu. Thế nào, có muốn cân nhắc không? Trần Diên nhíu mày, trực tiếp khoác cánh tay Tần Lâm, đứng bên cạnh anh nói. Đây là bạn trai của tôi, cậu chủ Sở, sau này mong anh đừng nói những lời như vậy với tôi nữa. Sở Dương Cương đã sớm để ý đến Tần Lâm, nhưng giờ nghe thấy Trần Diên giới thiệu như vậy, mới biết anh hóa ra là bạn trai của Trần Diên. Sở Dương Cương cười khinh bỉ, còn tưởng là nhân vật tai to mặt lớn nào, ra cũng chỉ có thế. Ăn mặc không hề có vẻ của một người giàu sang. Lại chỉ lái chiếc xe mấy trăm nghìn tệ, chắc chỉ là người dân bình thường thôi. Sở Dương Cương cười khinh bỉ, Tiểu Diên, em tìm bạn trai tùy tiện quá vậy, một người bạn trai chất lượng như tôi đây mà em không chọn, lại kiếm một người tầm thường thế. Anh ta có thể cho em những gì? Anh ta có thể giúp em lấy được dự án của tập đoàn Hiên Viên không? Trần Diên nhíu mày, vẻ mặt hơi lạnh lùng. Tôi kiếm bạn trai chứ không phải dự án, hai chuyện này không hề liên quan đến nhau. Sở Dương Cương cười mỉa, nếu đã vậy thì nhà em đừng mơ tưởng đến dự án của tập đoàn Hiên Viên nữa. Chút nữa tôi chào hỏi xong, thì em cuốn gói về nhà luôn đi. Anh, Trần Diên nghiến răng nghiến lợi, biết chắc Sở Dương Cương sẽ dùng điều này để uy hiếp cô, nhưng không ngờ anh ta lại không nể mặt như vậy, không giúp thì thôi, lại còn định dậu đổ bìm leo. Tần Lâm nghe vậy thì cười nhạt. Anh có quyền quyết định ở tập đoàn Hiên Viên sao? Sở Dương Cương lạnh lùng hừ một tiếng, tổng giám đốc Khâu của chi nhánh là cậu của tôi, anh nói xem tôi có quyền quyết định không? Sắc mặt Trần Diên hơi khó coi, chẳng trách Sở Dương Cương kiêu ngạo như vậy, thì ra tổng giám đốc chi nhánh là họ hàng nhà anh ta. Xem ra ước nguyện lần này của nhà họ Trần sắp tan thành mây khói rồi. Tần Lâm nghe vậy thì cười nhếch miệng, nhà họ Sở đúng không? Rất tốt, giờ tôi nói cho anh biết, nhà họ Sở các anh sẽ không nhận được bất cứ dự án nào của tập đoàn Hiên Viên. Công ty này chẳng có liên quan gì với nhà các anh. Dứt lời, Sở Dương Cương sững sờ giây lát, rồi bật cười chế nhạo. Ha ha, anh khoe khoang cái gì vậy, anh nghĩ anh là ai? Cậu của tôi là tổng giám đốc chi nhánh này, nhà chúng tôi không lấy được hạng mục thì ai được chứ? Anh nói không liên quan thì không liên quan chắc, anh là chủ tịch tổng công ty à? Thật là nực cười. Tần Lâm nói, anh nói đúng rồi đấy, Tiểu Diên, chúng ta đi thôi. Nói xong, Tần Lâm kéo tay Trần Diên tiến thẳng vào công ty. Sở Dương Cương đứng bên ngoài, vẻ mặt tối sầm lại. Biết tỏ vẻ thật đấy, rồi sẽ có lúc các người cầu xin tôi. Vừa bước vào công ty, Trần Diên bất lực nói. Được rồi, nói cho đã miệng là được rồi, còn phải vào thật à? Tần Lâm nói, cô nghĩ sao, tôi không nói cho vui đâu. Trần Diên bất lực lắc đầu, tôi biết anh làm vậy để giải vây cho tôi. Nhưng nhà họ Sở không phải là người chúng ta có thể đắc tội được. Tổng giám đốc chi nhánh là cậu anh ta, xem ra dự án này không liên quan gì đến chúng ta rồi. Tần Lâm bất lực lắc đầu,
xem ra anh nói gì Trần Diên cũng không tin. Cô ngồi đây đợi một chút, tôi sẽ trở lại sớm thôi. Nói xong, Tần Lâm bước thẳng vào thang máy, đi lên tầng. Trần Diên gọi Tần Lâm nhưng anh không dừng lại, cô bất lực chỉ đành ngồi chờ. Tần Lâm bước vào thang máy, cánh cửa thang máy mở ra tại tầng cao nhất. Một cô gái ở quầy lễ tân vội vàng chạy ra hỏi với vẻ mặt hoang mang. Thưa anh, xin hỏi anh có hẹn trước chưa? Tần Lâm nói, không hẹn trước, tôi muốn gặp tổng giám đốc của các cô. Nhân viên lễ tân bĩu môi, xin lỗi anh, nếu không hẹn trước, thì tổng giám đốc của chúng tôi không có thời gian gặp anh đâu. Tần Lâm nói, được, nếu đã vậy, thì tôi hẹn gặp ngay bây giờ. Dứt lời, Tần Lâm trực tiếp cầm lấy điện thoại cố định ở quầy lễ tân bấm một dãy số. Nhân viên lễ tân đang định ngăn lại, thì phát hiện Tần Lâm lại gọi đến số của tổng công ty, xem ra người này rất quen thuộc với công ty bọn họ. Điện thoại được kết nốt, một giọng nữ từ đầu dây bên kia vang lên. Alo, đây là tập đoàn Hiên Viên, xin hỏi anh tìm ai? Tần Lâm nói, chuyển máy đến văn phòng của Vương Nhị. Nhân viên lễ tân sững sờ giây lát, người này có thể gọi chính xác tên của Phó Tổng Giám Đốc, cô ta cũng không dám lơ là, liền nhanh chóng chuyển máy đến văn phòng Phó Tổng Giám Đốc Vương. Alo, tôi là Vương Nhị. Vương Nhị cũng hơi khó hiểu, sao lại có người biết số điện thoại của văn phòng cô mà yêu cầu chuyển vào chứ? Tôi là Tần Lâm. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Vương Nhị khẽ giật mình, vội vàng đứng lên. Mặc dù không đứng đối diện, nhưng Vương Nhị vẫn cực kỳ lễ phép. Cô ấy có thể từ một nhân viên quèn sắp bị sa thải trở thành phó tổng giám đốc tập đoàn Hiên Viên như bây giờ, tất cả là nhờ Tần Lâm nâng đỡ. Vương Nhị của ngày hôm nay đã không còn là cô gái nhút nhát, chỉ biết vâng vâng dạ dạ năm nào nữa, giờ cô đã là phó tổng giám đốc chân chính phụ trách một mảng. Chủ tịch Tần. Tần Lâm đi thẳng vào vấn đề, ai bổ nhiệm vị trí tổng giám đốc của chi nhánh mới ở tỉnh Lỵ vậy? Vương Nhị nói, là do hội đồng quản trị bầu chọn. Tần Lâm nói, được rồi, nói cho bọn họ biết, tôi bỏ phiếu phản đối và sa thải tổng giám đốc mới này. Vương Nhị sững sờ giây lát, nhưng ngay lập tức gật đầu, vâng thưa chủ tịch. Mặc dù sự việc quá đột ngột, nhưng chủ tịch Tần đã nói thế thì tất nhiên có lý do của anh. Thực sự không biết vị tổng giám đốc Khư mới nhận chức này đã làm chuyện gì ngu ngốc, đắc tội với chủ tịch Tần đây, đúng là đần độn. Sau khi cúp máy, Vương Nhị lập tức triệu tập tất cả mọi người mở cuộc họp hội đồng quản trị, thông báo với mọi người, đồng thời báo lại chuyện này với Mạnh Văn Cương. Sau khi cúp máy, cô gái lễ tân đứng bên cạnh Tần Lâm cũng đơ ra. Anh là ai? Người thanh niên này cũng quá khủng bố rồi đi, trực tiếp gọi điện thoại cho Phó Tổng Giám Đốc Vương của Tổng Công ty, rồi ra lệnh cho cô ấy sa thải Tổng Giám Đốc Khư. Người trợ lý này không hề nghi ngờ Tần Lâm đang giả vờ hay dọa nạt. Bởi vì chính mắt cô ta nhìn thấy Tần Lâm gọi vào số điện thoại tổng công ty, đồng thời tận tai nghe thấy anh chuyển máy đến văn phòng phó tổng giám đốc Vương rồi ra lệnh. Lúc trước từng nghe nói chủ tịch tổng công ty không phải là Mạnh Văn Cương mà là người khác, là một tỷ phú trẻ tuổi, còn từng có tin đồn với phó tổng giám đốc Vương. Lẽ nào chính là người trước mặt này? Tần Lâm liếc nhìn cô ta, cũng không hề giấu giếm. Tôi là chủ tịch của tổng công ty các cô. Nhân viên lễ tân kinh ngạc hít một hơi sâu, bỗng chốc cảm thấy da đầu tê dại, người này chính là sếp lớn sao, chức cao hơn mấy người tổng giám đốc Khư biết bao nhiêu lần, đây là cải trang vi hành à. À, chủ tịch, giờ chủ tịch muốn đến văn phòng tổng giám đốc Khư ạ. Biết được Tần Lâm là chủ tịch, cô ta nào dám cản đường nữa chứ? Hẹn với chả hò cái gì, sếp lớn đến đây rồi, cả công ty nào dám không ra đón tiếp? Tần Lâm gật đầu. Theo nhân viên lễ tân đi thẳng vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Khưu Đại Xuân đang ngồi xem tài liệu trong phòng, thấy có người đi vào mà không gõ cửa, liền cau mày. Các cô các cậu có chuyện gì? Ai cho cô cậu vào? Em gái lễ tân vội vàng giới thiệu, Tổng Giám Đốc Khưu, đây là Chủ tịch Tần của Tổng Công ty chúng ta. Khưu Đại Xuân nhíu mày, Chủ tịch Tần, sao tôi chưa từng nghe thấy cái tên này ở Tổng Công ty? Cái gì, Chủ tịch Tần? Khưu Đại Xuân đột nhiên kịch động đứng dậy, tất nhiên ông ta từng nghe đến Chủ tịch Tần rồi, nhưng là qua lời của Phó Tổng Giám Đốc Vương. Tình cờ nghe thấy Phó Tổng Giám Đốc Vương nhắc đến một lần, hình như sếp lớn phía sau Tổng Công ty họ Tần, lẽ nào chính là Chủ tịch Tần này? Khưu Đại Xuân đột nhiên đứng dậy, vội tiến lên, chào Chủ tịch Tần, tôi là Khưu Đại Xuân,
là tổng giám đốc chi nhánh mới nhậm chức. Hoan nghênh lãnh đạo đến thanh tra, nếu có gì chưa hài lòng, mong chủ tịch chỉ dạy. Tần Lâm hơi nhíu mày, thái độ của Khưu Đại Xuân này cũng khá được, không hề ra vẻ kiêu căng độc đoán. Khưu Đại Xuân còn chưa nói xong, điện thoại đột nhiên reo lên, ông ta cầm điện thoại lên xem, đang định cúp máy thì đột nhiên nhíu mày do dự. Bởi vì người gọi chính là Mạnh Văn Cương. Tuy nhiên, Khưu Đại Xuân vẫn định cúp máy, dù sao thì chủ tịch Tần cũng đang ở đây, cho dù người gọi là chủ tịch Mạnh thì cũng không thể nhận, như vậy quá bất lịch sự. Đang định cúp máy thì Tần Lâm nói. Ông cứ nghe đi. Vâng, cảm ơn chủ tịch Tần. Khưu Đại Xuân nhận máy, alo, chủ tịch Mạnh à. Cái gì, tôi, sắc mặt Khưu Đại Xuân trở nên rất khó coi, nhưng 2 phút sau, ông ta ủ rũ cúp máy, vẻ mặt vô cùng chán nản. Xin lỗi chủ tịch Tần, là lỗi của tôi sẽ tự kiểm điểm lại mình. Thấy dáng vẻ thành khẩn của Khưu Đại Xuân, Tần Lâm lại muốn cho ông ta một cơ hội, liền hỏi. Ông có quan hệ gì với tên Sở Dương Cương nhà họ Sở? Khưu Đại Xuân nghe vậy thì lập tức đoán ra, vội vàng nói. Chủ tịch Tần, tôi là cậu của Sở Dương Cương, có quan hệ họ hàng với nhà cậu ta, sao vậy ạ, thằng nhóc đó động chạm tới cậu Tần à? Tần Lâm nói, không đến mức động chạm, chỉ là tôi thấy anh ta quá mức kiêu căng hống hách, ra vẻ như anh ta có thể quyết định việc của tập đoàn Hiên Viên. Nghe Tần Lâm nói vậy, sắc mặt Khưu Đại Xuân tối sầm lại, khóe miệng co giật kịch liệt. Lúc này ông ta đã hiểu rồi, thì ra là Sở Dương Cương ở bên ngoài dùng danh nghĩa của ông ta để hống hách, cuối cùng đụng phải cậu Tần. Trong cơn thịnh nộ, cậu Tần đã trực tiếp sa thải Khưu Đại Xuân. Khưu Đại Xuân oan uổng quá đi mất. Chủ tịch Tần yên tâm, trở về tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó cẩn thận, cậu ta đã quen tự cao tự đại, lấy danh nghĩa của tôi để cáo mượn oai hùng, đúng là muốn chết mà. Thấy vẻ mặt hối hận của Khưu Đại Xuân, Tần Lâm cũng hơi mềm lòng. Thực sự ông ta chưa làm gì cả, tất cả đều là do Sở Dương Cương kéo xuống hố. Nếu đã không phải do ông dung túng, vậy thì bỏ qua đi, ông tạm thời vẫn giữ chức vụ này. Vâng, cảm ơn chủ tịch Tần, cảm ơn cậu, đây là tổng giám đốc chi nhánh do hội đồng quản trị tổng công ty giơ tay biểu quyết, hẳn là người có năng lực, nếu không làm sai chuyện gì, thì Tần Lâm vẫn tôn trọng quyết định của bọn họ. Ông tiếp tục đảm nhận chức vụ này, bên dưới tầng có đại diện nhà họ Trần tên Trần Diên, cân nhắc cho nhà bọn họ nhiều hợp đồng một chút. Nếu điều kiện cho phép, thì đem tất cả dự án của nhà họ Sở giao cho nhà họ Trần. Vâng, chủ tịch yên tâm. Có thể giữ được chức vị đã là mong muốn lớn nhất của Khâu Đại Xuân rồi, chẳng khác gì được đại xá, lúc này tất nhiên không dám lơ là bất kỳ lời căn dặn nào của Tần Lâm, vội vàng chỉ đạo xuống dưới. Giao tất cả hạng mục trong tay nhà họ Sở cho nhà họ Trần. Không bao lâu sau, Tần Lâm đã xuống dưới tầng. Trần Diên ngồi đợi đã có chút lo lắng, thấy Tần Lâm xuống thì vội vàng quan tâm hỏi. Cậu không sao chứ, bị đuổi xuống à? Không sao, về tôi sẽ giải thích với chú ba. Tần Lâm mỉm cười, đã giải quyết xong rồi, tất cả dự án đều thuộc về cô. Trần Diên hơi sững sờ, rồi bất lực lắc đầu, đừng đùa nữa. Có lẽ về nhà tôi sẽ bị mắng đây, không có tâm trạng đùa đâu. Tần Lâm bất lực, ai đùa với cô cứ đợi đi. Khi anh vừa dứt lời, một vài người mặc đồng phục, tay cầm tài liệu từ trong thang máy đi ra, đi thẳng đến bên cạnh Trần Diên. Xin hỏi cô là Trần Diên đúng không? Vâng, là tôi, sao vậy? Chào cô Tần, tôi là tổng phụ trách dự án chi nhánh tỉnh lỵ của tập đoàn Hiên Viên. Chúng tôi có rất nhiều dự án sản phẩm y dược. Mong cô xem thử xem có ý định hợp tác với dự án nào. Nói xong, người tổng phụ trách mở tập tài liệu ra, đặt xuống trước mặt Trần Diên, rồi đưa cho cô một cây bút. Cô Trần, cô có hứng thú với dự án nào thì có thể trực tiếp đánh dấu bên dưới. Trần Diên ngây người, nhiều vậy sao? Các người đang đùa đúng không? Để tôi tự ý chọn nhiều dự án như vậy sao? Người phụ trách mỉm cười gật đầu, đúng vậy, cô Trần có thể chọn tùy thích. Lúc này Trần Diên có một cảm giác, dường như trước mắt cô không phải danh sách dự án, mà là thực đơn gọi món lẩu trong nhà hàng. Vậy tôi có thể chọn hết không? Trần Diên dò hỏi. Người phụ trách cười nhạt, tất nhiên là được. Trần Diên lộ vẻ ngạc nhiên, anh có chắc không? Tôi đã nhìn qua rồi, rất nhiều dự án vốn thuộc về nhà họ Sở, các anh không muốn hợp tác với nhà họ Sở nữa à? Tổng phụ trách cười nhạt, đây đúng là hợp đồng của nhà họ Sở.
nhưng nếu cô Trần cần thì sẽ ưu tiên cho nhà họ Trần. Trần Diên vô cùng ngạc nhiên, dáng vẻ như được yêu mà sợ. Được, vậy tôi chọn đây. Trần Diên cũng không khách sáo, lần này đến vốn dĩ là để xin dự án, nay tổng phụ trách của công ty đã cầm hợp đồng đến chuẩn bị ký rồi, cô còn do dự cái gì chứ? Trần Diên chọn một vài dự án vô cùng tốt, vừa có lợi nhuận vừa tiết kiệm sức, rồi đánh dấu lên đó. Tổng phụ trách bảo thư ký nhanh chóng chuẩn bị hợp đồng. Ngay sau đó, mười mấy bản hợp đồng được đưa đến, Trần Diên và người tổng phụ trách trực tiếp ký vào hợp đồng, ấn định quyền sở hữu của mấy dự án này. Cầm hợp đồng trong tay, Trần Diên tràn đầy vui mừng, khi ra khỏi cổng, cô nói với Tần Lâm. Lão Tần, chuyện gì vậy, sao cậu lên đó mà giúp được tôi thật vậy? Tần Lâm cười nói, tất nhiên, tôi quen biết với tổng giám đốc của bọn họ. Tần Lâm suy nghĩ một chút vẫn không nói ra thân phận của mình, nếu nói ra e là bọn cô cũng chưa chắc đã tin, cho nên nói quen biết thì hơn. Trần Diên vô cùng ngạc nhiên, thì ra cậu từng chữa bệnh cho tổng giám đốc của bọn họ à? Đều là bác sĩ, Trần Diên cũng hiểu rõ các mối quan hệ của Tần Lâm là từ đâu mà ra, nếu không phải từng chữa bệnh cho người ta, thì với thân phận bác sĩ của anh sao có thể tiếp xúc với tầng lớp cao như vậy chứ? Tần Lâm chỉ cười không giải thích, lý do này cũng khá tốt. Chuyện hôm nay rất cảm ơn cậu, khi về tôi hẳn là có thể báo cáo nhiệm vụ rồi. Tần Lâm gật đầu, vậy cô về trước đi, tôi đi ăn với bọn họ. Vừa nãy khi xuống tầng, Khưu Đại Xuân luôn muốn mời Tần Lâm đi ăn, còn có mấy lãnh đạo cao cấp của công ty chi nhánh, khi biết tin sếp lớn đến thì cũng muốn gặp mặt. Dù sao cũng là công ty của mình, đã đến đây rồi mà không gặp mặt bọn họ thì cũng không phải lắm. Trần Diên cũng hiểu, hôm nay người ta đã giúp cô một chuyện lớn như vậy, Tần Lâm chắc chắn phải cảm ơn cẩn thận, mời một bữa ăn là điều nên làm. Vậy vất vả cho cậu rồi, tôi về trước đây. Trần Diên tưởng rằng Tần Lâm ở lại đây là để mời lãnh đạo ăn cơm cảm ơn. Nhưng cô ấy không thể ngờ rằng, Tần Lâm mới là người giúp bọn họ. Trần Diên cầm một đống hợp đồng, vui vẻ trở về nhà. Sau khi vào nhà, cả gia đình đã đợi sẵn, gồm cả trụ cột gia đình là chú ba Trần Bộ Sinh. Tiểu Diên, thế nào rồi, mọi người đều rất quan tâm. Trần Diên nở nụ cười trên môi, đặt hợp đồng lên bàn. Được rồi. Cháu đã ký không ít hợp đồng, mọi người xem đi. Nhìn thấy nhiều hợp đồng như vậy, tất cả mọi người đều sững sờ. Trời ơi, nhiều vậy sao? Tiểu Diên, cháu giỏi quá, Sở Dương Cương bị cháu mê hoặc đến ngốc rồi à, mà sao cho cháu nhiều dự án vậy? Ha ha, vậy còn phải nói, con gái nhà chúng ta trời sinh xinh đẹp, cậu chủ nhà họ Sở đó đã bị mê hoặc đến thần điên bát đảo rồi. Tiểu Diên, may mà có cháu. Nếu không Sở Dương Cương sẽ không nể mặt chúng ta như vậy. Nghe mọi người nói vậy, Trần Diên liền nhíu mày, mọi người nói gì vậy? Hợp đồng này không phải do Sở Dương Cương cho cháu đâu, đây là Tần Lâm giúp lấy về đó. Tần Lâm giúp cháu lấy. Cô ấy vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sững sờ, Trần Bộ Sinh cũng nhíu mày. Cậu ta, sao cậu ta giúp được cháu? Trần Diên nói, anh ấy cũng là bác sĩ mà. Anh ấy từng chữa bệnh cho tổng giám đốc công ty chi nhánh của tập đoàn Hiên Viên, bọn họ quen nhau, nên anh ấy đã đánh tiếng giúp cháu. Lúc này mọi người mới bừng tỉnh thì ra là vậy, không ngờ đứa con rể trông vô dụng này lại có ích như thế. Trần Bộ Sinh không nói lời nào, cầm vài phần hợp đồng lên nhìn một lượt, sắc mặt bỗng chốc thay đổi. Những dự án này là của nhà họ Sở mà, những dự án này vừa dễ dàng vừa có lợi nhuận, là miếng mồi béo bở với tất cả mọi người. Vì thế chắc chắn phải cho người có quan hệ. Bố Trần Diên nói, chú ba, điều này rất tốt mà, những dự án này lợi nhuận rất cao, nếu đã cho chúng ta rồi, thì chúng ta cứ làm thôi. Trần Bộ Sinh lạnh lùng hừ một tiếng, tầm nhìn của mọi người ngắn thật đấy, có thể mọi người đã nhầm chuyện này rồi, lần này chúng ta đến không phải là để cạnh tranh với nhà họ Sở, mà là kết thân với nhà họ. Cái nhà họ Sở tặng mới là dự án chúng ta muốn. Nói trắng ra, chính là những dự án nhỏ mà người ta không thèm, sau đó bố thí cho chúng ta, mọi người hiểu điều này không? Lời của Trần Bộ Sinh khiến mọi người đều phải câm lặng, mặc dù ông ta nói hơi khó nghe, nhưng đều là sự thật. Nhà họ Trần bọn họ căn bản không cùng đẳng cấp với nhà họ Sở, vì vậy những lời Trần Bộ Sinh nói đều là sự thật, bọn họ chính là cầu xin bố thí của nhà họ Sở. Hiện giờ chúng ta đã cướp công việc làm ăn của bọn họ, trông thì có vẻ chúng ta đã kiếm lời.
nhưng sau này thì sao? Nhà họ Sở liệu có gây phiền phức cho chúng ta trong việc kinh doanh không? Cho dù những hợp đồng này đủ để nuôi chúng ta trong 3 năm, vậy 3 năm sau thì sao? Mọi người không sống nữa à? 3 năm sau, chúng ta vẫn phải kinh doanh bình thường. Một khi nhà họ Sở gây khó khăn, chúng ta còn có đường sống không? Lời nói của Trần Bộ Sinh khiến mọi người im lặng. Đúng vậy, mặc dù có lợi trước mắt, nhưng về lâu dài, bọn họ không thể đắc tội với nhà họ Sở. Đúng như những gì Trần Bộ Sinh đã nói, nếu bọn họ đắc tội với nhà họ Sở, thì việc những dự án này có thể thực hiện thuận lợi hay không cũng là một vấn đề, chứ đừng nói đến cuộc sống bình yên sau này. Vậy theo như chú nói, Trần Diên đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này. Trần Bộ Sinh lạnh lùng hừ một tiếng, đâu chỉ không tốt. Rõ là hỏng bét rồi. Lần này nó đi dù không lấy được dự án nào cũng không sao, nhưng lại đắc tội với nhà họ Sở thì có chết không, cháu bây giờ đã trở thành tội đồ của nhà họ Trần rồi. Trần Diên, giờ chú ra lệnh cho cháu, nhanh chóng trả lại những hợp đồng này, đi cầu xin tập đoàn Hiên Viên hủy hợp đồng và trả lại cho nhà họ Sở, đồng thời xin lỗi cậu chủ Sở. Cháu nghe rõ chưa? Lời của Trần Bộ Sinh khiến Trần Diên thấy ấm ức vô cùng. Đây vốn dĩ không phải việc của cô, mà cô vẫn phải đi cầu xin người ta vì nhà họ Trần, cuối cùng về còn bị chửi một trận, trở thành tội đồ của nhà họ Trần. Hai mắt Trần Diên đỏ hoe, đứng đó không nói gì. Những người thân khác khi nghe Trần Bộ Sinh nói nghiêm trọng như vậy, cũng thi nhau trách móc cô. Trần Diên này, đây là lần đầu tiên cháu đi làm việc cho gia tộc mà sao lại thành ra thế này, cháu làm vậy có khác nào đẩy chúng ta vào hố lửa đâu. 2 năm nay công việc kinh doanh của gia tộc đã không ra sao rồi, lần này lại càng xong đời rồi. Trần Diên này, cháu mau chóng đi xin lỗi cậu chủ Sở đi, hôm nay nếu cháu không nhận được sự tha thứ của người ta thì đừng có về nhà. Mọi người thi nhau trách mắng khiến mũi Trần Diên cay cay, nước mắt rơi lã chã, thấy vô cùng ấm ức. Trần Bộ Sinh lạnh lùng hừ một tiếng, khóc. Khóc thì có tác dụng gì? Mau đi đi, đừng có mà đứng đây lãng phí thời gian nữa. Trần Diên cầm mấy bản hợp đồng rời khỏi nhà họ Trần trong sự chỉ trích của mọi người, gọi một chuyến taxi đi đến tập đoàn Hiên Viên một lần nữa. Lúc này, bên trong tập đoàn Hiên Viên đang cãi nhau ầm ĩ, dường như đang xảy ra chuyện gì đó. Trần Diên bước đến nhìn, người đang gây sự chính là Sở Dương Cương. Hình như Sở Dương Cương đang tranh luận gì đó với nhân viên lễ tân. Đây rõ ràng là dự án của nhà họ Sở chúng tôi, sao đột nhiên lại biến thành của người khác vậy? Nhân viên lễ tân cũng không dám đắc tội với cậu chủ Sở, chỉ có thể nhẫn nại giải thích. Cậu chủ Sở, hiện giờ toàn bộ ban lãnh đạo đều không ở công ty, anh nói với tôi cũng vô ích, anh đợi lãnh đạo về đi. Nếu là dự án của nhà các anh thật thì sẽ trả lại cho anh. Nghe hai người nói vậy, Trần Diên cúi thấp đầu xuống, sắc mặt hơi khó coi. Sở Dương Cương, tôi trả lại dự án cho nhà anh đây. Sở Dương Cương sững sờ giây lát, anh ta đang rất tức giận, đã thỏa thuận là giao những dự án này cho nhà anh ta rồi, bây giờ lại chuyển hết cho người khác. Gọi điện cho cậu cũng không nghe máy, Sở Dương Cương không biết chuyện gì đang xảy ra nên chỉ có thể đến đây gây sự. Nhưng khi nghe Trần Diên nói vậy, Sở Dương Cương mới hiểu được đôi chút. Tất cả dự án của nhà tôi đều cho nhà em hết sao? Sắc mặt Trần Diên tối sầm lại, cô thật sự không muốn để ý đến Sở Dương Cương, nhưng cũng không còn cách nào khác, chú ba đã ra lệnh cho cô rồi, cô không thể đắc tội với nhà họ Sở. Đúng vậy, cho tôi rồi, giờ tôi trả lại anh. Nói xong, Trần Diên đặt đống hợp đồng lên bàn rồi quay người định đi. Đứng lại! Sở Dương Cương hét lên, bước chân Trần Diên dừng lại, quay đầu, mặt cô vẫn lạnh nhạt như cũ. Có chuyện gì? Sở Dương Cương lạnh lùng hừ một tiếng, tôi đã cho em đi à? Trần Diên nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn không dám rời đi, dù sao gia đình đã gây áp lực rất lớn, lần này cô đến đây là để xin lỗi Sở Dương Cương, nếu không xong, e là về sẽ bị mắng mỏ. Anh còn chuyện gì nữa? Trần Diên lạnh lùng hỏi. Sở Dương Cương cúi đầu nhìn những hợp đồng trên bàn, tất cả đều là dự án tốt nhất của công ty chi nhánh, không ngờ Trần Diên lại ký được toàn bộ, có thủ đoạn thật đó. Trần Diên, sao em lại ký được những hợp đồng này, chẳng lẽ em dụ dỗ cậu tôi? Ăn nói linh tinh, Sở Dương Cương nói vậy khiến Trần Diên cực kỳ tức giận, nhưng sau khi chửi một câu, cô vẫn phải nhẫn nhịn vì đại cục. Không có. Thấy dáng vẻ muốn tức giận nhưng lại không dám của Trần Diên.
trong lòng Sở Dương Cương vô cùng vui sướng, xem ra cô có phần kiêng nể anh ta. Ha ha, tôi biết rồi, chắc chắn là em dụ dỗ cậu tôi, sau đó lừa được những hợp đồng này, sau khi về, nhà các em không dám đắc tội đến tôi nên em mới mang đến trả lại, đúng không? Sở Dương Cương nói đúng được một nửa, nửa sai kia, Trần Diên cũng lười giải thích với anh ta, dù sao chỉ cần đạt được mục đích của chuyến đi lần này là được. Sở Dương Cương đã biết nhược điểm của Trần Diên, ngồi xuống sofa, vắt chân lên nói. Trần Diên, nhà em bắt em đến đây xin lỗi tôi à? Nhà họ Trần không dám chọc đến anh ta, điều này Sở Dương Cương biết rõ, nhà họ Trần không thể vì lợi ích nhỏ trước mắt mà đắc tội với ngọn núi lớn như nhà họ Sở. Nịnh bợ anh còn không kịp nữa là, nói gì đến đắc tội. Trần Diên nghiến răng, trong lòng vô cùng ấm ức, nhưng người nhà đã gây áp lực rất lớn cho cô, nên cô không thể không nhẫn nhịn. Cô nghiến răng, gắng gượng nói. Cậu chủ Sở, chuyện này do tôi không đúng, tôi xin lỗi anh. Thật ra, Trần Diên không làm sai gì cả, chuyện này rõ ràng là cạnh tranh công bằng. Ai giành được là do năng lực của người đó. Nhưng trước sức ép của gia đình, Trần Diên không còn cách nào khác đành phải cúi đầu trước nhà họ Sở. Sở Dương Cương cười mỉa mai, ôi chao, tôi không nghe nhầm đấy chứ, không ngờ đại tiểu thư nhà họ Trần lại xin lỗi tôi. Tôi sợ quá đi, Trần đại tiểu thư này, em nói lại lần nữa cho tôi nghe với. Lúc nãy tôi không nghe rõ lắm. Sắc mặt Trần Diên tối sầm lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu chủ Sở, chuyện này là do tôi không đúng, tôi thay mặt nhà họ Trần xin lỗi anh. Sở Dương Cường bật cười ha hả, vô cùng hài lòng với biểu hiện của Trần Diên, anh ta nói. Trần Diên này, em sớm có thái độ này thì có phải tốt không, đâu cần phải đến xin lỗi tôi chứ. Hay là em gả cho tôi, làm mợ cả nhà họ Sở chúng tôi, em muốn cái gì tôi có thể cho em hết, như thế không tốt à? Trần Diên nhíu mày nói, cậu chủ Sở, tôi đã xin lỗi anh rồi, tôi khuyên anh đừng có nghĩ nhiều, tôi không thể đồng ý yêu cầu của anh. Thấy dáng vẻ của Trần Diên, Sở Dương Cương nhíu mày lại. Không thể đồng ý, Trần Diên, em không nể mặt tôi đấy à? Nhà họ Trần chẳng qua chỉ là gia tộc nhỏ hạng ba, tôi thích em là phúc của nhà em, là do em với cao đó. Em có hiểu hay không hả? Trần Diên cười khinh bỉ, nếu đã vậy thì do tôi với không tới. Sắc mặt Sở Dương Cương tối sầm lại, lạnh lùng nói. Trần Diên, tôi đã nể mặt em mà em không cần đúng không? Tôi nói cho em biết, nếu hôm nay em không đồng ý thì tôi sẽ không chấp nhận lời xin lỗi này, em về đợi sự tấn công của nhà họ Sở đi. Trần Diên nghiến răng nghiến lợi, cuối cũng quay người rời đi. Không có cách nào, cho dù cô ấy có thể thỏa hiệp một số việc vì gia tộc, nhưng không có nghĩa có thể lấy chuyện này để ép cô kết hôn. Một lúc sau, Trần Diên trở về nhà với khuôn mặt ủ rũ, mặc dù đã trả lại hợp đồng, nhưng vẫn đắc tội với nhà họ Sở. Sắc mặt của người nhà họ Trần ai nấy đều rất trầm trọng, thấy Trần Diên trở về thì đều nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm. Hừ, còn có mặt mũi trở về à, Trần Bộ Sinh lạnh lùng hừ một tiếng, trực tiếp chèn ép Trần Diên. Trần Diên nghiến răng nói. Cháu đã xin lỗi rồi, nhưng anh ta đưa ra yêu cầu rất quá đáng, cháu không thể chấp nhận. Trần Bộ Sinh đạp bàn, vẻ mặt tràn đầy tức giận. Trần Diên, cháu thấy mình không sai đúng không? Lần đầu cháu làm việc cho gia tộc đã khiến mọi chuyện thành ra thế này rồi. Chẳng những không hoàn thành mà còn đắc tội với nhà họ Sở, cháu gây nên hỗn loạn này rồi để chúng ta thu dọn à. Bảo cháu đi xin lỗi, mà cháu tỏ thái độ gì với cậu chủ Sở vậy? Khiến cậu Sở tức giận đến vậy, hiện giờ nhà họ Sở đã bắt đầu có hành động chống lại nhà chúng ta. Một khi nhà họ Sở ra tay cản trở, cháu nghĩ chuyện kinh doanh của nhà chúng ta còn có thể tiếp tục không? Trần Diên cúi đầu không nói gì, hai mắt đỏ hoe, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm ức. Rõ ràng không phải lỗi của cô, nhưng cuối cùng lại chịu ấm ức từ hai phía. Nếu đã vậy thì sao mọi người không đi đi? Nếu bọn họ đi thì Sở Dương Cương sẽ không đưa ra yêu cầu quá đáng. Trần Bộ Sinh lạnh lùng hừ một tiếng, chúng ta đi. Để cháu ở nhà ăn bám à? Gia tộc đã nuôi lớn cháu, mà cháu không thể đóng góp sức lực cho chuyện lớn của gia tộc à? Ban đầu muốn cháu đi để lấy một ít dự án nhờ sự yêu thích của cậu Sở, nhưng cháu thì hay rồi, đắc tội nghiêm trọng đến nhà họ Sở. Cháu giỏi lắm. Nước mắt Trần Diên rơi lã chã, trong lòng vô cùng ấm ức. Vậy cháu cũng hết cách, hiện giờ mọi chuyện đã thế này rồi, cũng không thể cứu vãn được.
Trần Bộ Sinh nói, có gì không thể cứu vãn chứ, giờ cháu đồng ý gả cho cậu Sở, thì sẽ cứu vãn được mọi chuyện. Sắc mặt Trần Diên hơi thay đổi, nói với giọng cực kỳ cương quyết. Không thể được, cháu sẽ không bao giờ lấy anh ta. Trần Bộ Sinh lạnh lùng hừ một tiếng, được, nếu đã vậy thì mấy ngày nay cháu đừng ra ngoài nữa, ở nhà đóng cửa suy ngẫm lại bản thân đi. Trần Diên ngẩng đầu, nhìn mọi người với gương mặt đẫm nước mắt, lúc này không có ai đứng ra nói giúp cô, giống như cô bị nhốt trong nhà là chuyện đương nhiên vậy. Dù sao chuyện ngày hôm nay của Trần Diên cũng ảnh hưởng đến lợi ích của mọi người, tất cả bọn họ đều ít nhiều oán trách cô. Trần Diên nghiến răng, đi thẳng về phòng mình. Vẻ mặt Trần Bộ Sinh vô cùng tức giận, lạnh lùng nói. Từ hôm nay trở đi, Trần Diên không được phép bước chân ra khỏi phòng. Lúc này, Tần Lâm đang ăn cơm với nhân viên cấp cao công ty chi nhánh của tập đoàn Hiên Viên, Khâu Đại Xuân bắt đầu kính rượu Tần Lâm, hết ly này đến ly khác. May mà tửu lượng của Tần Lâm rất tốt, nhiều người kính rượu như vậy cũng không sao cả, bầu không khí vô cùng vui vẻ. Đột nhiên, chuông điện thoại của Khâu Đại Xuân vang lên. Nhận đi, chắc là chuyện của công ty, dù sao cũng là làm việc cho Tần Lâm, anh vẫn nên để cho ông ta nghe máy. Tần Lâm không ra vẻ ta đây khiến bọn họ trì hoãn công việc. Khâu Đại Xuân vội vàng nghe máy, sau đó đôi lông mày nhíu lại. Cái gì, trả dự án lại cho nhà họ Sở á? Ai làm vậy? Nghe một hồi rồi cúp máy, Khâu Đại Xuân nhíu mày nói. Chủ tịch Tần, nhà họ Trần đã trả lại những dự án kia cho nhà họ Sở rồi ạ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 32.